61, không cần. Triệu Nguyên Thần nói, đừng lo lắng, không có gì phải sợ. Đi thôi, đêm nay lập tức rời đi, chạy đến chu thị bên kia lánh nạn, ta sẽ cho người tiếp ứng ngươi ở bên kia, chuyện còn lại chính ngươi sang đó rồi tiếp tục chỉ huy, chờ đến lúc tần ra sụp đổ thì quay trở lại. Người ta nói sau cơn mưa là cầu vồng, tào huynh ngươi sẽ thấy được một phong cảnh đặc biệt tuyệt đẹp. Tào lộ bình đáp, được, cảm ơn sự giúp đỡ của triệu huynh, Triệu Nguyên Thần nói, không cần cảm ơn, là chuyện hiển nhiên mà. Về sau thành bất khuất bên này vẫn còn cần ngươi góp một chút sức lực nữa. Nhớ kỹ xử lý sự tình cho sạch sẽ, không nên lưu lại bất kỳ dấu vết nào. Đã hiểu. Tào Lộ Bình ngắt cuộc trò chuyện, ngửa mặt lên trời thở ra một hơi, trong lòng rốt cuộc cũng nhẹ nhõm. Vừa rồi gã ta vẫn còn chưa quyết định khuynh hướng theo bên nào, đang thử thăm dò phản ứng của Triệu Nguyên Thần, sự sắp xếp của đối phương rất hợp ý với gã ta, bằng không tiếp tục lưu lại thành bất khuất sẽ rất nguy hiểm hiện tại gã ta rốt cuộc đưa ra quyết định triệt để khuynh hướng theo Chu thị. Nguyên nhân đưa ra quyết định này cũng rất đơn giản, gã ta đã nhìn ra Chu thị và Phan thị liên thủ với nhau, đối mặt với sự liên thủ của hai nhà này, gã ta càng cảm thấy Tần thị không có cửa thắng, không lâu đó chắc chắn sẽ đi đời nhà ma, gã ta không có lý do gì phải chôn cùng với Tần thị, chim không biết lựa cảnh đậu là điều hiển nhiên mà. Gã ta quay người đi tới cửa ra vào, chào hỏi một tiếng, nói, mang người tới đây, bên ngoài đáp một tiếng vâng, sau đó gã ta cũng đi đến vị trí đầu não ngồi xuống, sờ lấy đầu chọc của mình trong lúc chờ đợi. Chỉ một lúc sau, ngũ vi bị người đẩy bước vào trong sảnh. Ngũ vi nhìn thấy tào lộ bình, trong lòng nơm nớp lo sợ bước tới, nói một câu lời phép tào ra. Tào lộ bình cười ha ha, nói, ngũ vi, ngươi làm không tệ, từ hôm nay trở đi ngươi không cần phải tiếp tục đối phó với La Khang An, chuyện của ngươi đã làm xong rồi, Ngũ Vi có hơi ngơ ngác một chút khi nghe vậy, sau đó lập tức phản ứng, lấy lại tinh thần, nhỏ giọng hỏi thử một câu, tào ra, chuyện ngài đã đáp ứng, được hay chưa? Đối phương đã từng hứa hẹn, chỉ cần được chuyện thì sẽ thả bạn trai nàng ra, sau đó cho bọn họ một khoản tiền, để cho cả hai rời khỏi thành bất khuyết nhưng không được phép trở lại. Trên thực tế vì chấn an nàng, bên này đã gửi 100.000 châu trước cho nàng, sau khi xong chuyện thì con số sẽ tăng lên một triệu châu, Tào Lộ Bình ngẩng đầu ra hiệu một chút với thủ hạ, nói, mang bạn trai của nàng vào đây đi. Thủ hạ nhanh chóng rời đi, một người rất nhanh được đẩy tới, trên tay quấn một vòng lụa trắng, một nam nhân bị chặt mất một ngón tay, người này chính là bạn trai của Ngũ Vi, Ôn Lương, người trong sàn nhảy thường gọi hắn là Tiểu Lương. Lúc này trên mặt Ôn Lương khó nén vẻ sợ hãi, gặp lại bạn gái, trong lòng hắn cháy lên một chút hy vọng, Ngũ Vi nhịn không được tiến tới đỡ lấy hắn, nói, Ôn Lương, ngươi không sao chứ? Ôn lương gắng gượng lấy lắc đầu, người sống sờ sờ mà chị chặt mất một ngón tay, há có thể không sao cơ chứ. Ánh mắt ngũ vi cũng hướng vào bàn tay của hắn, hai hốc mắt đỏ lên, nhưng mà không nói nhiều lời, quay đầu nhìn về phía tào lộ bình, hỏi, tào ra, chúng ta có thể đi chưa? Tào lộ bình đáp, không vội, ta đã đồng ý cho các ngươi một triệu trâu thì sẽ không nuốt lời, chờ một chút, đợi ta chuẩn bị tiền, Ngũ Vi vội vàng lắc đầu, nói, cảm ơn Tào Gia, tiền, chúng ta không muốn lấy, chúng ta cam đoan sẽ không bao giờ trở về thành bất khuyết. Cô nàng nào dám đợi lấy tiền, có thể sống rời đi đã rất không tệ rồi. Trước đó cô nàng lo lắng nhất chính là bên này nuốt lời, sau đó lo lắng sẽ không buông tha cho bạn trai nàng, cho nên mới tìm đến sự giúp đỡ của La Khang An. Ai ngờ tên rắc rưởi La Khang An kia đã muốn được lợi, ngược lại không muốn bỏ tiền. Tào lộ bình ngừ một tiếng, nói, nói một cách rõ ràng, chính các ngươi nói không cần số tiền kia, mà không phải ta ý thế hiếp người. Ngũ vi vội nói, chúng ta cam tâm tình nguyện từ bỏ. Tào ra, chúng ta có thể đi chưa? Bây giờ cô nàng chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi nơi này. Ôn lương không biết đống tiền kia là chuyện gì xảy ra, bất quá đoán chừng là tiền trả công làm việc, cho nên hắn cũng gật đầu theo, biểu thị đồng ý bỏ qua khoản tiền kia. Tào lộ bình nói, được, vậy xin cảm ơn rồi, mời về, thứ cho ta không tiễn được xa. Cảm ơn tào ra. Ngũ vi và ôn lương cùng nhau cung kính không người xoay người rời đi, bước chân nhanh chóng, hận không thể mọc cánh mau chóng rời khỏi nơi này. Nào ngờ đi chưa được mấy bước, tiếng nói của Tào Lộ Bình vang lên ở phía sau, nói, chậm đã. Có người phía trước lập tức đưa tay ngăn cản bọn họ, hai người hoảng hồn đứng lại, sau đó chậm rãi quay đầu nhìn về hướng của tên đầu chọc, ngũ vi dùng mình nói, Tào ra chẳng lẽ muốn nuốt lời. Nghĩ nhiều, Tào Lộ Bình khoát tay áo, nói, chỉ là có một vấn đề muốn hỏi ngươi thôi. Ngũ Vi hơi thả nhẹ người, hỏi, Tào ra cứ hỏi, Ngũ Vi biết chuyện thì tuyệt đối không dám giấu giếm. Tào Lộ Bình nở ra một nụ cười quái dị trên khóe miệng, nói, Ngũ Vi, La Khang An kia có thể nói ra hết với ngươi, ta rất muốn biết cái đêm ngươi ở chỗ y, rốt cuộc có một trận mây mưa giường chiếu hay không. Lời này vừa nói ra, Ngũ Vi lập tức phản xạ theo quán tính, nói, không có. Tiếp đó cô nàng tranh thủ nhìn về phía ôn lương, lắc đầu liên tục, nói, không có, thật sự là không có ôn lương đã là trợn to mắt phập phồng trước ngực nhìn cô nàng bờ môi rung rung như muốn nói cái gì đó nhưng không thốt thành lời tào lộ bình cảm thấy quái lạ nói vậy ngày đó ngươi qua đêm ở chỗ y cả hai đã làm những gì ngũ vi tận lực giải thích đáp chính là nói chuyện phiếm với y mà thôi giúp tào ra tìm hiểu tình huống của y cô nàng lại quay đầu nhìn ôn lương nói ngươi phải tin tưởng ta thật sự không có gì cả ôn lương có hơi run tay hắn há có thể tin tưởng chuyện này tào lộ bình hỏi hắn nói, tiểu tử, cô nàng qua đêm ở nhà nam nhân khác, bảo rằng cả một đêm đều nói chuyện phiếm, ngươi có tin được không? Ôn lương căng cứng bờ môi. Ngũ vi lập tức giải thích với bạn trai, nói, ta bất chấp xấu hồ chỉ vì cứu ngươi ra, thật sự không có phát sinh loại sự tình này. Ôn lương tràn đầy sự tức giận trên gương mặt, quát, ta tình nguyện chết, cũng không mong ngươi sẽ dùng phương thức này cứu ta. Ngũ vi rừng rừng khóe mắt, rơi lệ chính mình biết không thể giải thích rõ nhìn về phía tàu lộ bình hỏi tàu ra chúng ta có thể đi chưa tàu lộ bình thưởng thức một màn này gã ta làm chó trước mặt người khác ít nhất cũng phải dùng địa vị của mình tìm về một chút cân bằng rất ưa thích loại cảm giác đùa bỡn người khác trên tay mình gã ta nghe vậy đành cười phất tay nói đưa bọn hắn đi thôi trong lời nói chứa đầy ẩn ý thủ hạ của gã ta ngầm hiểu chuẩn bị mang hai người rời đi nào ngờ trong phòng lại truyền đến một trận âm thanh su su, bọn người tào lộ bình phát giác có một điểm đen xuất hiện trong phòng, tiếp theo cả đám đều bị hấp dẫn bởi từng tiếng bước chân. Bọn người tào lộ bình nhìn về hướng âm thanh phát ra, phát hiện một người quái dị đi xuống từ bậc thang trong phòng, không nhìn rõ mặt, thân thể được bao phủ bởi một tấm áo tràng đen. Lâm Uyên đã đến được một lúc, đứng trên khúc quanh cầu thang nhìn màn kịch của đồi nam nữ, lúc này hắn mới từng bước đi xuống. Tào Lộ Bình khiếp sợ trong lòng, có người xông vào nơi ở của mình, thế mà ngay cả một tiếng động cũng không phát ra, gã ta chậm rãi đứng lên, cố ý nói lớn, không biết là người bạn ở phương nào đến chơi. Đây là phát ra tiếng báo động cho bên ngoài, nào ngờ ngoài phòng không có bất kỳ một phản ứng, điều này khiến cho tinh thần của Tào Lộ Bình bấn loạn, tình huống như thế nào? Gã ta đã nói lớn đến như vậy, người bên ngoài không có khả năng không nghe được. Bỗng nhiên, bên ngoài tràn vào một luồng trong gió, mang theo một chút hương vị máu tươi. Gã ta vô ý thức cảm giác được phiền phức tìm tới, từ lúc bản thân bắt đầu cuốn vào chuyện của Tần Thị, Phan Thị và Chu Thị, gã ta đã có nỗi lo này, biết mình đang chơi với quỷ dữ, bất quá không nghĩ tới nguy hiểm sẽ xuất hiện theo phương thức này. Người đến thần không biết quỷ không hay, còn có sự thông dong thản nhiên trong đôi mắt kia, càng khiến cho nỗi lo lắng trong lòng tăng cao. Ngũ Vi và Ôn Lương cũng quay đầu nhìn sang, cả hai đều cảm thấy bầu không khí sai sai, trang phục của người đến có chút quỷ dị khiếp người ở trong mắt hai người, trơ mắt nhìn người đến không nói một lời, từng bước một đi xuống cầu thang. Ừm, tào lộ bình nghiêng đầu ra hiệu cho thủ hạ, muốn đối phương dò xét nông sâu của người kia. Hai tên thủ hạ nhìn nhau một cái, sau đó cùng một chỗ lách mình đi ra, nhào về phía người đến, một trận vù vù vang lên, ngay lúc hai người khỏe mạnh tiếp cận khách đến thăm trong nháy mắt, đột nhiên cả người bị chia năm xẻ bảy trên không trung, máu thịt bay tán loạn rồi rơi xuống đất, ngay cả một tiếng kêu thảm cũng không có thốt ra, ngay cả thân thể đã bị chém nát vẫn chưa kịp chuẩn bị. Một màn bụng nát ruột rơi kia, một màn khối thịt đẫm máu không còn động tĩnh kia, khiến cho ngũ vi và ôn lương bị dọa đến mức quá sức buồn nôn, có chút không dám nhìn. Hai mắt tào lộ bình bỗng nhiên hít mắt, nhìn thấy những giọt máu động lại trên hư không rồi nhiễu xuống sàn nhà, trong đầu ý thức được người đến đã bày ra sợi tơ vô hình rất sắc bén trước đó. Tiếng điện thoại tích tích vang lên, không biết là ai gọi tới, nhưng mà lúc này có người nào còn tâm tư nghe điện thoại. Tào lộ bình phất tay, hai thanh dao ngắn bóng loáng xuất hiện ở trong tay của gã ta, một lần nữa nghiêng đầu ầm, một tiếng. Hai người đang bắt giữ ngũ vi và ôn lương nhìn nhau, trong mắt có mấy phần sợ hãi, chợt giống như không hẹn mà cùng nhau bức tốc, bỏ mặc đôi nam nữ lần lượt bắn về phía ngoài cửa, chuẩn bị chạy trước tính sau. Tào Lộ Bình dõi mắt nhìn sang, vô cùng tức giận. Nhưng mà sự tức giận lại biến thành khiếp đảm trong nháy mắt, vài tiếng vù vù vang lên, hai tên thủ hạ bỏ trốn đối gót theo hai người trước đó, thân hình bị chia năm xẻ bảy rơi vụn xuống đất, máu tươi bắn tung tóe, Ngũ Vi và Ôn Lương sợ hãi lùi mấy bước về phía trong sảnh. Sát thủ chẳng những bày ra sát chiêu ở trước mặt, ngay cả cửa ra vào cũng có. Tào Lộ Bình cấp tốc vận dụng pháp nhãn nhìn bốn phía, trong lòng sợ hãi không thôi, không nhận ra là thứ quỷ gì. Lúc này trong sảnh chỉ còn lại bốn người, ngoại trừ Ngũ Vi và Ôn Lương, chính là Tào Lộ Bình và khách không mời mà đến. Tào Lộ Bình cầm đôi dao ngắn đưa ra trước người để phòng thứ đồ vật xuất quỷ nhập thần kia, đồng thời lớn tiếng nói, người đến rốt cuộc là thần thánh phương nào, Tào Mỗ chẳng biết đã đắc tội từ lúc nào. Có lời gì cứ nói, ta không ngại phân rõ thị phi. Thân hình Lâm Uyên hơi tung bay, lướt qua màn máu nhỏ giọt xuống đất, đưa tay chỉ về hướng Tào Lộ Bình, vòng tay trên cổ tay xoay tròn, âm thanh xé gió vang lên bốn phía, Tào Lộ Bình khiếp sợ, nghe tiếng gió phân biệt vị trí, huy động chủy thủ muốn cắt lưới, nào ngờ keng keng vài tiếng, chủy thủ lập tức đứt gãy. Tào Lộ Bình phản ứng cũng nhanh, ném hai đoạn dao găm còn lại khỏi tay, bay đi với khí thế gào thét về phía Lâm Uyên. Lâm Uyên đưa bàn tay lên, công ngón búng ra, hai tiếng keng keng, bắn đoạn dao găm đụng vào một cái còn lại, đồng thời một cánh tay khác vừa rút lui, vòng tay trên cổ tay ra tốc xoay tròn. A, à, Tào Lộ Bình rên lên một tiếng, hơi dãy dụa một chút lại không dám nhúc nhích, thật sự thứ đồ vật quái dị vô ảnh này quá kinh khủng, không biết là loại pháp bảo nào, lại có thể khiến một thân tu vi của gã ta không có đất dụng võ. Trên đầu chọc, trên mặt, trên tay, trên cổ đã bị xiết ra đường máu, trang phục trên người cũng có vết dây hằn. Tào Lộ bình thở hồn hển, tận lực cất giọng thành khẩn, nói: "Bằng hữu, Tào Mỗ thật không biết đắc tội với ngươi ở chỗ nào, nếu có, đó là Tào Mỗ có mắt không tròng, cho Tào Mỗ cơ hội bồi tội, Tào Mỗ có chút tài lực, nguyện dùng để bồi tội." một điều bất ngờ, Lâm Uyên từ đầu tới đuôi không có cất tiếng rốt cuộc mở miệng, thanh âm khàn khàn nói, không cần. Tào Lộ Bình lại thành khẩn nói, Tào Mỗ còn có mấy phần thế lực ở thành bất khuyết, chỉ cần bằng hữu muốn dùng đến, chỉ cần bằng hữu nguyện ý dơ cao đánh khẽ, Tào Mỗ tình nguyện làm trâu làm ngựa. Ngũ Vi và Ôn Lương khẩn trương ở cùng một chỗ, không nghĩ tới có thể nhìn thấy một màn này, cũng không nghĩ tới Tào Gia Cao Cao tại thượng sẽ có lúc sợ hãi van xin người khác, không nghĩ tới đột nhiên có một người xuất hiện biến tàu ra trở thành con kiến, trong lúc giơ tay nhấc chân là một màn giết người không thương tiếc. Mà ngoài phòng, yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng côn trùng kêu. Hai người cũng sợ hãi, cũng nghĩ đến chạy trốn, nhưng mà bốn người tiên phong đi chết trước đó, khiến cho chân của hai người đang run rẩy, thật sự không dám tùy tiện nhấc chân cất bước, không dám động đậy thân hình, sợ mình chết như thế nào cũng không biết. Lâm Uyên nói thêm mấy chữ, không cần, trướng mắt, Tào Lộ Bình tức giận nói, bằng hữu thật sự muốn cái mạng của ta. Lâm Uyên nhìn thẳng đối phương với sự bình tĩnh trong đôi mắt, dường như từ đầu tới cuối cũng không thấy Ngũ Vi và Ôn Lương ở một bên, nói, cầu sống được sống, muốn chết được chết. Tào Lộ Bình cảm nhận được một chút hy vọng sống, thân thể hơi nhúc nhích, kết quả cơn đau ập đến, không còn dám lộn xộn, nói, tất nhiên là cầu sống, như thế nào mới được sống, xin lắng tai nghe. Lâm Uyên hỏi, ai bảo ngươi tra xét Lâm Uyên? Lâm Uyên, bởi vì đụng tới Lâm Uyên nên mới rước lấy phiền phức, Tào Lộ Bình cảm thấy hơi bất ngờ, hỏi ngược, "Tần Thị, ngươi quả nhiên là người của Tần Thị phái đến?" Gã ta bỗng ngừng một lát, nói, "Không đúng, ngươi không phải người của Tần Thị phái tới." Bất quá ngẫm lại thấy có vẻ như không đúng. Đạo lý rất đơn giản, nếu là người của Tần Thị phái đến, há có thể không biết người đứng sai khiến phía sau Tào Lộ Bình là ai? Trước đây không lâu Bạch Sơn báo con tìm tới nói chuyện nữa kia mà, gã ta thậm chí nghi ngờ người trước mắt này căn bản không phải dân bản địa thành bất khuyết ngoại trừ điểm đáng ngờ trên còn có thủ đoạn của đối phương gã ta cũng coi là tay máu mà số một số hai trong thành bất khuyết bằng không triệu nguyên thần sẽ không tìm đến thế nhưng bản thân lăn lộn trong thành bất khuyết lâu như vậy chưa bao giờ nghe thấy có nhân vật tầm cỡ này ở trong thành bất khuyết không phát giác được bất kỳ dấu hiệu nhân vật này tồn tại trong đầu gã ta bỗng nghĩ đến lời bàn giao với triệu nguyên thần cười khổ nói có thể khiến cao thủ đại nhân như vậy cực khổ ra mặt xem ra phía sau lâm uyên kia quả thật không đơn giản lâm uyên nói trả lời vấn đề của ta tào lộ bình nghĩ đến kế thoát thân trong đầu đồng thời thử thăm dò nói vì sao đại nhân chắc chắn người khác sai khiến tào mỗ tra xét mà không phải là chính bản thân tào mỗ lâm uyên đáp bởi vì ngươi không xứng lý do đơn giản thẳng thắn tào lộ bình bị khinh bỉ không còn lời nào để nói khóe miệng co quắp một chút đáp là tào mỗ không tự lượng sức mình ta có thể nói ra là ai bất quá đại nhân cam đoan tha cho ta như thế nào sau khi nói ra lâm uyên kéo cổ tay một cái tào lộ bình lập tức cảm giác trói buộc trên người đang thắt chặt những chỗ bị xiết giống như lưỡi dao cắt vào tơ máu đã hóa thành từng dòng máu chảy xuôi cả người rất nhanh trở nên máu mê đầm đìa chính mình còn chưa lộ ra chân tướng tào lộ bình cho rằng đối phương chỉ muốn đe dọa cho nên mình phải gánh chịu nhưng mà đối phương không nói một lời chỉ đơn giản xiết chặt lưới như muốn trơ mắt nhìn xem gã ta mất mạng sau màn trải nghiệm đau tận xương cốt thấy đối phương còn không có ý định dừng tay lúc này gã ta buồn bực nói một câu nhắc nhở đại nhân không cam đoan với tào mỗ Vậy thì ta mở miệng như thế nào?" Lâm Uyên đáp, "Ngươi có thể cực một chút." Tào Lộ Bình đáp, "Nếu trước sau đều chết, Tào Mỗ có chết cũng không nói." Lâm Uyên nói, "Ta đã từng gặp người cứng rắn, nhưng mà tuyệt đối không phải loại người hám lợi như ngươi." "Không nói, chết." Tào Lộ Bình nói, "Vậy thì cứ việc ra tay đi, ta chết rồi, ngươi cũng đừng hòng biết được chân tướng." Lâm Uyên nói, "Quá để ý mình, một tên chạy việc thay người khác mà thôi." Ngươi chết rồi, người sau lưng ngươi cũng sẽ tìm người khác thay thế, sớm muộn gì ta cũng sẽ điều tra ra chân tướng, ngươi không có tư cách có kẻ mặc cả với ta, ta chẳng quan tâm sự sống chết của ngươi. Tào lộ bình cảm thấy sợ hãi trong lòng, nói, ngươi thả ta ra trước, thả ta ra, ta sẽ nói. Gã ta tự nhận mình thua oan uổng, một thân thực lực chưa có phát huy, thuần túy là chúng ám chiêu của đối phương, chỉ cần cởi bỏ trói buộc, gã ta cho rằng có thể buông tay đánh cực một lần nhưng mà Lâm Uyên căn bản không để mình bị xoay vòng vòng, tấm lưới trong tay vẫn từ từ xếp lại, dùng hành động để chứng minh câu nói kia, ngươi không có tư cách có kẻ mặc cả với ta. Tào Lộ Bình đã thành người đầy máu rốt cuộc nhìn thấy thứ chói buộc, mình là cái gì, trong sự hoảng hốt nhìn thấy một sợi tơ tuyến gần sát với con mắt mình. Âm thanh đau đớn cũng vang lên trong nháy mắt A, con mắt tan nát, tấm lưới dần dần siết chặt, cắt phá một con mắt của gã ta, chất lỏng khó nói rõ phát nổ tràn ra ngoài. Ngũ Vi và Ôn Lương bị dọa đến mức giang tay ra ôm nhau, tình cảnh này đối với bọn họ khó lòng nhìn thẳng, muốn chạy cũng không dám chạy, cả người run rẩy, vẫn còn mắc kẹt trong nỗi sợ hãi. Lúc này hai người mới biết, trước kia nhận biết những người thế giới ngầm ở sàn đêm, cùng với người lãnh khốc vô tình giết người không chớp mắt ngay trước mặt này, so sánh ra có vẻ còn tương đối ôn hòa. Dừng tay, ta nói. Tào lộ bình gào thét tiếng đau thương trong cổ họng, rốt cục không còn dám mương ngạnh như lời nói của đối phương, không ngại lấy mạng của mình ra cực một chút, Lâm Uyên lay động hai ngón tay giống như khẽ vuốt dây đàn, động tác có mấy phần ưu nhã, vòng tay cổ xưa trên cổ tay xoay ngược vài vòng. Tào Lộ Bình có thể cảm thấy đồ vật siết sâu vào trong khớp xương được thả lỏng một chút, thân thể bị ép chặt cũng dần dần buông lỏng hơn chút, tiếng thở dốc vẫn còn gấp rút. Lâm Uyên nhắc nhở một tiếng, "Ta không có kiên nhẫn, ngươi không có cơ hội thứ hai." Một con mắt không còn nhìn thấy, Tào Lộ Bình tức giận trong lòng không chỗ nói, tranh thủ thời gian trả lời, "Triệu Nguyên Thần." Lâm Uyên hỏi, "Là ai?" ngay cả triệu nguyên thần cũng không biết tào lộ bình rất im lặng càng khẳng định vị này không phải người của tần thị phái tới đáp thương hội chu thị ở thành phục ba cháu trai hội trưởng chu mãn siêu thương hội chu thị ở thành phục ba lâm uyên cảm thấy không hiểu hỏi vì sao hắn muốn tra xét lâm uyên ta chỉ là chạy việc vặt tay chân tình huống cụ thể không rõ lắm hẳn là có quan hệ đến cự linh thần đấu thầu của tần thị tào lộ bình nói ra tình huống nhận lệnh tần thị muốn nhúng tay vào chuyện mua bán cự linh thần Lâm Uyên xem như đã hiểu Tần Nghi chế tạo cự linh thần kia là chuyện gì xảy ra, tình thế có chút vượt quá dự liệu của hắn, phát hiện không phải chuyện như mình nghĩ, lúc này hắn tiếp tục đặt câu hỏi. Tào Lộ Bình đến mức độ này đã đánh cực mạng sống của mình, đang đánh cực chút hy vọng sống, có thể nói là hỏi gì đáp nấy. Lâm Uyên hiểu rõ tình huống về sau, xem như đã hiểu chính mình biến chuyện nhỏ thành to, căn bản không phải tìm tới vì chuyện mình lo lắng, hành động đêm nay của mình trên căn bản là không cần thiết đối phương muốn điều tra tình huống quan hệ với mình có thể yên tâm mặc cho đối phương đi thăm dò điều tra đến tình huống ở linh sơn tự nhiên sẽ kết thúc nói cho cùng chỉ cần không phải hướng đến bối cảnh không thể lộ ra ngoài ánh sáng kia của hắn đại khái có thể mặc cho kẻ chủ mưu phía sau đi thăm dò lâm uyên nhìn về hướng ngũ vi hắn nhận biết vị vũ nữ này thời điểm đi đến sàn đêm cùng la khang an đã gặp qua thân thể ngũ vi có rút lại, cảm nhận bị đối phương nhìn chằm chằm có chút run rẩy, sợ hãi. Lâm Uyên hỏi một câu, trước đó ta nghe các người nhắc đến La Khang An, nữ nhân này tiếp cận La Khang An cũng là vì chuyện đấu thầu cự linh thần. Tào Lộ Bình đáp, đúng thế. Lâm Uyên hỏi, cô nàng tiếp xúc với La Khang An có thể dẫn đến tác dụng gì? Tào Lộ Bình đáp, ta cũng không rõ cự thể dự định của bọn hắn là gì, để cho cô nàng tiếp cận La Khang An là vì muốn nắm giữ một chút tình huống của y, lâm uyên hỏi nắm giữ một chút tình huống là như thế nào lúc này ta lộ bình nói ra toàn bộ chi tiết lâm uyên nghe xong lại nhìn chằm chằm về phía ngũ vi hỏi gã ta nói có đúng sự thật không ngũ vi khẩn trương gật nhẹ đầu lâm uyên vừa bực mình vừa buồn cười trong lòng trước đó hắn đã phán đoán la khang an sớm muộn cũng sẽ chết trên tay nữ nhân lúc này chưa được bao lâu đã bị người ta dùng nữ nhân tìm thấy sơ hở trên người tuyết lan lâm uyên nhớ kỹ cái tên này trong nội tâm cũng có chút nghi ngờ, có thể làm trò gì trên một cô gái ca hát, chẳng lẽ muốn dùng nàng ta để xúi dục La Khang An. Hắn đoán chừng là như vậy, nhưng mà chuyện này không có quan hệ gì với mình, hắn sẽ chỉ thờ ơ lạnh nhạt với cuộc tranh đấu giữa Tần Thị, Phan Thị và Chu Thị, căn bản là không quan tâm ai thắng ai thua, lần này thuần túy là mình bị liên lụy, sóng gió đến rồi sẽ qua. Hắn quay đầu nhìn Tào Lộ Bình, hỏi, ngươi xác định ảnh chụp Lâm Uyên là Phan Lăng Vân đưa cho Triệu Nguyên Thần, tào lộ bình đáp không dám khẳng định hoàn toàn nhưng mà ta có thể xác định tấm hình lâm uyên kia là không phải ta cung cấp cho triệu nguyên thần trước đó trong số tấm ảnh được cung cấp từ ta không có một tấm kia mà trước đó triệu nguyên thần cũng không xem lâm uyên là vấn đề vì không muốn phức tạp nên đã bỏ qua điều tra đối với lâm uyên sau lần gặp mặt trước giữa phan lăng vân và triệu nguyên thần tên kia đưa cho ta tấm hình này để cho ta điều tra thêm vì thế ta mới nghi ngờ là phan lăng vân chưa cho hắn ta lâm uyên hỏi triệu nguyên thần đang ở đâu tào lộ bình nghe xong khẽ giật mình vị này chẳng lẽ còn muốn chạy đến tìm triệu nguyên thần hay sao bất quá chuyện này chưa hẳn là điều xấu đối với gã ta thậm chí còn ước gì vị này xảy ra chuyện với chu thị bằng vào thế lực của chu thị hẳn là có thể khiến cho vị này thêm phiền phức không có câu trả lời lâm uyên đối xử lạnh nhạt ra mặt tào lộ bình vội nói đang ở quần hà lâu dứt lời gã ta lại bồi thêm một câu nói ta có thể mang ngươi đi đối với gã ta chuyện đã đến trình độ này chỉ cần mình vẫn còn hữu dụng cơ hội sống sót rất có thể tăng thêm mấy phần lâm uyên không trả lời vấn đề này hỏi tiếp phan lăng vân đang ở đâu tào lộ bình nói cảnh thượng xuân bất quá dựa theo lời tai mắt của ta hôm nay phan lăng vân đã rời đi thành bất khuyết không biết đi làm cái gì nhìn vào tình thế nàng ta hợp tác với triệu nguyên thần hẳn là để cho triệu nguyên thần tọa chấn ở chỗ này nàng ta có chuyện khác cần đi làm lâm uyên nhìn đối phương trên dưới một chút phát hiện lời nói của đối phương rất có thành khẩn ham muốn cầu sống rất mạnh. Tào Lộ Bình nói, nếu ngài không tin, muốn đi cảnh thượng xuân xác minh, ta cũng có thể dẫn ngài đi một chuyến. Không cần làm phiền. Lâm Uyên lạnh nhạt cự tuyệt, vòng tay trên cổ tay bắt đầu ong ong quay ngược trở lại, cánh tay bỗng mạnh mẽ túm lấy. Ngươi, Tào Lộ Bình trừng lớn trong mắt, tiếng thét bỗng im lặng, con mắt mờ mịt, cái gì cũng không nhìn thấy. Sợi tơ vô hình rút về, trong không khí rút ra một màn sương máu, một tiếng đinh, vật hình neo trở về ăn khớp trên vòng tay, Động tác của Tào Lộ Bình rất quái dị, Ngũ Vi và Ôn Lương nhìn sang, tình huống quá đột ngột khiến cho hai người dị dọa đến hoảng hồn. Tào Lộ Bình tào ra bị chia năm xẻ bảy trong nháy mắt, vỡ thành mấy chục khối thịt, so với người chết trước đó còn nát hơn nhiều, lộn tùng phèo hòa với dòng máu chảy dài cùng một chỗ, thiếu chút nữa khiến cho hai người nôn mửa. Lâm Uyên quay người đi về hướng hai người bọn họ. Hai người lập tức hoảng hồn, nắm lấy tay của nhau, hô hấp dồn dập bất an, Ôn Lương hầu kết rung rung, Ngũ Vi Văn xin nói, chuyện không liên quan đến ta, ta không muốn dính vào, thật sự là bị ép buộc, cầu mong ngài thả chúng ta được không? Ngũ Vi nhìn thấy ánh mắt lạnh lùng của Lâm Uyên, chợt quát lên đi, kéo theo ôn lương bỏ chạy. Ôn lương không kịp phản ứng, lại bị kéo lảo đảo té ngã trên sàn, dáng vẻ lộn nhào. Lâm Uyên vươn tay ra từ trong áo choàng, gió mạnh nổi lên, hai người bị kéo bay ngược trở về, bả vai của mỗi người đều bị bàn tay Lâm Uyên nhấn xuống, ngũ vi tràn đầy sự van xin trong mắt lắc đầu liên tục nói van xin ngài buông tha cho chúng ta lâm uyên bình tĩnh nói nơi này ân ân oán oán không thuộc về các ngươi ta không muốn giết các ngươi hai người ngẩn ngơ không biết lời nói của hắn là thật hay giả nhưng mà đối phương cứ nhìn chằm chằm thật sự là quá kinh khủng nhất là cách ăn mặc quái dị của đối phương lâm uyên đưa đầu ghé miệng sắt bên tai ngũ vi khôi phục giọng nói ban đầu nhưng mà âm thanh vẫn rất rất thấp nói quên hết mọi thứ bắt đầu lại từ đầu đi Nhớ kỹ La Khang An, muốn hận thì phải hận y. Thân thể ngửa về, động tác bỗng nhiên biến đổi, hóa thành song chảo, chụp lên đỉnh đầu hai người. A, à, hai người bị dọa đến thét lên, âm thanh rất nhanh không còn nữa, trên đầu bị chụp bởi móng vuốt dần dần tràn ngập ra xương đen bao phủ. Xương đen nhanh chóng chui vào trong tai mắt miệng mũi của hai người, khiến cho cả hai run rẩy không cất được tiếng kêu. Chỉ trong chốc lát, xương đen đã chui vào lại nhanh chóng rút ra, trở về bên trong móng vuốt chụp trên đỉnh đầu, trước mắt hai người khôi phục thần trí nhưng hai mắt lại vô lực, ánh mắt đờ đẫn. Lâm Uyên vung hai tay lên đẩy hai người bay ra ngoài, bay lên lượn lờ giữa sảnh chính tầng 2, ầm va vào chướng ngại vật rồi rớt xuống cầu thang tầng 2, không còn nhúc nhích, ngất đi. Trong sảnh chính có gió nổi lên, xác chết cùng một chút vật trang trí, tập trung về hướng của người mặc áo choàng. Trong áo choàng vung ra một cái bàn tay chấn động, ầm. Mọi thứ đều là hóa thành bột mịn, hóa thành xương máu lâm uyên trong màn sương máu không nhanh không chậm bước tới cửa ra vào trên tay có thêm mấy món đồ vật sáng loáng đây là vũ khí của tạo lộ bình dao găm đã đứt gãy được hắn thu vào tay đi ra ngoài xác chết bên ngoài vỡ vụn hắn bước đến đưa tay nắm vào hư không một cái xác chết tập trung lại một chỗ hắn lại cách không tung ra một trưởng trong tiếng bùng hóa thành xương máu trong viện có âm thanh điện thoại không ngừng vang lên tích tích lâm uyên không để ý đến đối với hắn thì chuyện này chẳng liên quan gì với mình hắn nhanh chóng đi khắp viện một vòng xử lý sạch sẽ tất cả xác chết hắn sẽ không để lại bất cứ vết tích hành hung từ vô vọng toàn bộ được xử lý sạch sẽ hắn phóng người ra sân nhỏ rơi vào bên cạnh một chiếc xe phía ngoài đường mở cửa bắt lấy cây xích sắt một đầu khác của xích sắt vẫn còn trói vợ chồng bì hồng phát tay kéo một cái hai vợ chồng chừng lớn cặp mắt bị rút ra từ trong xe bay ra ngoài lâm nguyên vung tay hất lên xích sắt quét ngang người oanh một bên khối núi đá lớn bị đụng vỡ vụn sụp đổ hai vợ chồng sống sờ sờ máu thịt văng tung tóe như là nổ tung đêm nay người nào nhìn thấy lâm uyên đều phải chết tào lộ bình là như vậy vợ chồng bọn họ cũng là như thế mà ngũ vi và ôn lương là một ngoại lệ người nào hai tên thành vệ mặc giáp bạc bay tới hai người vừa vặn tuần tra đến đây đột nhiên nghe được tiếng động nên bay tới xem xét nhìn thấy hiện tờ su khi hành hung lập tức gào thét giữa trời Lâm Uyên quét mắt lạnh lẽo sang, không một chút do dự hay chần chờ, vung tay hất lên, xích sắt trong tay uốn lượn bay múa giống như đầu rồng quay ngược, biến thành một tia chớp màu đen. Ầm. Một tên thành vệ không kịp tránh đi, ngực giáp bị đánh tan, lồng ngực đột ngột lún sâu vào bên trong, miệng mũi phun ra ngụm lớn máu tươi, trong nháy mắt ánh mắt đầy mắt như muốn trào ra ngoài. Một tên thành vệ khác khiếp sợ, Lâm Uyên vung tay rắc thêm một cái, cả người bị đánh trúng bay ngược. Ầm. Một tên thành vệ khác lập tức hoàn toàn biến dạng, máu thịt nổ tung, mũ giáp bay ra ngoài, hơn phân nửa đầu cũng bị mất. Hai người tuần tra rơi phịch xuống đất, thân thể vẫn còn run rẩy. Hai người trước khi chết có nằm mơ cũng chẳng ngờ, trong thành bất khuyết yên bình nhiều năm, lại có người dám không chút do dự ra tay giết chết thành vệ, mà lại còn không chút che giấu hành động, quả thực là gan to bằng trời, đáng lý là nhìn thấy bọn hắn thì phải chạy mới đúng. Soạt, xích sắt bay ngược trở về, quấn ở trên cánh tay Lâm Uyên trong tích tắc đính tại trên tay của hắn. Lâm Uyên quét ánh mắt lạnh lẽo khắp bốn phía, thân hình tại chỗ sư biến mất, như một sợi khói nhẹ rời đi, để lại một nơi đẫm máu. Trăng sáng sao thưa, bốn phía hoàn toàn tĩnh lặng, tiếng côn trùng bị tiếng vang làm cho sợ hãi, sau một hồi lâu lại vang lên. Quẩn hà lâu, triệu nguyên thần nghe được tiếng giày cao gót bước lên lầu của nữ tử, nằm trên ghế còn chưa nghỉ ngơi quan sát màn hình chiếu sáng, đầu không quay lại nói, xem một chút đi, Lạc Thiên Hà bỗng nhiên làm ra chuyện này, quả nhiên là bị người ta nói đến mức sốt sắng, phải dùng chiêu trò này giải thích cho chính mình. Nữ tử kế bên nói, có thể hiểu được, nói chuyện khác thì có thể không quan tâm, nhưng mà nói lão dung túng dư nhiệt tiền triều, lão cũng không thể nào im lặng. Đây là việc nội bộ của tiên đình, cái gọi là thần tiên cũng là người có tư tâm, chúng ta nhìn xem náo nhiệt là được. Triệu Nguyên Thần vui lên, hơi nghiêng đầu hỏi một câu, Tào Lộ Bình vẫn chưa rời đi sao, nữ tử nói vẫn chưa liên lạc chúng ta dàn xếp người vào ở bên kia cũng không liên hệ được có phải tào lộ bình đã phát hiện là người của chúng ta hay không triệu nguyên thần đáp phát hiện thì sao biết là người của chúng ta hắn còn dám động tay chân hay sao liên hệ trực tiếp với tào lộ bình nữ tử nói đã liên hệ nhưng cũng không liên lạc được cho nên ta mới lo lắng có phải bên kia đã xảy ra chuyện gì rồi hay không triệu nguyên thần quay đầu hỏi xảy ra chuyện gì nữ tử nói ta đã sắp xếp người đi qua xem xét cũng sắp đến rồi dứt lời nữ tử chợt ngẩng đầu nhìn về phía nóc nhà triệu nguyên thần nhìn theo về phía nóc nhà hắn ta không có phát hiện cái gì khác thường nhưng từ trong sự phản ứng của tùy tùng tâm phúc đã nhận ra khác thường muốn đứng lên ngay nữ tử đưa tay ấn bờ vai của hắn xuống triệu nguyên thần không nghe thấy gì cả thế nhưng nữ tử lại nghe được âm thanh có người đi lại ở trên nóc nhà âm thanh từng bước một không nhanh không chậm đi tới tựa như dạo chơi bảo vệ bảo vệ thế quái nào lại đi bộ phía trên nóc nhà người ngoài bảo vệ cũng không phải tên mù lòa há có thể để cho người ngoài đi bộ trên nóc nhà đùng nàng cong ngón tay búng ra đèn tắt tiếp phất tay một cái một cái ghế lăn xuống cầu thang đồng thời thuận tay đẩy triệu nguyên thần xuống phía vào dưới giường bản thân cấp tốc lách mình lao ra phá cửa sổ lướt về phía nóc nhà nữ tử vốn định nhanh chóng nhìn xem tình huống một khi không ổn thì lập tức trở về để bảo vệ triệu nguyên thần nhưng mà người vừa mới ra ngoài từ cửa sổ, lại rất nhanh rơi xuống, từ cửa sổ đi qua, thân thể không còn cái đầu, ánh đèn xa xa thấu thị bên dưới vị trí cửa sổ, có thể nhìn thấy có một mảnh nước nhiễu xuống, dưới lầu vang lên âm thanh ầm đập xuống, sau đó lại vang lên tiếng bước chân từng bước một đi lên. Triệu Nguyên Thần nằm phía dưới giường bỗng nhiên khẩn trương lên, thân thể co quắp ở phía dưới không dám thở. Lạch cạch âm thanh mở chốt, đèn sáng, Triệu Nguyên Thần thấy được một đôi chân của nam nhân từ phía dưới giường, còn có áo choàng lắc lư cùng với bước chân. Bước chân đi tới, lại đi trở về, rồi lại đi tới, còn có giọt nước rơi tí tách theo tiếng bước chân, trái tim của Triệu Nguyên Thần muốn nhảy lên cổ họng. Người nào dám tùy ý tản bộ như vậy? Chuyện không thể nào. Hắn ý thức được không đúng, trông mong tùy tùng tâm phúc trở về, nhưng mà chẳng biết tại sao không có phản ứng, lại không nghe thấy một tiếng đánh nhau bất kỳ, theo lý thuyết không nên mặc kệ chính mình mới đúng, chẳng lẽ phản bội sao? nhưng mà còn có thủ vệ phía ngoài, tất cả mọi người không thể nào đều phản bội, vì sao một chút tiếng động cũng không có. Soạt! Triệu Nguyên Thần thấy hoa mắt, phát hiện giường bỗng nhiên dịch chuyển sang một bên, còn hắn ta cuộn mình nằm nghiêng với dáng vẻ lo lắng bồn chồn, toàn bộ lộ ra bên dưới ánh đèn. Hình bóng lắc lư che khuất ánh đèn chói mắt, đứng ở trước mặt của hắn ta, lúc này hắn ta mới nhìn thấy bộ dáng quỷ dị kia đang hờ hững nhìn mình. Lúc này hắn ta mới hiểu được giọt nước là chuyện gì xảy ra, thứ nhiễu xuống chính là máu tươi, không phải là nước. Người tới cầm theo một cái đầu trên tay, cái một của một nữ nhân, hai mắt trừng lớn suy nghĩ, mặt mũi tràn đầy dáng vẻ ngạc nhiên, đúng là tùy tùng tâm phúc của hắn ta. Triệu Nguyên Thần bị dọa đến mức bò về sau mấy lần, đâm vào trên vách tường không còn đường mới dừng lại, hỏi, người là ai? Lâm Uyên cầm đầu người trên tay, cuống họng khàn khàn hỏi, người không nên hỏi, ta không cao hứng thì người sẽ chết, tình nguyện trả lời thành thật tất cả vấn đề của ta chứ, triệu nguyên thần cũng coi như người có chút kiến thức cảm nhận được khí thế không tầm thường trên người đối phương quả quyết ngậm miệng nhẹ gật đầu đúng là người hiểu chuyện ta tin tưởng ngươi có thành ý đông đầu người rơi xuống sàn nhà lâm uyên đi đến một bên giường bị dịch chuyển chầm trọng ngồi xuống triệu nguyên thần từ từ bò lên tố chất tâm lý coi như không tệ từ từ chỉnh đốn áo quần một cái nghiêm mặt gò má ngồi một bên ghế dò xét nhìn chằm chằm đối phương lâm uyên hỏi tại sao muốn tra xét lâm uyên hắn có phán đoán kinh nghiệm của mình, tin tưởng lời nói của Tào Lộ Bình, cũng không muốn mọi thứ lại phức tạp, nhưng vì tránh cho lật thuyền trong mương, hắn suy đi nghĩ lại vẫn nên trực tiếp tới đây. Lâm Uyên, lại là tới vì Lâm Uyên. Trong nháy mắt Triệu Nguyên Thần hiểu rõ vì sao liên lạc không được với Tào Lộ Bình bên kia, liếc mắt nhìn ngoài cửa sổ, không thấy bảo vệ của mình có bất luận cái gì phản ứng, mà người trước mắt này lại rừng dưng ngồi ở trước mặt của mình, cũng hiểu rõ tình cảnh bây giờ của mình, Đồng thời cũng có phán đoán của mình, không phải là bởi vì Tần thị mà là vì Lâm Uyên kia, xem ra trên người Lâm Uyên kia quả nhiên có vấn đề, chính mình đánh bậy đánh bạ khả năng chạm đến người không nên trêu chọc, sợ rằng muốn bị tiện nhân họ Phan kia hại chết rồi. Hắn ta hít sâu một hơi, trả lời, không phải ta muốn tra xét, mà là Phan Lăng Vân muốn tra xét, nàng ta cảm thấy tình cảnh của Lâm Uyên kia ở trong Tần thị có điểm quái dị. Lâm Uyên hỏi, vì cái gì không phải nàng ta tra xét, vì cái gì nàng ta giao cho người đến tra xét? Chu Thị và Phan Thị hợp tác với nhau, chúng ta tiến hành phân công, nàng ta có chuyện khác phải xử lý, giao một chút việc vặt vãnh cho ta đi xử lý. Dưới tình huống một người hỏi một người đáp, triệu nguyên thần khai không còn gì, chỉ cần hắn ta biết được thì không chút giấu giếm, không khác nào bán đứng Chu Thị. Chu Thị không phải là Chu Thị của hắn, không có quan trọng bằng tính mạng của mình, dù có là một tia hy vọng, hắn ta cũng muốn tự vệ. Lời khai báo rất đầy đủ, thái độ cũng rất phối hợp, một chút tình huống ăn khớp lời khai báo của Tào Lộ Bình. Lâm Nguyên cuối cùng hỏi, Phan Lăng Vân ở đâu? Triệu Nguyên Thần đáp, cảnh thượng xuân, bất quá hôm nay nàng ta đã rời đi, nơi này để lại cho ta phụ trách. Lâm Uyên hỏi, ngươi có biết đi đâu không? Triệu Nguyên Thần đáp, ta cũng hy vọng ngươi tìm tới nàng ta, giúp ta kéo thêm một cái người bồi cùng, nhưng ta thật không biết, nàng ta bỗng nhiên rời đi, hẳn là muốn tiến hành kế hoạch của nàng ta, tiện nhân kia sẽ không nói cho ta. Lâm Uyên đáp, thái độ của ngươi không tệ, ta rất không muốn giết ngươi. Vẫn không thoát khỏi cái chết sao, triệu nguyên thần run run hầu kết nói tiền chuộc hay là cái gì ngươi cứ việc nói ra ta muốn giữ mạng thật có lỗi ngươi đã nhìn thấy ta chỉ cần ta có thể làm được không cần không thể thương lượng sao không triệu nguyên thần nắm chặt mười ngón tay đặt trên hai đầu gối hỏi có thể phiền phức ngài giúp một chút hay không lâm uyên nói có thể nói nghe một chút triệu nguyên thần đáp ta có một tên biểu đệ tên hắn là bành hy là đối thủ cạnh tranh với ta trong chu thị, cho tới nay đã làm ta và người nhà rất đau khổ, nếu như có khả năng, hãy giúp ta giết hắn." Lâm Uyên nói, "Không thể cho ngươi câu trả lời chắc chắn, bất quá ta sẽ nhớ kỹ cái tên này, nếu có cơ đáng giá cho ta ra tay, có thể." Ta rất hiếu kỳ, có thể cho ta biết ngươi là ai hay không?" "Không được." Triệu Nguyên thần cười thảm, mắt nhìn đầu người trên đất, nói, "Ta không muốn chết quá khó nhìn, sợ rằng mẫu thân ta không nhìn được, có thể lưu lại toàn thây hay không, để cho ta đi có chút thể diện?" xét thấy thái độ của ngươi, ta thành toàn cho ngươi. Lâm Uyên dứt lời, nắm lấy ga giường dưới tay, thuận tay kéo thành dây thừng kéo ngang, mắc vào xà ngang rơi xuống xiết lấy cổ Triệu Nguyên Thần, treo cả người Triệu Nguyên Thần đung đưa lên. Treo thân thể Triệu Nguyên Thần chết giữa không trung thẳng cẳng, đối phương nói xong liền hành động, hắn cảm thấy mình còn chưa chuẩn bị tốt tâm lý ra đi. Lâm Uyên đi tới nắm lấy chân hắn ta kéo một cái, âm thanh cổ đứt gãy rốc truyền ra, Triệu Nguyên Thần nhúc nhích một chút rồi không có động đậy. Lạch cạch, đèn tắt, âm thanh từng bước một xuống lầu rõ ràng, ở trong phòng lại yên tĩnh, trong màn đêm, con lừa nhỏ phi nhanh vù vù trong gió, Lâm Uyên tóc dài đuôi ngựa tản ra đón gió tung bay, ánh mắt bình tĩnh. Nhìn thấy dòng người đông đúc cùng với đèn đuốc sáng trưng phía trước, Lâm Uyên giảm tốc độ dần dần rồi ngừng lại, đứng bên ngoài một tiệm tạp hóa ở Nga Ba Đường. Xuống xe bước vào cửa hàng, mua một bao thuốc. Bóc xé bao thuốc ngay phía bên ngoài tiệm tạp hóa, rút ra một điếu đặt ngoài miệng châm lửa hít thật sâu một hơi hơi ngửa mặt lên trời phun ra một làn khói ngồi dựa vào yên xe con lừa nhỏ thưởng thức quảng cáo đặc sắc lộng lẫy phía trên tiệm tạp hóa ba chiếc xe giảm tốc độ ở chỗ ngã ba rẽ một chiếc xe ở giữa mở cửa Tần nghi mang theo mùi rượu cùng với sắc mặt đỏ hồng một đôi mắt sáng nhìn chằm chằm lâm uyên đứng hút thuốc ven đường vừa rồi nàng còn tưởng rằng chính mình nhìn lầm kết quả chứng minh không sai người hút thuốc quả thật là lâm uyên đối phương dáng vẻ tóc tai bù xù đứng tại đầu đường kia, cho người ta cảm giác như một loại kẻ lang thang, không biết biển quảng cáo kia có gì đáng xem, đáng giá cho hắn nhìn lâu đến vậy. Có lẽ là ảo giác, một màn này để cho tần nghi dường như nhìn thấy một phần cô độc lẫn tịch mịch trên người hắn. Dựa vào tình huống mà nàng nắm giữ, phát hiện Lâm viên sống rất nhàm chán, dường như không có yêu thích cái gì, cũng không có ham mê gì hay ho, hôm nay trong lúc vô tình mới tận mắt thấy một màn vị này hút thuốc không tốt, hiếm thấy, Tóm lại theo nàng biết, Lâm Uyên thường ngày là loại người có cách sống gần như cứng nhắc, gò bó theo khuôn phép, cũng không biết trên người vị này đã để cho phần ham mê nghịch ngợm và vui sướng ở nơi đâu. Trận biến cố rời đi thành bất khuyết kia ảnh hưởng và cải biến to lớn đối với hắn như thế à? Nghĩ đến chuyện này, nội tâm của nàng có hơi lo lắng, tràn đầy sự ấy náy. Bạch Linh lung ngồi chỗ kế tài xế quay đầu, mắt nhìn theo phản ứng của Tần Nghi. Xe không có ngừng, vượt qua ngã rẽ, tăng tốc rời đi lâm uyên rút ra điếu thuốc lá thứ hai sau khi lên xe lại đốt lửa đầu thuốc kéo theo một màn khói rời đi dưới tình huống bình thường hắn không hút thuốc lá chỉ có mỗi lần hoạt động xong mới làm thế cũng tiện che giấu một chút mùi hương khu sườn núi thành tây quan tiểu bạch sớm đứng bên dưới một thân cây chờ đợi phất phất tay hô lâm tử con lừa nhỏ chạy tới dừng lại trước mặt gã lâm uyên thuận tay tắt đèn xe nhìn chung quanh quan tiểu bạch hỏi chuyện gì vậy lâm uyên hỏi ngược tiểu thanh đã trở về rồi à quan tiểu bạch đáp trở về rồi vừa tan làm đã trở về vì ngày mai có tinh thần đi làm nàng đã ngủ sớm lâm uyên nói ngủ cũng đừng có quấy dày bắt đầu từ ngày mai ngươi thử khuyên nhủ nàng có thể khuyên nàng rời đi tần thị hay không a à, chuyện này quan tiểu bạch gãi cái đầu sư tử có chút hơi khó nói mọi thứ đang tốt nàng há có thể rời đi tần thị đừng nói là nàng ngay cả mẫu thân ta cũng sẽ không đồng ý nhất là hiện tại nàng đã thăng chức, cả nhà đều nhờ theo thì càng sẽ không đồng ý, hiện giờ đã không phải là vấn đề tiền công bao nhiêu. Lâm Uyên cũng buồn bực, lúc ấy chỉ là muốn để Quan Tiểu Thanh ở lại Tần thị, không nghĩ tới Tần Nghi trực tiếp cho Quan Tiểu Thanh đến làm việc ở phòng trợ lý, bây giờ thì tốt rồi, đúng như lời nói của Quan Tiểu Bạch, đối với Quan Tiểu Thanh bây giờ đã không phải là vấn đề tiền công bao nhiêu, bây giờ nha đầu kia đi làm tinh khí thần giống như ăn thuốc bổ. Quan Tiểu Bạch lấy lại tinh thần, nghi hoặc hỏi lâm tử mọi thứ đang tốt cớ sao phải cho tiểu thanh rời đi tần thị có phải xảy ra chuyện gì hay không chuyện gì lâm uyên khó nói rõ nhưng mà căn cứ theo tình huống hiện tại tần thị muốn long tranh hồ đấu với phan thị và chu thị lợi ích từ cự linh thần quá lớn có thể nói sóng to do lớn sắp ập đến bây giờ song phương đã không từ thủ đoạn quan tiểu thanh ở bên người tần nghi rất dễ dàng bị tác động theo hắn thấy, cho dù tiền đồ có tốt cũng không bằng bình an sống sót, nhà của một nữ hài tử không giữ được bình an, tiền đồ lại nói từ đâu đến. Làm người từng trải, biết cái gì gọi là ở chỗ cao không tránh khỏi rét vì lạnh, quan tiểu thanh muốn tươi sáng, có lẽ cần phải trả giá thật lớn. Bằng vào sự chiếu cố trước kia của quan gia, hắn đích thật đối đãi với quan tiểu thanh như một em gái. Làm người từng trải, hắn hy vọng quan tiểu thanh bớt chút đường vòng quanh co, tránh đi một chút sự đau khổ và khiếp sợ khó có thể chịu đựng nói lùi một bước quan tiểu thanh tiếp tục ở lại rất dễ dàng cuốn hắn vào chuyện này quan tiểu thanh thật sự xảy ra chuyện gì không may hắn không có cách nào ngồi yên không màng đến lâm uyên hơi lắc đầu nói không nên hỏi nhiều mọi việc liên quan đến ta xem như không biết bất luận kẻ nào hỏi chỉ nói ngươi và ta là người quen cũ bất cứ chuyện gì bên ngoài đừng có đề cập bất luận cái gì tiểu bạch ngươi chỉ cần biết một chút ta sẽ không hại tiểu thanh là vì muốn tốt cho nàng khuyên nhủ nàng đi Quan Tiểu Bạch trầm mặc gật nhẹ đầu, nói, đã hiểu, ta sẽ hết sức. Lâm Uyên lại quan sát bốn phía một chút, hỏi, bây giờ trong tay ngươi có thể đưa ra bao nhiêu tiền mặt? Quan Tiểu Bạch đáp, phần lớn tiền đều đặt ở trên hàng hóa, hai ba trăm vạn có lẽ còn lấy được. Lâm Uyên nói, tiếp đó ta có cần, ngươi lấy răng trước đưa cho ta. Gặp chuyện quỷ cự linh thần, hắn hoàn thành làm trợ thủ cho La Khang An, quả thực là đang nói đùa hắn cũng không muốn ở lại tần thị nữa rồi hắn không quan tâm việc ba nhà long tranh hồ đấu ai thắng ai thua tần gia thịnh suy cũng không có quan hệ gì với hắn chuẩn bị tùy thời trả tiền thoát thân quan tiểu bạch đáp được ngày mai ta đưa cho ngươi lâm uyên nói trước hết chưa gấp xem một chút tình huống của tiểu thanh trước nếu như tiểu thanh đồng ý rời đi ngươi lại đưa cho ta nhớ kỹ chú ý phương thức lẫn phương pháp khuyên tiểu thanh không cần nhắc đến là ý tứ của ta quan tiểu bạch nói chuyện này không cần ngươi nhắc nhở ta đã biết nghỉ ngơi sớm một chút đi thôi lâm uyên nói xong lái xe rời đi quan tiểu bạch đưa mắt nhìn theo trong lòng lại nhiều một phần lo âu lâm uyên trở lại nhất lưu quán đóng cửa dừng xe xong xuyên qua sân nhỏ chuẩn bị trở về phòng của mình trương liệt thần vừa lúc mở cửa bước ra lên tiếng chào hỏi trở về rồi à lâm uyên đáp dừng bước nói vẫn còn chưa nghỉ ngơi xem ra ngươi nên tìm một nữ nhân trương liệt thần đáp nói nhảm ngươi ra ra vào vào như thế ta làm sao nghỉ ngơi lâm uyên nói về sau ta sẽ nhẹ nhàng hơn ngươi vẫn còn độc thân nhiều năm như vậy sao bên ngoài đầu đông người kia trước đó có ý với ngươi hôm nay ta thấy được nàng hình như đã có con cái gả cho người khác sao về sau chuyện gì xảy ra trương liệt thần nói nói nhằm nhiều làm gì mặc cho có ý nhiều hơn với ta đi nữa một đám bình thường phấn son cũng phải do ta để ý mới được lâm uyên ôi một tiếng vui vẻ nói hạng người gì mới không bình thường phấn son trong mắt ngươi toàn bộ thành bất khuất không có ai cho ngươi để ý sao trương liệt thần hỏi ngược toàn bộ thành bất khuất không có ai cho ngươi để ý sao lâm uyên im lặng có sao suy đi nghĩ lại đáp án hình như là không có nói ngươi cơ mà ta còn chưa đến tuổi trương liệt thần chắp tay nhìn lên trời sao trả lời nói cho ngươi biết nữ nhân trước kia của thần thúc ngươi mới gọi dễ nhìn chúng sinh đều là cỏ cây duy nàng là núi xanh hiểu không lâm uyên khinh thường nói, lại chơi chiêu này, rốt cuộc là vị nào, ngược lại ngươi chỉ cho ta nhìn một chút. Ngược lại ta muốn xem thử núi xanh của ngươi có chỗ nào dễ nhìn. Trương Liệt Thần cười hắc hắc, nói, ta nói là em gái của đế quân, ngươi có tin không? Lâm Uyên có thể tin mới là lạ, đưa tay lau chán một cái, bày ra bộ dáng không muốn nói nhiều, đáp, ta đi tắm một cái. Trương Liệt Thần cất tiếng gọi lại, nói, cháo trong nồi vẫn còn ấm, uống chút cũng cố cho cơ bắp. Lâm Uyên đáp, không có cảm giác thiếu thốn, không cần, Trương Liệt Thần chợt đụng thân, cái mũi hơi hít một chút, hỏi, mùi khói, hút thuốc lá sao? Lâm Uyên nghiêng đầu trái phải người người cả người, ngoài ý muốn nói, cái này cũng có thể đoán được. Trương Liệt Thần nói, cả ngày ta tiếp xúc với dược liệu, khứ giác nhạy cảm mà. Lâm Uyên nói, ra đường nhàm chán, tùy tiện hút hai điếu. Phát tay, đi trở về phòng. Trương Liệt Thần lẻ bóng trong đình vẫn đứng chắp tay, ngước nhìn bầu trời chật lẩm bẩm một câu tựa như nó một mình, hình như có một chút hương vị không tốt trên gò núi một mảnh đình viện đầy mùi máu tươi kia đã bị trọng binh vây quanh trong đình viện nét bình tĩnh trên khuôn mặt của tổng quan hoành đào nhìn xem hai bộ thi thể thành vệ chỉnh tề nằm ngay dưới chân thành vệ đang làm nhiệm vụ đều có pháp khí định vị trên người hai người chậm chạp không về không biết đã xảy ra chuyện gì thành vệ bên kia lập tức cho người đi tìm đến kết quả là một màn xuất hiện trước mắt có người giết thành vệ kinh động đến hoành đào đích thân tới hiện trường điều làm cho hoành đào tức giận là có người giết sạch nơi đây thì cũng thôi đi một đám người cặn mã chết cũng là chết rồi thế mà còn dám ra tay với thành vệ không thể tha thứ dễ dàng vấn đề giết thành vệ đã rất quá đáng vậy mà hung thủ còn không chút che giấu ngay cả dấu sắc xóa vết cũng không làm những người khác thì dấu sắc xóa vết duy chỉ có thi thể thành vệ tùy ý phơi ra đó đây là có ý gì đang gây hấn với hoành đào hắn hay sao đúng là gan to bằng trời ánh mắt của gã nhìn về phía một đám người đang quỳ, trong mắt lộ ra nét hung ác nham hiểm muốn giết người. Ngay lúc đại quân thành vệ chạy đến, bắt gặp những người này, thế là tự nhiên vây bắt ngay tại chỗ. Một đám người cũng không dám phản kháng, ngoan ngoãn giơ tay chịu trói. Rất nhanh, đề ra nghi vấn đơn giản đã có kết quả, một giáp sĩ bước nhanh tới, bẩm báo, tổng quan, khai báo, đám người kia nói là quản gia Bạch Sơn báo của tần phủ phái tới. Bạch Sơn báo, hoành đào trên mặt hung ác nham hiểm biến mất có chút ngoài ý muốn nói là tần thị làm sao gã lại từ từ quay đầu nhìn về hướng hai người bị bắt một bên vụ án phát sinh một đôi nam nữ hôn mê một đôi duy nhất không có bị diệt khẩu cả hai đã tỉnh lại nhưng tinh thần lại mờ mịt ở đó hoành đào lớn tiếng quát hỏi vân chưa tỉnh táo một giáp sĩ bước nhanh tới đáp tổng quản đầu của hai người bị chấn thương nặng nề hình như đã mất trí nhớ mất trí nhớ Hoành Đào lách mình đi qua, nắm cái cầm hai người quan sát ánh mắt của cả hai, nhị không được bắt đầu cười hắc hắc, nói, hôm nay thật đúng là quái sự tụ tập. Tiếng đập cửa thùng, thùng vang lên, sau khi tần nghi tắm xong ngồi trước bàn trang điểm, chỉnh lý tóc tai, cất tiếng hồi đáp, nói, vào đi. Bạch Linh lung bước nhanh đẩy cửa tiến vào, giọng nói vội vàng thông báo, nói, tiểu nghi, không xong rồi, quần hà lâu bên kia xảy ra chuyện, triệu nguyên thần đã bị người cho treo cổ bên trong phòng của mình. Tần nghi ngẩn ra, buông chiếc lực xuống, đứng dậy đối mặt với nhau, trầm giọng hỏi, "Chuyện gì xảy ra? Là ai làm?" Bạch Linh Lung đáp, "Không biết. Tần Nghi, không phải bên đó có người nhìn chằm chằm hay sao?" Bạch Linh Lung nói, "Không chỉ Triệu Nguyên thần bị treo cổ, mà toàn bộ người trong Ẩn Hà lâu đều bị giết sạch, chúng ta sắp xếp người trà trộn vào trong đó cũng mất tin tức, đoán chừng cũng đã gặp nạn. Tai mắt nằm vùng đã bị cắt đứt liên lạc, người của chúng ta mới đi qua xem xét tình huống, kết quả phát hiện xảy ra chuyện" tần nghi nói chỉ riêng bên người triệu nguyên thần đã có gần ba mươi tên bảo vệ nhiều bảo vệ như vậy mà còn có thể bị treo cổ còn có thể bị giết sạch hay sao hành động lớn như vậy chẳng lẽ lúc xảy ra chuyện không có một chút tiếng động nào bạch linh lung thở dài đáp có lẽ là có tiếng động khả năng bởi vì uẩn hà lâu là nơi yên ắng không có người phát hiện kịp thời không rõ ràng cụ thể xảy ra chuyện gì cũng chỉ có thể hướng suy nghĩ theo lối này nhắc tới cũng thế người có một chút thực lực đều không thích ở những chốn đông người Ai nấy đều ưa thích ở những chỗ yên tĩnh, không phải chúng ta làm, vậy thì là ai? Tần Nghi đứng một chỗ suy tư quanh quẩn, sau đó quay người bước nhanh, nói, "Đi, nhìn xem bên phía phụ thân có tin tức gì." Trên tay nàng có bồi dưỡng một nhóm thế lực thế giới ngầm, trên tay phụ thân của nàng cũng có một nhóm, bình thường nắm giữ điều động riêng phần mình, lúc này tự nhiên muốn hỗ trợ lẫn nhau. Hai người mặc đồ ngủ bước nhanh ra ngoài, không để ý tới hình tượng, nóng lòng muốn biết xảy ra chuyện gì. Ai ngờ sau khi đến phát hiện Tần Đạo Biên và Liễu Quân Quân cũng đi ra, đồng thời mặc đồ ngủ, cả hai đang ngồi ở trên ghế salon bên ngoài phòng ngủ với khuôn mặt bình tĩnh. Bạch Sơn Báo cũng có mặt, sắc mặt vô cùng khó coi. Tần Nghi đi vào nhìn quanh xem xét, mở miệng hỏi, "Việc Triệu Nguyên Thần bị giết, mọi người biết rồi hả?" Á, à, Bạch Sơn Báo ngạc nhiên quay đầu. Tần Đạo Biên đứng lên, hỏi, "Triệu Nguyên Thần cũng bị giết rồi." Hửm? Đôi mắt của Tần Nghi lóe sáng, trầm giọng nói, "Còn có chuyện khác xảy ra sao?" Bạch Sơn báo khó xử nói, chỗ này của ta xảy ra chút khe hở, chỉ sợ muốn rước lấy phiền phức lớn cho trong nhà. Bạch Linh Lung giật mình nói, ra ra, xảy ra chuyện gì? Ánh mắt tần nghi bỗng nhiên nhìn chăm chăm về phía lão ta. Bạch Sơn báo có chút không biết nên nói cái gì cho phải, bày ra bộ mặt đắng chát, nói, hôm nay ta đi cảnh cáo tàu đầu chọc một chút, để cho gã ta thức thời, buộc đối phương đưa ra lựa chọn, đồng thời thông qua gã ta nắm giữ kế hoạch của Chu thị muốn nhắm vào chúng ta, ta nhìn thấy tàu đầu chọc có hơi băn khoăn, sợ rằng gã ta chạy trốn, thế là sau đó cho một nhóm nhân thủ chạy đến nhìn chăm chăm. Ai ngờ nhân thủ vừa mới chạy đến, phát hiện hai tên thành vệ chết phía ngoài đường hang ổ tàu đầu chọc, lúc này người phía dưới bước vào trong xem tình hình, mới phát hiện hang ổ của tàu đầu chọc đã bị người ta giết sạch. Bạch Linh lung không hiểu, Tần Nghi cũng nghi ngờ nói, cho dù là vậy, phiền phức có liên quan gì với nhà chúng ta. Tần Đạo Biên nghiêm mặt nói, vấn đề ở chỗ, người bên thành vệ vừa vặn chạy đến vừa hay thấy người của chúng ta ở phía ngoài nhà tàu đầu chọc cho nên xem người của chúng ta như hung thủ tiến hành vây bắt trực tiếp chúng ta chẳng khác nào hung thủ bị bắt ngay tại hiện trường nếu không phải bên ngoài có người canh chừng lặng lẽ thoát thân báo tin chỉ sợ chúng ta còn không biết đã xảy ra chuyện gì liễu quân quân thở dài nói bị bắt gặp ngay tại chỗ còn có thành vệ bị giết sợ rằng nhất thời rất khó giải thích rõ Tần Đạo Biên nói, đại khai sát giới ở trong thành bất khuyết, đã phạm vào điều kiên kỵ của Lạc Thiên Hà, lại còn giết chết thành vệ nữa, sợ rằng Lạc Thiên Hà càng thêm tức giận, đụng đến danh giới cuối cùng của Lão, với bản tính của Lão thì chưa chắc sẽ cho chúng ta thể diện. Tần Nghi nói, không vội, không phải chúng ta làm, nghĩ biện pháp tự nhiên có thể giải thích rõ ràng. Liễu quân quân hỏi nàng, đúng rồi, triệu nguyên thần lại là chuyện gì xảy ra? Triệu nguyên thần bị người treo cổ ngay trong nhà mình, quẩn hà lâu cũng bị người giết sạch, tần nghi nói ra tình huống mà mình biết hít tần đạo biên hít sâu một hơi nói thật đúng là đại khai sát giới không phải chúng ta làm rốt cuộc là người nào làm hai địa phương đồng thời xảy ra chuyện như vậy tuyệt đối là người cùng một nhóm làm liễu quân quân hơi hít mắt nói bên cạnh tàu đầu chọc có không ít người bên người triệu nguyên thần cũng không ít hộ vệ người nào có bản lĩnh lớn như vậy có thể lặng yên không một tiếng động giết sạch hai địa phương tần đạo biên hừ hừ một tiếng nói triệu nguyên thần cũng đã chết cho dù là ai cũng sẽ cho rằng có liên quan đến chuyện đấu thầu cự linh thần tần thị muốn tranh đoạt lợi ích nên giết người hiện tại chúng ta thật đúng là khó lòng giải thích chẳng lẽ phan thị và chu thị cố ý vu oan hãm hại tần nghi trầm mặc suy tư điều gì tần đạo biên chợt quyết đoán nói không thể trần trừ nữa lại tiếp tục bị động như thế chờ đến lúc người của thành vệ chạy đến cửa vây bắt dẫn đến ảnh hưởng không tốt hiện tại mọi người nhanh trong thay trang phục theo ta lập tức đi đến phủ thành chủ việc trước mắt là hỏi cái gì trả lời cái gì không cần phải có gì giấu giếm cần phải giải thích rõ ràng sự việc tần nghi chợt nghiêng đầu nhìn bạch linh lung nói người đừng đi ở lại đây đi tần đạo biên trầm giọng nói hiện tại sự việc có liên quan đến tình tiết vụ án không thể lại che che lấp lấp linh lung cũng cần phải tiếp nhận hỏi thăm tần nghi vờ như không nghe thấy đối mặt với bạch linh lung rất tỉnh táo bản giao nói ngươi lập tức đi làm ba chuyện phải mau chóng hoàn thành thứ nhất triệu nguyên thần đã chết, ngươi lập tức để cho người ta báo án. thứ hai, ngươi lập tức đi khuất thành thị tấn đài truyền hình tìm chu lị, cần phải nhờ và chu lị nghĩ biện pháp hỗ trợ nói giúp. song phương hợp tác vui vẻ, chu lị từng nhận ân tình của ta, không tiện từ chối hợp tác, cho dù nàng ta cân nhắc vì kênh trực tuyến, cũng không hy vọng tần thị sụp đổ, ngươi chỉ cần nghĩ biện pháp nói đôi lời, nàng ta hẳn là sẽ cố gắng thử một chút lúc này lạc thiên hà vẫn đang tức giận xét về nhu cầu về mặt tin tức của lạc thiên hà chu Lị ra mặt biện hộ phù hợp hơn bất kỳ ai khác ngàn vạn lần nhớ kỹ đêm nay chu Lị không thể ra mặt để cho nàng ta buổi sáng ngày mai lại đi tìm lạc thiên hà ngươi hẳn là hiểu ý của ta thứ ba người tự mình đi gặp tổng quan hoành đào chúng ta đi giải thích với lạc thiên hà ngươi tự mình đi giải thích với hoành đào trước một chút không cần nói thêm cái gì chỉ cần giải thích rõ ràng là chuyện gì xảy ra trong lòng hoành đào sẽ tự có điểm cân nhắc sau đó nếu như hoành đảo muốn giữ lại ngươi cứ việc ở lại không để cho ngươi ở lại ngươi chạy đến phủ thành chủ cũng không muộn bạch linh lung nhớ kỹ nhưng mà cô nàng ta vẫn nhịn không được nhìn tần đạo biên một chút tần nghi có thể chơi chiêu tính tình con gái với tần đạo biên cô nàng không tốt ngoảnh mặt làm ngơ với tần đạo biên bạch sơn báo nghe vậy gật đầu liên tục nói lão ra tiểu thư nói có lý tiểu thư sắp xếp cực kỳ thỏa đáng liễu quân quân cũng gật đầu nói giúp một câu nghe theo nghi nhi đi Tần Đạo Biên nghe xong cũng công nhận sự bố trí của nữ nhi, ở trong lòng, ừm, nói, Linh Lung, cứ làm như thế đi. Được, con đi làm ngay. Lúc này Bạch Linh Lung mới đồng ý, cô nàng nhanh chóng rời đi, chuyện gấp như cứu hỏa, không nên chậm trễ. Những người khác nhanh chóng thay quần áo, Tần Nghi cũng không dám lại trang phục theo tập tục mới, biết tính tình của Lạc Thiên Hà thích cổ điển, lúc này nàng cũng không muốn làm chứng mắt Lạc Thiên Hà, tìm ra quần áo cổ điển mặc vào kỳ thật nàng không quá thích loại quần áo cổ điển này bởi vì bây giờ nàng không phải là cái gì đại tiểu thư hay quý phu nhân sống ăn nhàn sung sướng thường xuyên phải đối mặt với các loại công tác quần áo cổ điển mặc trên người đụng chuyện gấp cần di chuyển nhanh mép váy lập tức giật lên giật xuống hơi không chú ý sẽ bày ra dáng vẻ mất mặt mấy người mặc xong quần vào lại tu học tần nghi chú ý liễu quân quân cũng đổi sang cổ trang triệu tập hộ vệ một nhóm người xuất phát rời đi quẩn hà lâu hoành đào dáng xuống từ trên trời dưới tay chỉ dẫn bên dưới lên lầu vừa đến trên lầu lập tức thấy được thi thể triệu nguyên thần nằm trên mặt đất tiếp nhận kiểm tra dạo bước quan sát một trận hỏi thăm tình huống từ nhân viên kiểm tra lại đến nơi khác nhìn một chút toàn bộ trong vườn uẩn hà lâu phương pháp không có gì khác với dấu hiệu dấu sắc xóa vết bên phía tàu lộ bình trong vườn quay đầu nhìn về phía lầu các treo xác trong lòng hoành đào ít nhiều có cảm giác hơi quái lạ những người khác chết thành mảnh vụn triệu nguyên thần chỉ bị treo cổ vậy là có ý gì còn có đôi nam nữ kia trong nhà tàu lộ bình giết tất cả những người khác duy chỉ có để lại đôi nam nữ kia tào lộ bình vậy mà giữ lại một cặp đôi sống còn phía bên này lại giữ nguyên xác một người hung thủ có thủ đoạn hung tàn kia đến tột cùng có ý gì nhìn thế nào cũng có cảm giác quái lạ nhưng mà gã suy ngẫm mãi không ra cũng nghĩ tìm thấy đầu mối nào khác cảm giác chỉ là một tên hung thủ quái dị hỏi thăm tứ phía về sau gã lại bay lên không trung rời đi trực tiếp bay thẳng tới phủ thành chủ ngay lúc đi về hướng phủ thành chủ một tên giáp sĩ chạy tới đưa tay chào lễ ghé vào lỗ tai hắn thấp giọng nói bạch linh lung của tần thị muốn nói chuyện riêng với ngài một chút hoành đào nghiêng đầu suy nghĩ đến vụ án vẫn còn chưa sáng tỏ bên phía báo án triệu nguyên thần chết lại là tần thị bây giờ người xin gặp giống như là nhân vật số hai của tần thị bạch linh lung gã suy nghĩ một lúc vẫn là xoay người đi gặp nội bộ điện chính của phủ thành chủ có một đường thông đạo đi thẳng đến hang động trong núi nội địa trong núi tại đây có một tòa nhìn thoáng qua như băng cung lộ vẻ âm âu hàn khí như ẩn như hiện lạc thiên hà khoanh chân ngồi xuống ở giữa đột nhiên có một tia sáng lấp lóe phía trước lạc thiên hà lúc này bốn phía ánh hàn băng chiết xạ ra hào quang trong phòng lập tức sáng rõ lạc thiên hà chậm rãi mở mắt biết dấu hiệu này là có việc gấp tìm lão nếu không sẽ chẳng quấy giày lão tu luyện lúc này chậm chậm thu công đứng lên phi thân đi đến lối ra đẩy cửa đá đi ra ngoài trong sảnh chính của phủ thành chủ lạc thiên hà bước đi ra từ sau tấm bình phong trên thân mơ hồ còn có hàn khí vương vấn Hoành Đào tiến lên chắp tay, nói, thành chủ, đã xảy ra chuyện, hang ổ của tàu đầu chọc đã bị người ta giết sạch, hơn nữa còn chết mất hai tên thành vệ. Lạc Thiên Hà nghe xong tình huống, cái lưng có chút còng tự hồ đứng thẳng lên, bộ mặt đã lộ ra rét lạnh, lạnh lùng nhìn chằm chằm về phía gã ta. Hoành Đào tiếp tục nói, căn cứ vật phẩm tìm thấy trong hai cái nhẫn chư vật bên ngoài, cơ hồ có thể xác nhận thân phận của hai người đã chết, hẳn là một trong ba nhà máu mặt ở thành bất khuất vợ chồng bì hồng về sau người của chúng ta tiến đến nơi ở, phát hiện bên phía vợ chồng Bì Hồng cũng bị người ta giết sạch. Về sau nhận được báo án từ bên phía Tân Thị, phát hiện quần Hà Lâu bên kia cũng bị người ta giết sạch, triệu nguyên thần của Chu Thị đã bị người ta treo cổ ngay bên trong phòng của mình. Tình huống chủ yếu trước mắt chính là như vậy, thời gian ngắn ngủi, cụ thể vẫn còn đang khám nghiệm tra xét. Lạc Thiên Hà dặn từng chữ, quần Hà Lâu bị giết sạch, Tần Thị báo án. Đúng vậy, Tần Thị bên kia vẫn đang ngó chừng triệu nguyên thần, hoành đào khai báo lời báo án giải thích tình huống một chút từ phía tần thị lạc thiên hà nói hai tên người sống bị mất trí nhớ hoành đào đáp đúng thế từ phán đoán sơ bộ là đầu chịu chấn thương nặng dẫn đến mất trí nhớ bất quá trải qua kiểm nghiệm phát hiện một chút bản năng sinh hoạt đã cắm dễ sâu vẫn còn thí dụ như còn biết chữ nhưng không thể nhận ra người hay nhớ rõ bất kỳ sự việc lạc thiên hà hỏi gã với đầy ý trào phúng đầu của hai người bị chấn thương nặng thế là cả hải đều mất trí nhớ sự tình đúng là vừa khéo người có tin được không hoành đào đáp không tin hẳn là có người động tay động chân lạc thiên hà nói đầu chọc gì kia người có vẻ như từng nói gần nhất hay đi cùng một chỗ với tên triệu cái gì đó thì phải hoành đào đáp hẳn là đến vì tần thị sự việc chắc hẳn không thoát khỏi liên quan đến đấu thầu cự linh thần lạc thiên hà nói vậy liền điều tra đi tất cả nhân viên tương quan toàn bộ bắt trước rồi lại nói từng bước từng bước thẩm tra ngược lại ta muốn xem xem là ai tơ gan như vậy hoành đào hiểu rõ lão thái độ của vị này càng biểu lộ nhẹ nhàng trong thời điểm này càng nói rõ trong lòng của lão giận không kềm được gã hơi do dự một chút hỏi thử cha con tần đạo biên bên kia cũng bắt luôn sao lạc thiên hà liếc gã nói thể diện cần phải xem là lúc nào mọi chuyện cũng phải có danh giới cuối cùng đã có người vượt biên giới tạo thành đại khai sát giới từ phía đều giết sạch ngay cả thành vệ cũng dám ra tay còn muốn giữ cái gì lại dung túng thành bất khuyết sẽ đại loạn không bắt bọn họ thì lấy cái gì tra xét ngươi còn có thể tra theo phương hướng nào vậy coi như không cần tra xét trực tiếp không giải quyết là được vâng hoành đào tranh thủ thời gian chắp tay đáp ứng chính lúc này một tên giáp sĩ chạy vào bẩm báo nói thành chủ cha con tần đạo biên đã tới cầu kiến gặp ngài lạc thiên hà đáp chạy tới làm gì chuẩn bị miệng dẻo lưỡi quẹo sao không cần gặp trực tiếp dẫn đi thẩm tra là được đổi lại bình thường, bằng vào sự quen biết nhiều năm với tần đạo biên, muốn gặp lão cũng không khó. Lần này chẳng những không gặp, lại còn trực tiếp dẫn đi thầm tra, có thể thấy được lửa giận trong lòng lão. Đã không phải là vấn đề chết một số người, có người nói lão dung túng dư nghiệt tiền triều làm loạn, nơi này của lão vừa làm xong kênh trực tuyến thay mình nói chuyện, kết quả náo động ra việc này, trong vòng một đêm ba nơi trong thành bị giết sạch, hơn nữa còn có thành vệ bị giết, nếu như cha không ra kết quả, dựa vào cái gì phủ nhận không phải dư nghiệt tiền triều làm loạn lão đã nói như vậy hoành đào cũng hiểu được tâm tình của lão còn có thể nói cái gì một chút lời muốn nói cũng phải tạm thời nuốt xuống chấp hành mệnh lệnh ngoài phủ thành chủ tần đạo biên liễu quân quân tần nghi và bạch sơn báo đang đợi lệnh bạch linh lung cũng có mặt vừa xong liên hệ thì gặp mặt trực tiếp với tần nghi ở chỗ này tần đạo biên chợt thấy có người đến là hoành đào tự mình tới lập tức tiến lên hỏi hoành tổng quản ta đang muốn bái kiến thành chủ hoành đào hơi lắc đầu đáp tần huynh hay là trước tiếp nhận thẩm tra đi tần đạo biên khẽ giật mình đang muốn giải thích cái gì hoành đào vung tay lên quát to mang đi một đám giáp sĩ tiến lên cũng không có quá mức vô lễ đều biết người nhà này thân phận cùng sức ảnh hưởng trong thành bất khuyết còn có hoành đào đệm hai chữ tần huynh cho nên không thể quá vô lễ mời người một nhà cùng rời đi với bọn hắn đợi người nhà này rời đi về sau hoành đào lập tức dẫn theo người bắt đầu đi làm kế hoạch muốn bắt người nào toàn bộ bày ra rõ ràng Hoành Đào ra lệnh một tiếng bắt người, thành vệ cấp tốc xuất kích từ phía, ầm. Thời điểm cửa bị đạp bay, La Khang An đang ở chỗ nhỏ của Gia Cát Man, hai người đang trần như nhộng ngủ say cùng một chỗ. Cả hai khiếp sợ ngồi dậy, vừa hay thấy người của thành vệ xâm nhập. Mặc kệ là ai, một đám đại nam nhân phá cửa tiến vào, Gia Cát Man cuống quýt lấy chăn mền che kín thân thể. La Khang An có chút ngơ ngác, chợt có chút tức giận, nói, ta nói các ngươi muốn làm gì? Tiên đình từ khi nào có pháp lệnh cho các ngươi tự ý xông vào nhà dân rồi? Y tuy đã bị cắt chiếc đá ra khỏi tiên đỉnh, nhưng ban đầu vẫn là thần vệ của tiên đình. Luận phẩm cấp của thần vệ sông vào tối đa cũng chỉ là cùng cấp với Y mà thôi, phần lớn còn không bằng Y. Y cũng người thường thấy loại tình cảnh này, cho nên có phần nóng này. Người cầm đầu viên trầm giọng nói, La Khang An, phụng lệnh của Tổng quan, dẫn ngươi đi tra hỏi. Tổng quan đã có lệnh, người kháng lệnh giết không thương tiếc. La Khang An nghe được là mệnh lệnh của hoành đảo, phản kháng biến mất ngay tức khắc, cuống họng giống lên một tiếng hỏi nhìn chăm chú cái gì chưa từng thấy nữ nhân không mặc quần áo hay sao cũng không thể để cho lão tử trần chuồng thân thể như vậy chứ người cầm đầu viên hơi yên lặng nghĩ tới tứ phía đã được bao vây lập tức phất tay ra hiệu một chút tất cả mọi người lui ra ngoài hai người mặc quần áo tử tế cứ như vậy bị mang đi ra cát man cũng không có thể may mắn thoát khỏi không còn cách nào khác ai kêu bây giờ nàng có mối quan hệ này với la khang an dựa theo lời nói của lạc thiên hà đó chính là tất cả nhân viên liên quan đều không buông tha Bên này tìm tới La Khang An cũng mất chút công sức, chạy đến La Khang An chỗ kia phát hiện không có ai. May mắn là hoành đào bên này cũng thầm duy chỉ chú ý một số việc của tần thị trong bóng tối, loại người phô trương như La Khang An, khả năng qua đêm ở đâu không tính khó tìm. Thời điểm lượng lớn nhân mã vây quanh nhất lưu quán, Trương Liệt Thần và Lâm Nguyên riêng phần mình khoanh chân ngồi tính tọa trong phòng, cả hai đều lập tức mở hai mắt ra. Thành vệ phá cửa sông vào, hai người cũng đồng thời bước ra ngoài đối mặt. Người cầm đầu viên thông bố lệnh, để cho bọn họ cùng đi thẩm tra một chuyến hai người cũng không có phản kháng bởi vì trương liệt thần ở cùng một chỗ với lâm uyên cho nên cũng bị mang đi lâm uyên nhìn thấy trương liệt thần cũng bị mang đi âm thầm cảnh giác ngược lại có chút yên tâm nói rõ không phải đến đây là vì hắn chỉ là hơi khó hiểu nếu như nói án mạng có liên lụy tới cự linh thần chỉ cần mang hắn đi là được rồi ngay cả trương liệt thần cũng không buông tha là chuyện gì xảy ra chỉ vì trước mắt hắn không hiểu rõ tình huống trong thành bất khuyết không cách nào biết trước mắt lạc thiên hà là loại người ra sao tự nhiên cũng không biết lạc thiên hà sẽ mở rộng phạm vi đi điều tra đến bao xa các ngươi muốn làm gì đào hoa sợ hãi la lối ồn ào người của thành vệ vừa đến đã không nhìn trực tiếp mang đi quan tiểu bạch và quan tiểu thanh cũng bị mang đi nguyên nhân chỉ vì quan tiểu thanh là người thuộc phòng trợ lý của tần nghi đào hoa và quan tiểu bạch xem như bị liên lụy trong lúc bị mang đi, Quan Tiểu Bạch giữ sự im lặng, hồi tưởng lại trước đó Lâm Uyên đã tìm đến nói đôi lời, theo mức độ nào đó nghiệm chứng với lời nói của Lâm Uyên, quả nhiên có việc. Những người khác trong phòng trợ lý của Tần Thị cũng không may mắn thoát khỏi, còn có một chút cao tầng trong Tần Thị, tất cả đều bị bắt. Đêm nay, thành vệ xuất kích từ phía, dáng vẻ sát khí đằng đằng bắt người khắp nơi, khiến cho cả khu thành kinh ngạc đến gà bay chó chạy, đa phần đều không biết xảy ra chuyện gì. Ngũ Vi từng làm việc ở sàn đêm kia cũng bị tịch thu trực tiếp, nhưng mà có vài nhân viên liên quan không tìm thấy, đã mất tích. Trước đó Tào Lộ Bình đã tuân theo ý từ làm việc của Triệu Nguyên Thân, cho nên xử lý không sai biệt lắm, không trừ lại bất kỳ đầu mối gì. Toàn bộ nhân viên bị bắt được đưa vào trụ sở thẩm vấn, đồng thời tra theo từng nhóm. Đối mặt với thẩm vấn, chính mình đã đi đâu đêm nay, đã làm những việc gì, Lâm Uyên hoàn toàn trung thực phối hợp bàn giao hỏi đến như vậy hắn đã có thể xác nhận là vì những việc làm đêm này của mình nhưng trên tay đối phương cũng không có chứng cứ bằng vào thân phận trước mắt của hắn có dư khả năng ứng phó mặc kệ hắn có thành tích thế nào ở linh sơn dù sao hắn vẫn là học viên của học viện linh sơn chỉ cần không có chứng cứ xác thực thành bất khuyết bên này không thể tùy tiện làm gì hắn bối cảnh thế lực của linh sơn chính là tiên đình mặt mũi không phải ai cũng có thể tùy tiện trà đạp mà dựa theo tình hình này để phán đoán nếu như ngay cả hắn cũng bị bắt, đoán chừng La Khang An cũng không thể may mắn thoát khỏi, đoán chừng cha xét nhầm vào La Khang An như thế, Tân Thị hẳn là có thể phát giác được chút gì. Đây cũng là nguyên nhân hắn không giết Ngũ Vi và Ôn Lương, lại còn giữ người ở lại hiện trường, bằng không hắn có thể mang hai người biến mất khỏi hiện trường, giữ lại hai người lại hiện trường, tất nhiên là bởi vì Ngũ Vi có liên lụy với La Khang An, mà hỏi một chút sự việc giữa La Khang An và Ngũ Vi, nàng từng nhắc đến Tuyết Lan sẽ gây được sự chú ý, mặc dù hắn không muốn nhúng tay vào chuyện của Tần Thị, nhưng mà vẫn là xoay chuyển gửi một lời nhắc nhở cho Tần Thị. Bất quá hắn đã đánh giá thấp quyết tâm che giấu của La Khang An, La Khang An thừa nhận mình đang theo đuổi Ngũ Vi, biết rằng chuyện này có quá nhiều người trông thấy, chẳng thể vờ như không có nhưng mà y không thừa nhận mình phát sinh quan hệ nam nữ với Ngũ Vi, về phần một chút lời trò chuyện kín với Ngũ Vị cũng không có bản giao. La Khang An lăn lộn không ít năm ở tiên đô, cho nên biết rõ một chút phương thức thẩm tra của thẩm quan trong tiên đình, chỉ cần hơi tốn sức đối kháng, tại sao phải nói ra một chút chuyện khó nghe trong lúc tán tỉnh nữ nhân? Nói ra chẳng phải là tự khiến mặt mình không thấy ánh sáng còn gì. Thật sự cần phải đối chất, không có cách nào làm ngơ, lại nói trước đó không nhớ ra nên bàn giao bổ sung là được dù cho nhân viên thẩm vấn có nhắc nhở Ngũ Vi là người của Tào Lộ Bình, y cũng không cho rằng có thể liên quan gì đến vài lời nói liếc mắt đưa tình của mình, chỉ có thể nói là hiểu rõ Ngũ Vi đã bị người khác phái tới nhắm vào y, trong lòng mắng thêm vài tiếng suối quẩy, tùy tiện va chạm với nữ nhân thế mà dính vào loại sự tình này. Y cho rằng mục đích của Tào Lộ Bình cho Ngũ Vi tiếp cận mình, chính là muốn xúi dục mình, ngoại trừ cái ý nghĩ này thì không còn nguyên nhân nào khác, cần phải bàn giao ra vài lời nói liếc mắt đưa tình của mình hay sao? bất quá ngược lại y nhắc đến một đoạn sự việc Ngũ Vi từng cầu mình hỗ trợ, hoài nghi Ngũ Vi có phải từng chịu sự uy hiếp của Tào Lộ Bình hay không, xem như cung cấp một đầu manh mối cho nhân viên thẩm vấn. Sơ thẩm về sau, Hoành Đào lấy được bản tập hợp tình huống đã được trải vuốt, hàng lông mày nhíu lại, không có gì ngoài dự liệu, tất cả mọi người có vẻ như đều không quan hệ với hung thủ. Đây là việc nằm trong dự liệu từ trước, nếu hung thủ đã dám làm, chắc chắn sẽ không tùy tiện bại lộ, hiện trường phát hiện vụ án đi vào phương diện chi tiết vấn đề, người của thành vệ sẽ tiếp tục tra được thêm manh mối, mà trước mắt phương hương duy nhất có thể tra xét chính là vấn đề khởi nguồn từ đấu thầu cự linh thần. Xoay quanh vấn đề hạch tâm có thể tìm được vài điểm đáng ngờ, tự nhiên muốn tiếp tục phá giải vụ án. Trước mắt tập hợp sơ bộ điểm đáng ngờ nằm trên người Lâm Uyên này, trong khoảng thời gian học viên Linh Sơn tạm nghỉ học tiến vào tần thị, trở thành trợ thủ cho La Khang An, trực tiếp liên lụy tới cự linh thần, thấy thế nào cũng có chút kỳ quặc. Hoành Đào nghe báo cáo của thủ hạ, nhíu mày, đối với Lâm Uyên này, từ trước khi đối phương trở về, Hoành Đào đã biết sự tồn tại của Lâm Uyên. Linh Sơn tuyển nhận học viên, khẳng định phải hướng Thành Bất Khuyết bên này xác minh thân phận của Lâm Uyên, vừa đưa ra xác minh này, Thành Bất Khuyết tự nhiên là đã biết bên này có người thi vào Linh Sơn. Cần biết học viên Linh Sơn vừa tốt nghiệp, trên cơ bản sẽ tiến vào nhận chức trong tiên đỉnh, đưa vào tiên tịch, Học viên Linh Sơn nhận chức trong tiên đình về sau, không giống với các thành vệ bình thường, vừa tiến vào chính là quan viên tiên đình có phẩm cấp, không phải loại thành vệ bình thường cần phải lập công hoặc tích lũy tư lịch mới có thể dần dần lên chức làm quan. Thành bất khuyết xuất hiện một người như vậy, tự nhiên sẽ có sự chú ý nhất định, tự nhiên sẽ biết tình huống của Lâm Uyên. Hoành Đào nhớ đến lúc kiểm tra đối chiếu sự thật, tình huống lúc ấy vẫn để cho gã cảm thấy ngoài ý muốn, một gã sai vặt làm việc tay chân vậy mà thi vào Linh Sơn, chuyện này thật đúng là một cái bước ngoặt vận mệnh có thể về sau thời gian dần trôi qua thành bất khuyết bên này cũng không coi lâm uyên thành chuyện gì trải qua hai trăm năm vẫn không thể tốt nghiệp coi như đã phế đi lãng phí một cái cơ hội tốt đẹp theo một cách vô ích còn có cái gì chú ý nữa chứ lúc ấy hoành đào còn cảm khái gã sai vặt làm việc tay chân chính là gã sai vặt làm việc tay chân xem ra lúc ấy có thể thi vào cũng là bởi vì xảo hợp cuối cùng vẫn là bụi về với bụi đất thuộc về đất người cũng đã dần chìm vào lãng quên Tần Thị chiêu mộ đúng lúc, có thể nói lại lần nữa xuất hiện ở trong tầm mắt của gã. Bất kể nói như thế nào, rốt cục trải vốt ra điểm đáng ngờ, Hoành Đào sẽ ngồi không yên, lập tức đứng dậy rời khỏi phòng, tự mình lao tới phòng thẩm vấn, tìm được Lâm Uyên. Hoành Đào tự mình thẩm vấn, tra xét gia nhập Tần Thị như thế nào. Chuyện này, ngược lại Lâm Uyên không một chút giấu giếm, nói ra mình nợ tiền nên bị Tần Nghi dùng hình thức bá đạo đưa vào. Hoành Đào có hơi ngoài ý muốn, hỏi, trước kia người thiếu Tần Nghi một triệu châu, người đã nhận biết nàng rất sớm thì phải lâm uyên giữ sự yên lặng nói ra sự việc năm đó mình bị tần đạo biên đánh gãy chân hắn không có nói mình muốn ăn cơm chùa tin tưởng không cần hắn nói đối phương cũng có thể điều tra ra một cách tự nhiên chuyện này cùng với một ít lời nói không bàn giao của la khang an xét về ý là không có gì sai biệt lắm chuyện này phù hợp với hắn thiết lập nhân vật đối ngoại hoành đào á khẩu không nói được gì gã cũng ngạc nhiên không kém phát hiện trước mắt tên này có đủ bí ẩn thế mà từng phát sinh một đoạn tình cảm với hội trưởng tần thị tần nghi nhiều năm như vậy gã thấy tần nghi vẫn luôn không tiếp xúc với một nam nhân nào mọi người đầu tiên là cảm thấy ra giáo tốt giữ mình trong sạch bên cạnh đó là vẫn luôn suy nghĩ loại nữ nhân như tần nghi sẽ ưa thích nam nhân hạng gì nam nhân như thế nào mới có thể kiềm chế ở bên loại nữ nhân như tần nghi có ai nghĩ tới giữ mình trong sạch cái rắm tần nghi ấy vậy mà sớm đã bị một tên sai vật làm việc tay chân đụng chạm thật đơn giản hoành đào có chút quá khó tin cảm giác giống như đang nghe chuyện cổ tích đổi lại ai cũng không dám tin tưởng loại nữ cường khôn khéo tài giỏi cầm lái thương hội tần thị to như vậy này thế mà lại ưa thích một cái gã sai vặt làm tay chân nói đùa cái gì vậy chứ quan trọng là ngay cả phủ thành chủ bên này vẫn luôn chú ý tần ra ấy thế mà vẫn luôn không biết rõ tình hình hoành đào cũng không hỏi thêm gì nữa lập tức đi tìm tần đạo biên xác minh khuôn mặt tần đạo biên có mấy phần nhăn nhó khi đối mặt với thẩm vấn hỏi tên rác rưởi kia cũng đã bàn giao chuyện này rồi sao? Hoành đào nhìn phản ứng của gã, không biết vì sao lại muốn cười, dường như cũng hiểu được tâm trạng của đối phương, dù sao ngay cả chính mình cũng cảm thấy đóa hoa tươi tần nghi này đang cắm vào trên bãi phân châu, quá mức nhục nhã. Tần huynh, mọi chuyện đã như vậy rồi, thành thật khai báo có cái gì không tốt? Nói đi, chuyện gì xảy ra? Tần đạo biên không muốn khơi gợi lại chuyện này với người ngoài, trầm giọng nói, chuyện này có quan hệ giới với bản án, Hoành Đào nhíu mày, nói, Tần Huynh, người có vẻ như vẫn chưa rõ tình nghiêm trọng của bản án, có người đại khai sát giới ở trong thành, hơn trăm mạng người chết, còn có hai tên thành vệ bị giết, bất kỳ cái gì liên quan tới điểm đáng ngờ. Người cảm thấy nếu không bàn giao rõ ràng sự việc vì sao Lâm Uyên tiến vào Tần Thị, vậy thì có trở ngại điều tra không? Người cũng không phải mới nhận biết thành chủ ngày một ngày hai, lúc này còn thích hợp dấu diếm sao. Tần đạo biên run run hầu kết hai lần, chợt thở dài nói, việc xấu trong nhà mà, muốn ta phải mở miệng như thế nào, dưới sự dặn hỏi của hoành đào đồng thời đứng trước tình thế không thể không khai báo tần đạo biên nói ra đoạn chuyện cũng nghĩ lại mà kinh kia hoành đào biết chuyện từ trong miệng hắn tần nghi lại là bị lâm uyên lừa gạt hóa ra cũng không phải chuyện tình cảm như gã nghĩ lúc trước lâm uyên cái thằng kia đúng là lòng mang ý đồ xấu muốn ăn cơm chùa giờ cho thủ đoạn lừa gạt tần nghi mẹ nó lâm uyên cái thằng kia không thành thật gì cả thế mà không có bàn giao bất quá hoành đào cũng có thể hiểu được không muốn hiểu cũng không được lâm uyên dù có là bùn nhão không dính lên tường nhưng mà trước mắt vẫn là người của linh sơn dùng lý do này phán xử lâm uyên có vẻ như cũng không quá phù hợp không có cách nào bàn giao với linh sơn đối mặt với việc này gã cũng không biết nên nói cái gì cho phải vốn là minh tinh tài giỏi như tần đại hội trưởng vậy mà trước kia cũng từng đần độn như thế dùng lời nói của tần đạo biên có thể hiểu ra còn không phải bị ăn cơm trước kẻng rồi sao đó chính là bị ăn cơm trước kẻng tần đại mỹ nhân cao cao tại thượng tiết độc làm cho người ta không dám đến gần, kết quả sớm đã bị người khác ăn cơm trước kẻng, hơn nữa còn là một gã sai vật. Có thể tưởng tượng, vóc dáng đẹp mắt, lại còn khôn khéo tài giỏi, nắm tài nguyên phong phú trong tay, kiêm sở hữu bối cảnh gia thế không tệ. Những năm này có không ít nam tử thầm mến tần nghi, chỉ là khó lòng thực hiện mà thôi, nếu như bí mật này bại lộ ra ngoài, sợ rằng không biết bao nhiêu nam nhân muốn tan nát cõi lòng, đoán chừng còn có người muốn làm thịt lâm uyên, đương nhiên lâm uyên có bối cảnh trước mắt là linh sơn người muốn làm thịt cũng phải xem lại một chút chính mình có đủ tư cách hay không tóm lại chuyện này ra sao hoành đào cũng cảm thấy khó xử thay cho tần đạo biên hết sức hiểu rõ tâm trạng của gã lúc ấy ta còn vận dụng tư hình đánh gãy chân của hắn đồng thời đuổi hắn ra khỏi thành việc này ai có thể nhịn được chứ ta không có giết hắn đã là rất kiềm chế tần đạo biên bày ra thái độ rất tức giận kỳ thật trong lòng vẫn rất là bình tĩnh che giấu sự việc cho người đi giết lâm uyên đây là muốn để lại chứng cứ trên mặt chữ gã biết cái gì có thể nói cái gì không nên nói thật sự muốn người người đều đàng hoàng như vậy tiên giới không có những việc quấy rối này sớm đã trở thành một nơi thanh tĩnh hoành đào vội ho một tiếng nói ra một câu để cho gã yên lòng nói tư hình là không đúng nhưng mà đây là chuyện nhà của các ngươi chỉ cần không có u thành tai họa thì chúng ta mặc kệ, ta muốn biết đến là tần nghi vì cái gì lại chiêu mộ hắn vào làm việc ở tần thị. Ngươi cho rằng ta có đồng ý không? Ta lo lắng bọn hắn nối lại tơ duyên, lo lắng nha đầu lại bị hố thêm lần nữa, làm sao ta có thể cho phép tên rác rưởi kia lại đạt được? Tần đạo biên nói ra mình bất lực thế nào, cho nên đã bảo Liễu Quân quân đi cảnh cáo, đồng thời đạt được lời nói cam đoan của Lâm Uyên. Hoành Đào suy tư một chút, lại hỏi, vậy vì sao lại muốn cho hắn làm trợ thủ cho La Khang An, vì sao muốn cho hắn tham gia sự việc cữ linh thần? Tần Đạo Biên thả lỏng tay ra, nói, ta cũng muốn biết chân tướng, bất quá nha đầu kia không nói. Hoành Đào nắm giữ được tình huống nhất định mới rời đi, muốn tìm người kế tiếp tiếp tục xác minh, bất quá Tần Đạo Biên đã bàn giao một tiếng trước khi đi, cũng có thể gọi là xin nhờ, không hy vọng Tần Nhi biết liễu quân quân đã đi cảnh cáo Lâm Uyên. Hoành Đào không có đồng ý, cũng không có từ chối, sau khi rời đi thì tìm tới Tần Nghi xác nhận. Kết quả Tần Nghi cũng không thành thật có ý định giấu giếm sự vực năm đó, chỉ nói một câu, Lâm uyên vốn chủ tu trên phương diện cự linh thần ở Linh Sơn, ta sắp xếp như vậy có vấn đề gì sao? Hoành Đào bỗng muốn lấy sắp giấy khẩu cung của Tần Đạo Biên, vốn định rút lấy một tờ nện cho Tần Nghi nhìn, nhưng mà ngẫm lại coi như thôi, đổi sang khẩu cung của Lâm Uyên ném tới trước mặt nàng, nói, Tần Nghi, thái độ này của ngươi thật không tốt, sẽ xảy ra chuyện đấy, Tần Nghi nhìn bản khẩu cung của Lâm Uyên về sau, thế mà khuôn mặt đỏ lên hiếm thấy, trong lòng thầm mắng Lâm Uyên chết tiệt. Hoành Đào nhìn thấy phản ứng của nàng ở trong mắt, khóe miệng nhếch lên một vòng nghiền ngẫm, ngữ khí lại lạnh như băng, nói: người tốt nhất giải thích rõ ràng, bằng không ngươi sẽ gánh vác trách nhiệm không nổi đâu." tần nghi ổn định cảm xúc về sau dứt khoát dám làm dám chịu nói ta đưa ra lựa chọn thì sẽ không hối hận nếu ta lựa chọn liền sẽ phụ trách tới cùng chuyện năm đó chỉ là mới bắt đầu vẫn còn chưa kết thúc không thể không rõ ràng ta muốn cho chính mình một cái công đạo cần một kết quả sau khi nghe xong hoành đào có hơi trợn tròn mắt đây là cái lý do gì vậy như thế vẫn chưa tính là kết thúc nhất định phải hai mặt một lời với lâm uyên nói ra chúng ta kết thúc thì mới tính mọi việc còn có thể giải thích theo kiểu này Hoành Đào xem như bội phục nàng, nghi ngờ nữ nhân này có phải hơi biến thái hay không. Bất quá ngẫm lại, phương thức kinh doanh tần thị những năm gần đây của nữ nhân này, không để phương diện tình cảm ảnh hưởng đến kinh doanh thương hội, phong cách hành sự trước sau như một giống như rất phù hợp với nữ nhân này, nhất định phải tham gia sự việc cữ linh thần không phải rất hợp lý còn gì. Vẫn chỉ vừa mới bắt đầu. Hoành Đào thầm than thở không thôi, chẳng biết tần đạo biên biết xong chuyện này có tức giận đến phun máu hay không. Kết quả thật đúng là có cha nào tất có con gái nấy, Tần Nghi sau cùng cũng xin nhờ gã, đừng nói việc này cho phụ thân nàng cùng với chuyện Lâm Uyên cho những người khác biết. Một trận giày vò chạy đông chạy tây, đi ra phòng thẩm vấn đối mặt với ánh mình minh hơi sáng phía chân trời, Hoành Đào thở phào ra một hơi, không nghĩ tới bản án đúng đắn thì chẳng thẩm tra ra, kết quả lại thẩm tra ra chuyện bất ngờ này. Thế mà vẫn chỉ mới bắt đầu. Hoành Đào thật sự hoài nghi chuyện này công bố ra ngoài sẽ chọc cho một đám nam nhân gào thét, lắc đầu không suy nghĩ nhiều cũng là muốn bước đầu ban giao cho thành chủ gã mang theo kết quả sơ thẩm tìm đến lạc thiên hà bẩm báo kết quả sơ thẩm vì muốn hóa giải một chút tâm trạng của lạc thiên hà đồng thời nói ra chuyện bất ngờ vừa đào được cho lạc thiên hà lạc thiên hà bày ra dáng vẻ thật bất ngờ trong chốc lát kinh ngạc về sau hỏi vì chuyện này kéo lâm uyên vào tần thị hoành đào đáp lâm uyên chậm chạp không thể tốt nghiệp ở linh sơn chủ tu lại còn là cự linh thần nàng muốn góp chút sức cho lâm uyên muốn lợi dụng tài nguyên trong tay đền bù một chút phương diện thiếu hụt này cho Lâm Uyên, giúp đỡ Lâm Uyên có thể tốt nghiệp, miễn bị Linh Sơn khai trừ. Cho nên nàng mới chuẩn bị cứng rắn nhét Lâm Uyên vào trong cái hồ cự linh thần này. Lạc Thiên Hà nói, nhà đầu này nghĩ cái gì thế? Làm như vậy là muốn tốt cho hắn, là một tên nam nhân cũng phải có sự tôn nghiêm, tiếp nhận thì không nói, nếu cứ như thế này lâu dài, không sợ hại chết hắn hay sao? Hoành Đào nói, là quá mức ép người, Loại giúp đỡ này của nàng, người bình thường thật đúng là không cách nào tiếp nhận, đoán chừng nàng cũng sẽ làm cho người hoảng sợ bỏ chạy, cho nên không nói cho Lâm Uyên. Ta, ta cũng không biết nên nói nàng như thế nào, cũng không có cách hiểu được ý nghĩ của nữ nhân này, có chút tưởng tượng không ra, loại sự việc này cũng có thể cưỡng ép sao. Nhưng mà tâm nghi lấy danh nghĩa là rèn luyện, nói là một tên nam nhân ra dáng cần có quá trình trưởng thành, nói rằng cho tới nay Lâm Uyên thiếu chính là loại cảm giác áp bức này, thí dụ như gặp một chút hoàn cảnh khó khăn thì sẽ thi vào linh sơn nói trải nghiệm chút sóng gió không phải chuyện gì xấu lạc thiên hà thần sắc run rẩy nói nha đầu này cũng coi là ta nhìn lớn lên trước đó ta còn cho rằng nàng không có hứng thú với nam nhân nghi ngờ nàng có vấn đề gì với bạch linh lung kia không nghĩ tới nàng để cho ta phải nghĩ đến chuyện lập dị thế này tính cách nha đầu này tại sao ta có cảm giác nha đầu này tham gia cự linh thần nguyên nhân rất có thể quan hệ với tình cảnh của lâm uyên ở linh sơn hoành đào nói khoan hãy nói ngài nói thế ta hình như cũng có cảm giác này lạc thiên hà cười ha hả một tiếng nói nếu thật sự bởi vì một nam nhân mà dấn thân vào sự việc cữ linh thần này vậy thành bất khuyết ta thật đúng là đụng đến oan ra đầu tường nhà đầu này có hơi đen cuồng tần thị giao cho nàng về sau cảm giác làm sao cứ như mất kiểm soát rồi lão hơi suy nghĩ chợt từ từ quay đầu lại hỏi tần thị có phải nên thay người chấp trưởng hay không hoành đào kinh hãi hỏi ngài muốn trực tiếp đuổi đi tần ra lạc thiên hà đáp gió đã nổi lên tiếp tục như vậy nữa ta sợ thành bất khuất không được thái bình sự việc từ phan lăng vân kia dám lợi dụng đến trên đầu lão phu đây là muốn mượn lão phu giết gà dọa khỉ một chút đồng thời mượn thế lão phu thuận nước đẩy thuyền lợi dụng lão phu giúp nàng ổn định trận thế lá gan của nha đầu này không nhỏ lần trước mang phan lăng vân về thẩm vấn bên này lập tức biết mình bị tần nghi hố một trận nhưng mà lạc thiên hà cũng không muốn tùy tiện buông tha cho nên vẫn trừng phạt phan lăng vân hoành đào không có ý kiến gì đối với chuyện này tần thị người ta vẫn luôn hết sức phối hợp với phủ thành chủ bên này nhiều năm như vậy dù sao cũng phải có chỗ qua lại chỉ có bỏ ra mà không có báo đáp vậy thì còn ai nghe ngươi hiện giờ gã lo lắng chính là lạc thiên hà vừa nhắc đến việc này kinh sợ nghi ngờ hỏi thử đổi thành người nào nắm quyền lạc thiên hà hỏi đây là chuyện ngươi cần quan tâm không phải vậy thì hỏi ngươi làm gì chứ hoành đào cười khổ trả lời thành chủ ngài muốn đổi người khác rất đơn giản nhưng mà ta trông coi các phương diện việc vặt vãnh trong thành bất khuyết trong này tình huống quá rõ ràng không nói trước có thể tìm được người có năng lực phù hợp chấp trưởng thương hội lớn như vậy hay không nhân viên phía dưới tần thị có tới hàng vạn người đây là bát công của bao nhiêu người thành chủ ngài cũng biết rõ tình huống trước mắt của tần thị tần thị cứng rắn tham gia đấu thầu cự linh thần dẫn đến vốn liếng của tần thị đã bị móc rỗng không sai biệt lóc ai tiếp nhận đều phải đối mặt với cục diện rối rắm còn có nghề chính trên danh nghĩa của tần thị, mỏ linh thạch đã gần đến khô kiệt, người có năng lực đi nữa chạy tới nắm quyền, sợ rằng cũng khó lòng chống đỡ. Thương hội tần thị sụp đổ trên tay tần gia thì không có chuyện gì, vấn đề chủ yếu cũng chính là tần gia kinh doanh, nếu thành chủ thay người rồi sau đó sụp đổ thì sẽ tạo ảnh hưởng rất hắc liệt với thành chủ. Còn có vài điều, gượng ép tham gia theo dạng này có phải hơi làm hư quy tắc hay không? Sự tình vừa xuất hiện, mở ra tiền lệ này sẽ để cho một số người sợ hãi chỉ sợ các đại gia tộc có công lớn cắm cây lớn dễ sâu trong toàn bộ tiên giới cũng lần lượt nhắm vào ngài. Thành chủ, việc này nên nghĩ lại. Lạc Thiên Hà không nói. Hoành Đào hơi nhìn mặt mà nói chuyện một lúc, lại mở miệng nói, thành chủ, trước mắt còn có một việc sợ rằng ngài phải tự ra mặt chào hỏi. Lạc Thiên Hà hoàn hồn hỏi, chuyện gì? Hoành Đào đầy ẩn ý nói, Phan Lăng Vân kia hôm qua vừa rời khỏi thành bất khuyết. Lạc Thiên Hà chậm rãi nói, người nghi ngờ đây là kiệt tác của Phan Thị. Hoành Đào đáp, người sáng suốt đều biết, việc này chính là bắt nguồn từ đấu thầu cữ linh thần. Phan Lăng Vân sớm không đi, trễ không đi, lại ngay trước tối hôm qua phát sinh vụ án rời đi, chẳng lẽ không đáng nghi ngờ sao? Ta không chỉ là nghi ngờ là Phan Thị, thậm chí còn có Chu Thị, thật sự là kiểu chết của Triệu Nguyên Thần có hơi kỳ quặc, những người khác đều bị dấu sắc xóa vết, duy chỉ có Triệu Nguyên Thần là bị treo cổ, tại sao phải cho Triệu Nguyên Thần giữ lại toàn thây? Thành chủ, chẳng lẽ Phan Thị hợp sức với Chu Thị bày ra khổ nhục kế hay sao? có phải hai nhà này cố ý mượn chuyện này vu oan giá họa cho tần thị hay không đây là sự việc hoàn toàn có khả năng vì đấu thầu cự linh thần đã là không từ thủ đoạn chu thị sẽ quan tâm chết một tên triệu nguyên thần sao hoàn toàn có thể là muốn lấy chiêu này mượn tay của thành chủ giải quyết tần thị nếu thật sự là như vậy kế hoạch của bọn hắn có vẻ như đã bắt đầu có hiệu quả mà tần thị không cần thiết phải làm như vậy tần đạo biên bọn hắn bao nhiêu cũng hiểu thành chủ đại khai sát giới trong thành bất khuyết cố ý nâng lên tảng đá nện chân của mình, khả năng này cũng không lớn. Tội gì tự tìm phiền phức. Lạc Thiên Hà đưa tay vuốt râu, ánh mắt lấp lóe, sáng tối chập chờn, cười lạnh một tiếng, nói, một đám chết tiệt đáng giận. Không thể phủ nhận, lời nói của Hoành Đào là có đạo lý, chính vì thế trong nội tâm của lão có chút nổi giận, Phan Thị và Chu Thị thật đúng là có khả năng đang lợi dụng mình. Nguyên nhân nổi giận là không có chứng cứ, bị người chơi đến trên đầu mình mà không có chứng cớ làm gì được Phan Thị và Chu Thị, lão không có khả năng vô duyên vô cớ đi bắt người huống hồ vẫn là chạy đến lãnh địa những người khác bắt người luật pháp tiên giới không phải để trưng nếu không toàn bộ tiên giới đã đại loạn trời đã sáng bạo động trong thành bất khuyết cũng yên tĩnh trở lại sáng sớm khắp nơi vẫn còn nghị luận thăm dò lẫn nhau rốt cuộc xảy ra chuyện gì tổng bộ tần thị các công nhân viên đi làm cũng ngờ trong thầm nghị luận có người biết cao tầng của thương hội bị bắt ngay cả hội trưởng đến nay cũng không có đi làm mọi người không rõ lắm cụ thể xảy ra chuyện gì, không ít người lo lắng tần thị sụp đổ sẽ ảnh hưởng đến tiền đồ của mình. Tổng chấp sự chu lị của khuyết thành thị tấn mang người chạy đến tần thị, muốn gặp mặt nói chuyện với tần nghi, nói rằng mình đã có hẹn, nhưng mà tần nghi không ở, trong trăm khóm hoa. Mấy tên nữ tử đỡ nhánh hái nhụy, trong đình lạc thiên hà đang thưởng thức trước mắt, lại có thể cúi nhìn cảnh tượng thành bất khuyết. Có người đến báo, nói, thành chủ, tổng chấp sự chu lị của khuyết thành thị tấn tới, muốn cầu kiến ngài. Lạc Thiên Hà nga một tiếng, nói, "Dẫn nàng đến đây đi." "Vâng." Người tới nhận lệnh rồi rời đi. Không bao lâu, người tới dẫn theo Chu Lệ. Lạc Thiên Hà liếc cách ăn mặc thường xuyên mặc quần jean xanh của nàng ta, ngược lại thanh xuân sức sống là dễ thấy. Kỳ thật không ít người đều biết lão bảo thủ, bình thường người tới gặp lão đều sẽ ăn mặc theo phong cách cổ trang, sợ rằng trước mắt, duy chỉ có Chu Lệ không biết là không biết hay là không xem trọng, mỗi lần tới gặp lão đều như vậy. "Thành chủ." Chu Lệ đi vào hành lễ lạc thiên hà hơi có ý cười trên mặt nói có chuyện gì mà hoành đào không giải quyết được muốn tới gặp ta chu lị yên lặng một chút nói ra hôm nay tiểu nữ có hẹn gặp mặt với tần hội trưởng vừa chạy tới tần thị lại phát hiện tần hội trưởng không ở tiểu nữ nghe được chút tiếng gió nói rằng tần hội trưởng bị bắt cụ thể tất cả mọi người giữ kín như keo ánh mắt kia ý kia hiển nhiên là đang hỏi tần hội trưởng thật sự bị bắt sao lạc thiên hà không có trả lời cái gì hỏi lại hẹn với tần nghi có chuyện gì không chu lị đáp trao đổi công việc hợp tác toàn diện giữa Khuất Thành Thị Tấn và Tần. Lạc Thiên Hà không hiểu, hỏi, cái gì gọi là hợp tác toàn diện? Vì sao ta chưa nghe nói? Chu Lị nói, trước mắt chỉ là mục đích cá nhân của tiểu nữ, cho nên muốn thương lượng một chút với Tần hội trưởng. Lạc Thiên Hà nói, toàn diện hợp tác như thế nào, Chủ Lệ Đáp, khuyết thành thị tấn vừa cất bước, tuy được sự duy trì từ thành chủ, còn có sự duy trì từ những thương hộ kia như Tần thị, bất quá cũng chỉ là giải quyết một chút vấn đề trên tiền vốn, mà một cái đài truyền hình kênh trực tuyến chân chính căn bản vẫn là tại trên mặt nội dung kênh trực tuyến. Trước mắt kênh trực tuyến phát ra nội dung, chỉ có vòng đi vòng lại một ít quảng cáo sản phẩm của chủ thuê, đây không phải kế sách lâu dài, không cách nào hấp dẫn càng nhiều người quan sát, người xem nhìn phát chán, còn có ai sẽ lại chú ý khuyết thành thị tấn? thành chủ để cho ta quản lý khuyết thành thị tấn ta cũng không thể một mực dựa vào mặt mũi của thành chủ kết duyên với những thương hội kia thời gian lâu dài chuyện này cùng ép bức có chỗ nào khác nhau lạc thiên hà trầm mặc không thể không thừa nhận đối phương nói có đạo lý chu lị tiếp tục nói cho nên khuyết thành thị tấn phát ra tin tức nhất định phải có lực hấp dẫn muốn có lực hấp dẫn nhất định phải có nội dung không thể luôn luôn bày ra những quảng cáo sản phẩm kia có nội dung liền có thể từng bước phát triển khuyết thành thị tấn làm lớn thì khuyết thành thị tấn mới có lực ảnh hưởng có lực ảnh hưởng mới có thể chân chính có hiệu quả quảng cáo sản phẩm mới có càng nhiều người quan sát có càng nhiều người quan sát những thương hộ kia mới có thể tích cực chủ động đây mới là tuần hoàn tốt lạc thiên hà hơi nhíu mày hỏi hợp tác với tần thị có thể đạt được hiệu quả này sao chu lị đáp tối thiểu sẽ có một cái bắt đầu tốt đẹp muốn làm những việc này cần vận dụng lượng lớn nhân thủ khuyết thành thị tấn trước mắt là không có cách nào làm được bất quá tần thị không giống tần thị tuy là trung tâm thương nghiệp ở thành bất khuyết thế nhưng các cơ quan ban ngành không chỉ có mỗi ở thành bất khuyết thậm chí ở tiên đô bên kia cũng có nhân viên tần thị làm việc mục đích bước đầu của tiểu nữ là lợi dụng nhân viên phân bố khắp nơi của tần thị thành lập một con đường phản hồi tin tức tần thị bố trí nhân viên ở các nơi phát hiện bất kỳ chuyện gì thú vị đều gửi tin tức phản hồi trở về bên này về sau có thể kịp thời để cho chúng ta kênh trực tuyến biết chúng ta có thể lập tức cho người chạy tới tiến hành lấy tài liệu tiến hành phát ra văn bản lạc thiên hà hỏi ngươi muốn nói là thành bất khuyết duy trì cường độ không đủ đối với ngươi chu lị liên tục khoát tay nói thành chủ tiểu nữ không phải ý tứ này phương thức duy trì theo dạng này ngài có lẽ cũng có thể làm được nhưng mà loại sự việc chạy tin tức ngầm này thành chủ cũng không thể nhiều lần vận dụng mặt mũi cho phía quan phương các nơi không ngừng chào hỏi đúng không rất nhiều nơi cũng có chính mình đài truyền hình kênh trực tuyến ngài hẳn là hiểu được ý của tiểu nữ mà hợp tác với Tần thị như vậy còn có một chỗ tốt, Tần thị bố trí nhân thủ ở các nơi đều là có sẵn, có cái gì nhu cầu lâm thời còn có thể thỉnh cầu nhân viên trên mặt đất của Tần thị hiệp trợ. Về phần sinh ra phí tổn phát sinh, trở về bên này có thể từ từ thanh toán với Tần thị. Loại hợp tác này không phải nhất thời, cần chế định kế hoạch lâu dài, không thể rời bỏ quyết định của Tần hội trưởng, cho nên tiểu nữ muốn đàm luận thật tốt với Tần hội trưởng, hy vọng có thể đạt được sự ủng hộ của nàng. Lạc Thiên Hà không lên tiếng. Chu Lệ hơi quan sát chút, thử dò xét nói, tiểu nữ nghe nói ngày hôm qua phát sinh án mạng trong thành, tần hội trưởng bị bắt có phải liên quan với mấy chuyện này hay không? Nếu thật sự là như thế, ngài hãy quên đi, tiểu nữ suy nghĩ một vài biện pháp khác. Lạc thiên hạ im miệng không nói, sau một lúc chậm rãi nói, người suy nghĩ nhiều, chỉ là mời bọn họ đến hỗ trợ điều tra, chẳng mấy chốc sẽ trở về, sẽ không chậm trễ chuyện của các ngươi. Người không có chuyện gì khác thì nói, còn không thì trở về trước làm việc của mình đi, Chu Lệ gật đầu, đáp, vâng, vậy tiểu nữ về trước. Lạc Thiên Hà cười nói, các ngươi bố trí kế hoạch bày ra cho ta xem, không tệ, ta rất hài lòng, hy vọng không ngừng cố gắng. Dạ vâng, thành chủ gặp lại. Chu Lệ phất phất tay chạy đi. Thành chủ gặp lại. Thần sắc Lạc Thiên Hà co quắp một chút, lẩm bẩm một câu, không ra thể thống, không bao lâu, Hoành Đào đi vào nghe lệnh. Lạc Thiên Hà chắp tay đứng tại trên bậc thang ngoài đình, nói thẳng, Tần Thị và những người kia đều thả đi, hoành đào sửng sốt một chút hỏi cứ vậy thả đi không tra xét lạc thiên hà nói giam giữ bọn hắn là có thể điều tra ra sao làm như thế nào cha làm sao cha nếu cần tra khảo thì lại đi tìm bọn hắn tần nghi bọn hắn không chạy trở về nội bộ tần thị muốn bùng nổ hoành đào gật đầu đáp đã hiểu hay lạc thiên hà thở dài một tiếng theo ý nghĩ của lão thật muốn cưỡng ép tần thị kết thúc công việc đấu thầu cự linh thần bất quá tần thị đã báo danh tham gia đột nhiên rời khỏi thì nguyên nhân không thể gạt được côn quảng tiên vực bên kia dựa theo quy tắc cưỡng ép bóp chết thương nghiệp kinh doanh hợp pháp có chút không thích hợp lại có là hoành đào từng thuyết trình tần thị đã nhanh bị tần nghi đào cho rỗng tuếch lượng lớn tài nguyên đều đập vào trên sự việc đấu thầu cự linh thần lại có là mỏ linh thạch của tần thị đứng trước tình trạng khô kiệt lão cưỡng ép tham gia bức ép tần thị không nói đến việc đập bắt cơm rất nhiều người đến lúc đó trong trong ngoài ngoài thành bất khuất chỉ sợ không biết sẽ có bao nhiêu người đâm cuộc sống của lão Đối mặt thương hội lớn nhất thành bất khuyết này, lão bỗng nhiên có loại đuôi to khó vẫy cảm giác. Thành chủ cớ gì than thở? Hoành đào thử hỏi một tiếng. Lạc thiên hà nói, còn chưa bắt đầu, cũng đã không từ thủ đoạn như vậy, mưa gió nổi lên, chỉ mong lo lắng của ta là dư thừa. Hoành đào đã hiểu, vị này tương đối bảo thủ, một mực cầu ổn, một mực lo lắng sự việc đấu thầu cự linh thần sẽ tác động đến an bình của thành bất khuyết. Tần nghi lại không biết thành chủ gìn giữ cái đã có, bây giờ gã hoài nghi sự việc cự linh thần trước đó nhìn như lòng tham nóng này không thành tài thực tế tần nghi sớm đã có mưu kế nên mới làm cho vị thành chủ này rơi vào tình thế khó xử muốn cắt đứt lại không tiện ra tay chí ít là gã đã nhìn ra một chút trò giỏi hơn thầy kẻ làm nữ nhi như tần nghi từ trình độ nào đó càng hơn một bậc so với cha nàng tần đạo biên trụ sở thành vệ gia đình tần nghi được thả ra trước ta đi thương hội trước tần nghi không có không có chào hỏi phụ thân tần đạo biên ngược lại nói với liễu quân quân Liễu Quân Quân có hơi lo lắng, nói: "Ngươi chống chịu một đêm, có nên nghỉ ngơi trước một chút hay không?" "Không cần." Tần Nghi không nói nhiều, quay đầu kêu Bạch Linh Lung rồi đi trước. Nàng trước hết chạy về ổn định lòng người trong thương hội, nàng biết hiện tại thương hội bên kia có thể nói là lòng người bàng hoàng, chỉ cần nàng thân cây này trở về tự nhiên là có thể ổn định. Những người khác trong Tần gia sau đó cũng lần lượt rời đi. Tiếp theo, những người khác cũng lần lượt được giải phóng. Lâm Uyên nhìn thấy La Khang An, không có chút nào ngoài ý muốn, ngược lại là gia đình quan tiểu Bạch cũng bị bắt để cho hắn thật bất ngờ. Quan tiểu Bạch cũng nhìn thấy hắn, Lâm Uyên có vẻ như hững hờ đi tới một cây cột đá gần đó che giấu thân hình, không muốn Đào Hoa nhìn thấy hắn rồi dẫn đến nhiệt tình trước mặt mọi người. Người quan ra rời đi, chờ đến lúc Trưng Liệt thần xuất hiện thì Lâm Uyên mới bồi theo rời đi. Kết quả tại cửa ra vào nhìn thấy một đôi nam nữ xảy ra tranh chấp, Gia Cát Man chính nắm lấy y phục của La Khang An, Lâm Uyên đi đến nhìn xem xảy ra chuyện gì nói, ngũ vi kia là chuyện gì xảy ra? Gia Cát Man lôi kéo không thả La Khang An, dáng vẻ rất tức giận. Cái gì chuyện gì xảy ra, trước công chúng, có bị điên không? La Khang An cũng có chút thẹn quá hóa giận, để cho cô nàng buông tay, còn có nhiều người nhìn như kia mà. Lâm Uyên nghe một trận, đã hiểu tình huống hẳn là bởi vì thẩm vấn hẳn ngũ vi. Gia Cát Man biết La Khang An một bên ngủ cùng với cô nàng, một bên lại đang theo đuổi ngũ vi. Lúc này Gia Cát Man thấy người có chút phát điên, cảm xúc rõ ràng mất khống chế, bởi vì Gia Cát Man đã biết điều gì khiến cho cảm xúc không chịu nổi, lúc này cũng bật khóc, xé rách y phục của La Khang An, hò hét, cái gì mà thương hội sắp xếp chỉ có thể một người ở, đều chỉ là mượn cớ, ngươi đang gạt ta. La Khang An dùng sức giật nàng ra, bằng thực lực của y, một khi không muốn để cho Gia Cát Man níu kéo, đối phương há có khả năng làm gì, một cái lào đảo lui lại, thiếu chút nữa ngã sấp xuống. Bị một đám tần thị cao tầng được thả ra đứng nhìn, La Khang An muốn nói lời dỗ ngon dỗ ngọt cũng không nói ra được dứt khoát không nể mặt mũi, vỗ vỗ bộ ngực, nói, đúng thế, thì sao? Ta chưa từng cam đoan bất cứ cái gì với ngươi, ngươi tỉnh ta nguyện, ta cũng không có tệ bạc với ngươi, nếu ngươi cảm thấy không vui lòng, chúng ta kết thúc thôi. Nói xong, y quay đầu bước đi. Chán ghét, thiên nhai nơi đó không cỏ thơm, với hắn mà nói, chỉ cần có tiền, còn sợ không có nữ nhân A. À. Lâm Uyên thấy y đi về hướng của mình, đang muốn né tránh, tạm thời không muốn cùng loại đàn ông phụ lòng này ở chung một chỗ, từ đó gây sự chú ý cho người khác. Nào ngờ La Khang An đã khua tay hướng về hắn, nói, đi thôi, Lâm Huynh, đi làm. Ánh mắt của mọi người lập tức nhìn về hướng Lâm Uyên, hắn rất bất lực, quay đầu nói với Trương Liệt thần tan làm gặp lại, người trợ thù như hắn này lập tức trầm mặc đi theo La Khang An rời đi. La Khang An, đồ chết tiệt. Gia Cát Man khóc rậm chân mắng chửi, cuối cùng ngồi xổm ở trên mặt đất cất tiếng khóc giống. Trương Liệt Thần quan sát một trận, cuối cùng cũng vung lấy một vạt áo dài rời đi, thoát ly đám người sau đó lẩm bẩm một câu, ta nói cơ sao đột nhiên hỏi có muốn rời đi thành bất khuyết không, những người khác cũng không còn tâm tư để ý ra cát man, ai nấy đều lần lượt rời đi. Gia Cát Man ngồi trồm hổm trên mặt đất khóc một trận, sau đó chợt đứng người lên, bước nhanh rời đi, vừa đi vừa lau nước mắt, trong miệng không biết đang nói thầm cái gì đó, ý tứ có chút điên. Ngũ vi kia, ta đã từng nói cho ngươi, kết quả không có tới tay, đã thế thịt cũng không ăn được, lại còn kéo theo tấm thân, suối quẩy thật. La Khang An rất tức giận líu lo không ngừng với Lâm Uyên bên trong xe taxi, y bị chọc tức bởi ra Cát Man, trước mặt mọi người để cho y ném đi mặt mũi. Lâm Uyên lạnh nhạt nói, ngươi tự tìm lấy, về sau khiêm tốn một chút đi. Trong xe trở về tần phủ, Liễu Quân Quân chợt hỏi người bên cạnh, không cần đi gặp Lạc Thiên Hà giải thích gì sao? Tần Đạo Biên khẽ lắc đầu, nói, hôm nào đi, sự việc lắng xuống, bây giờ còn chưa rõ manh mối nhìn tình huống tiếp theo rồi lại nói hiện tại ta buồn bực là không phải chúng ta làm đến tột cùng là người nào làm liễu quân quân đáp phan thị và chu thị khó thoát hiểm nghi tần đạo biên thở dài nói nếu có thể xác định là hai nhà kia làm thì không phải chuyện xấu chỉ là nếu đối phương dám làm loại sự việc này chỉ sợ lạc thiên hà cũng cha không ra chứng cớ gì tới liễu quân quân đồng ý lại nói chuyện này vừa xảy ra sự việc tần thị tham dự đấu thầu cự linh thần chẳng khác nào là công khai triệt để sợ rằng mọi người trong thành bất khuyết đều biết ảnh hưởng cũng không biết là tốt là xấu ăn cả ngã về không như vậy người nội bộ trong tần thị sợ là sẽ có chỗ lo lắng tần đạo biên nói chút chuyện này đối với năng lực của nghi nhi không tính là gì cả nàng sẽ xử lý tốt đúng như lời nói của bọn họ từ hôm nay trở đi mọi người đều biết sự việc tần thị tham dự đấu thầu cự linh thần tần nghi trở lại thương hội tần thị trước tiên đi thẳng tới phòng tiếp khách cùng gặp mặt với chu lị trên đường hai người đã liền liên lạc biết rằng chu lị gặp được lạc thiên hà tần nghi vừa thấy mặt thì lập tức biểu thị cảm tạ cảm ơn nàng ta đã nói giúp vài câu kỳ thật coi như chu lị không nói giúp tần nghi cũng không sợ cái gì cũng như nàng đã nói với tần đạo biên không phải bọn hắn làm tự nhiên là có thể giải thích rõ ràng có thể nói ra lời lẽ như thế kia nàng hẳn là có lực lượng nàng để cho chu lị ra mặt lo lắng chính là lạc thiên hà sẽ nhất thời xúc động dưới tình huống không tỉnh táo làm ra quyết định không tỉnh táo thần túy là chuẩn bị nhiều thêm một con bài chu lị tự nhiên biểu thị là chuyện nên làm nàng ta tự mình tới đương nhiên cũng là có nguyên nhân nói lại một lần lý do mình đã bàn với lạc thiên hà tần nghi nghe xong thì nhìn chăm chú nàng nói ý nghĩ hợp tác này không tệ quay đầu quả quyết với bạch linh lung nói người sắp xếp người thương nghị một chút với khuyết thành thị tấn đề xuất ra một phần kế hoạch có thể thương lượng bạch linh lung dõi mắt nhìn chu lị mỉm cười nói vâng chu lị muốn chính là cái này lập tức hưng phấn nói tốt ta trở về lập tức sắp xếp người bàn bạc trao đổi với tần thị bên này nàng ta có lý tưởng của nàng ta cũng có mục tiêu phấn đấu của nàng ta bạch linh lung đáp liên hệ ta bất cứ lúc nào chu lị ở hai tiếng lại thử thăm tần nghi hỏi nghe nói lần này côn quảng tiên vực đấu thầu cự linh thần tần thị cũng muốn tham gia tần nghi không nói nên lời biết việc này đã công khai tiếp tục che giấu đã không còn ý nghĩa, thừa nhận, nói, đúng thế. Chu Lệ tỏa ánh sáng trong đôi mắt, nói, có thể để cho Khuyết Thành Thị Tấn theo dõi phát tin tức hay không? Tấn Nghi có hơi do dự, nói, phát tin tức thì được, còn về phần theo dõi, việc này có cần thiết sao? Chu Lệ đáp, Tần hội trưởng, cho ta gọi ngươi là Tần tỷ đi. Tần Nghi cười một tiếng, đáp, được, Chu Lệ vội nói, Tần tỷ, ta cũng không nói khoác, thật tình một chút tiết mục tin tức trước mắt, căn bản không có cái gì lực hấp dẫn, các ngươi chỉ là cỗ động cho thành chủ mặt mũi mà thôi. Sự việc đấu thầu cữ linh thần vừa xuất hiện, hơn nữa còn có quan hệ với tần thị, toàn bộ người trong thành bất khuyết nhất định sẽ phi thường chú ý, nhất định sẽ quan tâm tần thị có thể đấu thầu thành công hay không, cơ hội này đối với khuyết thành thị tấn, thật quá quan trọng. Tần tỷ, Ngươi có thể yên tâm, ta nhất định sẽ không tham gia sự việc liên quan đến bí mật thương nghiệp, hình ảnh phát ra sẽ trải qua các ngươi xét duyệt trước rồi mới truyền ra. Còn có thần vệ doanh bên kia, ngươi cũng không cần lo lắng, ta sẽ đi tìm thành chủ nói chuyện. Thần sắc của nàng ta vội vàng. Tần Nghi và Bạch Linh Lung nhìn nhau, xem ra vị này đã biết cự linh thần của Tần Thị ở đâu. Cũng phải nói Chu Lệ đã lên ý tưởng từ trước, vừa nghe tiếng gió Tần Thị tham dự đấu thầu cự linh thần, nàng ta lập tức ý thức được đó là nguồn tin trọng đại, sao có thể tùy tiện bỏ lỡ cấp tốc nghe ngóng tin tức, trực tiếp hỏi Hoành Đào. Tần Nghi có chút bất đắc dĩ, mập mờ suy đoán cho nàng ta về trước, đằng sau lại vội vàng triệu tập cuộc họp, chấn an lòng người. Lâm Uyên tiến vào phòng nghỉ có chút buồn bực, phát hiện La Khang An cũng theo tới, lại còn trực tiếp ngồi xuống ghế salon như không còn xương sống, đốt lên điếu xì gà, ngoài miệng Nguyên Thuyên không ngừng. Lâm Uyên cái miệng nói không ngừng của y có hơi phiền, ở đâu ra mà nói nhảm nhiều như vậy, nhắc nhở, người không đi chấn an ra các man kia, lại tới nơi này của ta làm gì quan tâm nàng chậm hay là nhanh. La Khang An ngậm đổ vật ngoài miệng, nằm đó hai tay mở ra, nói, đã chia tay, kết thúc rồi, còn chấn an cái rắm, cả người không có việc. Lâm Uyên trực tiếp tiễn khách, nói, ngươi không có việc gì, ta còn có việc. Ngươi có thể có việc gì? Đừng nói lại lấy chu lị kia ra lừa gà ta, hại ta đụng xe, vẫn chưa tính sổ sách với người đấy. La Khang An uốn éo người, nằm dễ chịu một chút, nói, muốn lừa gà ta, tìm lý do khác đi y bị ra Cát Man giày vò, trong lòng cũng phiền muộn, muốn tìm ai đó bầu bạn, giải sầu một chút. Lâm Uyên dứt khoát không lừa gạt, nói, ta muốn tu luyện. Ngươi còn có ý tưởng tu luyện. La Khang An lập tức bỏ lên, đi đến trước mặt đối phương, thấp giọng nói, người thẩm vấn chẳng lẽ không hỏi ngươi sự việc đấu thầu cự linh thần. Tổ tông của ta, Tần Thị muốn tham gia đấu thầu cự linh thần, ngươi chẳng lẽ vẫn chưa biết. Lâm Uyên không nhúc nhích thân hình, hỏi, biết thì đã sao? Còn như thế nào? người bị mù à, ngươi, ta. La Khang An chỉ chỉ đối phương, vừa chỉ chỉ chính mình, nói tiếp, huynh đệ, chúng ta gặp phiền phức lớn rồi. Thần binh lợi khí của tiên giới, đây là sản nghiệp lợi ích bao lớn, tùy tiện lấy xuống một bộ phận nào đó, đều có thể kiếm lời một mảng. Cạnh tranh lợi ích lớn như vậy, có ai không đỏ mắt, không từ thủ đoạn, đều đã đại khai sát giới trong thành bất khuyết, ngay cả thành vệ cũng bị giết, những người kia có chuyện gì không làm được. Nói xong, y lại lui về ngồi xuống sofa, nằm xuống lần nữa, than thở nói ngũ vi chỉ là cái bẫy nghĩ mà sợ nhà sự việc đấu thầu chưa kết thúc ta cũng không dám đi sàn đêm bên kia nhất định phải giữ mình một chút nhau đến bây giờ ta mới hiểu được ta nói làm sao cho ta lương cao làm ra làm cái gì khảo nghiệm cự linh thần hóa ra là để cho ta đi liều mạng y kẹp lấy xì gà trên tay điểm một cái về phía lâm uyên nói huynh đệ đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi không tốt lội vũng nước đục này trợ thủ của ta cũng không dễ làm ngươi nhanh nghĩ biện pháp rời khỏi đây đi lâm uyên có chút ngoài ý muốn không nghĩ tới tên khốn chẳng đáng tin cậy này lại còn có chút lương tâm cũng không cần la khang an nói hắn đã có dự định rời khỏi nếu đối phương có ý tốt hắn cũng lập tức hỏi nhiều một câu vậy còn ngươi không rời khỏi đây sao ta la khang an giờ khóc giờ cười nói ta xem như rơi vào trong hố tần thị con em nó trong hợp đồng đã ký trước đó ngẫm lại tham gia đấu thầu cũng coi là trong phạm vi trách nhiệm của ta ta có thể làm gì có thể đổi ý sao có thể đổi ý, bất quá cái giá quá lớn, ta căn bản bồi thường không nổi. Trừ phi chạy trốn, nhưng ta cũng chịu đựng không nổi cảnh tượng chạy trốn, thân này đã bị cách chức đá ra tiên tịch, lại còn làm tội phạm truy nã của tiên giới sao? Trước sau đều như vậy, ta cũng chỉ có thể kiên trì đi tiếp thôi. Y lại phát phát tay, nói, người không giống, người là loại người có cũng được mà không có cũng chẳng sao, người hối hận hẳn là còn kịp, mau chóng thoát thân đi. Hiện tại y đích thật là hối hận không thôi, hận không thể đánh hai cái vào miệng mình hối hận không nên khoác lác nói mình từng trọng thương bá vương nếu không tần thị cơ sao lại để mắt tới nhưng mà y cũng là người sĩ diện không có cách nào nói ra chân tướng với lâm uyên sự thật cũng không dám nói lừa gạt tần thị một khi tần thị muốn truy cứu tổn thất y thật sự đảm đương không nổi lạc thiên hà có chút im lặng trong phủ thành chủ phát hiện nữ nhân đúng là phiền phức chu lị lại tìm tới lại muốn theo dõi phát ra tin tức sự việc tần thị đấu thầu cự linh thần tìm lão xin giấy phép ra vào thần vệ doanh lạc thiên hà nghe xong ý đồ trầm giọng nói người cũng muốn cuốn vào sự việc đấu thầu cự linh thần chu lị liên tục khoát tay nói chúng ta chỉ là phát tin tức muốn là một tiết mục chuyên đề cũng không phải là cuốn vào lợi ích tranh đấu thành chủ rất nhanh toàn bộ thành bất khuyết sẽ biết sự việc tần thị tham gia đấu thầu cự linh thần có thể nghĩ độ chú ý của đám người nếu phát ra bản tin tức ký sự nhất định sẽ hấp dẫn được sự chú ý của mọi người đến lúc đó chẳng những là thành bất khuyết, tất cả các nơi tương quan tham gia đấu thầu, chỉ sợ đều sẽ chú ý. Một khi chúng ta chuyển ra bản tin tức ký sự, thậm chí có khả năng dẫn tới sự chú ý của toàn bộ tiên giới. Thành chủ, đây là độ chú ý bao lớn, cũng là cơ hội cực tốt để cho khuyết thành thị tấn mở rộng ảnh hưởng. Đến lúc đó, dưới sự chú ý cao độ từ các phe, thành chủ đưa tin bất kỳ tình huống có quan hệ với thành bất khuyết, nhất định cũng nhận được sự chú ý cao độ. Nói đến đây, nàng ta tinh thần phấn chấn hẳn lên, cua tay múa chân trên mặt tựa như đang tỏa ánh sáng. Không hổ danh là làm phóng viên, ăn nói không tệ, ánh mắt lạc thiên hà lấp lóe không thôi, bị nàng nói cho động tâm. Thành phục ba, một phụ nhân quần áo đoan trang lộ ra quý phái đứng ở cửa đại viện, thỉnh thoảng mong mỏi và trông mong. Sáng sớm mấy chiếc xe lái tới trong sương mù, dừng lại trước cửa ra vào, nam tử tuổi trẻ được che đậy dưới lớp áo choàng bước xuống từ một chiếc xe ở giữa, mép tóc ở giữa có một nhúm tóc trắng, hình dạng có chút lãng tử, thần sắc hơi có vẻ mỏi mệt phụ nhân ở của ra vào lập tức bước xuống bậc thang đi nghênh đón nam tử trẻ tuổi không người nói mẫu thân nam tử tên là bành hy chính là biểu đệ của triệu nguyên thần mà phụ nhân chính là mẫu thân của bành hy đồng thời là em gái hội trưởng chu mãn siêu của thương hội chu thị chu mãn ngọc chu mãn ngọc quan sát nhi tử từ trên xuống dưới một chút có hơi lo lắng nói vội vàng chạy về sự việc trong lời nhắn từ cậu của con đã làm xong chưa bành hy gật đầu nói may mắn không làm nhục mệnh đã xong rồi hắn đưa tay mời một chút, ra hiệu có chuyện thì vào bên trong nói. Hai người mẹ con sắp bước vào bên trong, những người khác từ trên xe đi xuống đều có chỗ đi. Tiến vào sảnh chính căn nhà, Chu Mãn Ngọc lập tức thất giọng nói, biểu ca của con bị người ta giết ở thành bất khuyết. Bành Hy gật đầu, đáp, con đã biết, đây cũng là nguyên nhân con mau chóng chạy về. Hắn đưa tay kéo áo choàng ở trước ngực ra gấp lại. Người hầu tới nhận áo choàng, Chu Mãn Ngọc phất tay để cho người hầu lui ra, sau đó lại tự mình rót trà cho con trai, thừa dịp không có người ngoài, trong lòng như có chút mừng thầm, nói, lần này tốt rồi, rốt cuộc không còn ai tranh với con nữa. Anh trai của nàng, cũng chính là hội trưởng Chu Thị, dưới gối cũng không con cái, không phải là không thể sinh, mà là trong quá trình một đường làm giàu vượt mọi trông gai, trả giá bằng máu, trong một lần bị tập kích trọng thương, thiếu chút nữa không còn mạng trở về, thể nhưng vợ con lại không được may mắn thoát khỏi, dựa theo luật pháp tiên giới, Chu Mãn Siêu đã mất đi tư cách sinh con mà chu mãn siêu lại có một chị gái và một em gái chị gái tên là chu mãn phương cũng chính là mẹ ruột của triệu nguyên thần em gái chính là chu mãn ngọc trong quá trình chu thị khoách trương thế lực cần nhất là thân tín để cho người nhà của mình ăn không ngồi rồi chẳng phải là đáng tiếc cũng không tiện không chiếu cố người trong nhà anh vợ và em vợ cùng nhau gia nhập nào ngờ tính mạng của hai người cũng lần lượt trở thành cái giá phải trả cho trụ thị ngày hôm nay biến chị gái và em gái trở thành vợ không chồng về sau triệu nguyên thần và bành hy lớn lên cũng gia nhập vào chu thị giống như người cha của bọn hắn bán mạng vì chu thị hai người anh em họ này cũng không thể tránh khỏi sinh ra cạnh tranh sự tình rõ ràng chu mãn siêu không có hậu thường hội chu thị to như vậy cần có người thừa kế cho dù ai cũng có thể nhìn ra người thừa kế chu thị tất nhiên chính là kết quả cuộc đối đầu giữa triệu nguyên thần và bành hy tối thiểu đám hai người chị em chu mãn phương và chu mãn ngọc xem ra chu thị không cho con của bọn hắn kế thừa chẳng lẽ còn cho người ngoài hay sao chồng của hai người mất mạng cho Chu Thị. Dưới cái nhìn của hai người chị em, con của các nàng kế thừa Chu Thị là chuyện đương nhiên. Vô luận là nguyên nhân bên ngoài dẫn đến, hay là áp lực trong nhà, hai người anh em họ muốn không cạnh tranh cũng khó khăn, cạnh tranh về sau khó tránh khỏi sinh ra hiểm khích, dẫn đến hai chị em cũng kết thù. Nếu không phải Chu Mãn Siêu áp chế, hai chị em cần nhìn sắc mặt của Chu Mãn Siêu, sợ rằng sớm đã công khai trở mặt bây giờ triệu nguyên thần bước theo gót của cha hắn ta cũng đã chết rồi con trai không còn đối thủ cạnh tranh thử hỏi chu mãn ngọc làm sao có thể không cao hứng đây cũng là nguyên nhân cấp bách chờ ở ngoài cửa đợi con trai trở về trong lòng hưng phấn lại còn vui mừng bành hy nghe được mẹ mình nói chuyện như vậy hơi có chút bất đắc dĩ hắn vội vàng trở về gấp kỳ thật chính là lo lắng mẹ mình như thế lo lắng sẽ chọc ra chỗ hở không tốt đối mặt với người mẹ mừng thầm, hơi giận dữ nói, mẹ à, về sau loại lời nói này chỉ nên để ở trong lòng, không nên nói ra ngoài miệng, để cho cậu nghe được thì sẽ có cảm tưởng thế nào. Lần này nếu không phải ta đã ra ngoài làm việc, người đi thành bất khuất rất có thể là ta, nói không chừng người chết chính là ta. Chu Mãn Ngọc Sủy nói, đúng thế, có người ở đây, chuyện lớn như vậy làm gì đến lượt nguyên thần. Người có năng lực và không năng lực khác nhau, người đi chưa chắc xảy ra chuyện, chỉ có thể nói là chính hắn ta không cẩn thận, dẫn đến sự tình thất bại, không phải. Bành Hy nâng đỡ cùi trỏ mẹ mình, giúp người mẹ ngồi xuống một bên, nói, con nghe được tin báo về sau, lập tức hiểu rõ tình huống đại khái một chút, ba nơi trong thành bất khuất bị giết sạch trong vòng một đêm, hơn trăm người bị giết, còn chết hai tên thành vệ. Những người này chết không tính là kỳ lạ, vấn đề là chuyện xảy ra ngay trong thành bất khuyết, nhiều người bị giết như vậy, bên ngoài ngay cả một điểm tiếng động cũng không có phát giác, đây quả thực là chuyện không thể tưởng tượng. Bởi vậy có thể thấy hung thủ sau màn không phải người bình thường, chỉ sợ con đi cũng khó thoát một kiếp. Nghe thấy lời ấy, Chu Mãn Ngọc mới có chút nghĩ mà sợ, nói, may mắn, may mắn con không có đi, có thể thấy chuyện này số trời đã định sẵn rồi. Bành Hy bỏ qua vấn đề này, hỏi, anh họ mất mạng, gì nhất định là vạn phần đau khổ, mẹ có thể có đi viếng thăm Trấn An chưa? Chu Mãn Ngọc cười lạnh, nói, bình thường nàng đối xử với ta thế nào, có thể có nửa điểm tình cảm chị em không? Ta đi Trấn An nàng á, chỉ sợ đi cũng không có được hồi báo tốt đẹp, tự giấc lấy nhục, còn không phải bị người ta xem như cười trên nỗi đau người khác, mèo khóc chuột. Bành Hy thở dài, nói, mẹ à, đi thôi, lúc này dù có phải làm dáng một chút, dù có là chịu chút nhục nhã cũng phải nhị. Theo con hiểu rõ tình huống, lần này anh họ chết rất chút kỳ quái, y không giống như cách làm của tần thị. Như vậy sẽ là ai làm? Chu mãn ngọc đáp, con nhìn ta làm gì? Ta làm sao biết được là ai làm? Nàng căn bản không hiểu rõ vấn đề trong chuyện này, không phải thân thuộc phương diện này thuần túy là tin tưởng con trai nói đúng thật tình có thể phân rõ loại thị phi này nàng lập tức sẽ không ở lại trong nhà chỉ sợ chu mãn siêu sớm đã kéo nàng vào trong thương hội chu thị làm ra tác dụng bành hy nói vấn đề ngay ở chỗ này dưới tình huống bình thường có một loại suy luận lố dích đơn giản nhất ai là người thu hoạch lớn nhất người đó có thể chính là hung thủ mẹ người nói thử xem anh họ chết rồi ai là người được lợi lớn nhất ai là người cao hứng nhất Chu mãn ngọc ngây ngần cả người, dần dần có hơi trận tròn mắt, từ từ đứng lên, hãi hùng khiếp viên nói, Hi Nhi, ý của con là nói, cậu của ngươi sẽ nghi ngờ con làm chuyện này. Bành Hi đáp, có thể nghi ngờ hay không, con không biết, trước mắt con biết tình huống cũng có hạn, nhưng mà chỉ cần xác nhận không được phương hướng hung thủ, chỉ sợ khó tránh khỏi cậu sẽ nghĩ tới phương diện này một chút. Chỉ ít người ở bên ngoài xem ra, con là có nghi ngờ này. Lúc này, lại lộ ra vẻ vô tình vô nghĩa thì người ngoài nghĩ như thế nào? để người nội bộ chu thị từ trên xuống dưới thấy thế nào mẹ đi thôi con và người cùng đi hắn hiển nhiên làm tương đối chu đáo vội vàng chạy về chân đều không có đứng vững đã muốn chạy đến hỏi thăm được chu mãn ngọc liên tục đáp ứng lập tức cho người thu dọn đồ đạc hai mẹ con chuẩn bị cùng nhau đi nhưng đúng lúc này chu mãn siêu tự mình đánh điện thoại đã biết cháu trai trở về để cho bành hy lập tức đến một chuyến Bành Hy không thể từ chối, đành phải để cho mẹ đi một mình, chính mình muốn chạy sang gặp cậu, trước khi chia tay liên tục bàn giao với mẹ mình, mặc kệ gì nói cái gì hoặc mắng ra sao, mặc kệ mắng quá khó nghe, cũng phải nhường nhịn, một gốc đại thụ che trời, tổng bộ Chu thị, Bành Hy vội vã chạy tới. Trong văn phòng hội trưởng, Chu Mãn Siêu vừa thấy mặt, thần sắc tiếc nuối trên mặt lập tức hỏi, sự việc của Nguyên Thần, người nghe nói chưa? Bành Hy đáp, đã nghe nói, nhưng mà biết không rõ. Chu Mãn Siêu nói, cụ thể tường tình, đừng nói là ngươi ngay cả ta cũng không rõ ràng, người biết hẳn là đều bị diệt khẩu. Lúc này chị gái cực kỳ bi thương, nghe nói chị gái đã khóc đến ngất đi hai lần. Hầy, đây đều là lỗi của ta, không nên để cho hắn ta đi thành bất khuyết, bây giờ ta cũng không dám đi gặp chị gái. Bành Hy im lặng. Chu Mãn Siêu đứng dậy từ sau cái bàn, dạo bước nói, có người nói là tác phẩm của Tần Thị, ngươi thấy thế nào? Bành Hy đáp, tuyệt đối không có khả năng là Tần Thị làm. Chu Mãn Siêu nói, tuyệt đối. Chắc chắn như vậy, Bành Hy nói, giết anh họ đối với Tần Thị tới nói, không giải quyết được vấn đề gì cả. Một khi bị người khác phát hiện, chẳng khác nào tự tìm phiền phức. Đi qua sự việc Phan Lăng Vân, có thể thấy được nữ nhân Tần Nghi kia không đơn giản, đấu thầu sắp đến rồi, nàng không có khả năng rời lên tảng đá nện chân của mình, ngay tại lúc này không có khả năng làm ra chuyện như vậy ở địa bàn của mình. Chu Mãn siêu gật đầu, nói, ta cũng là nghĩ như vậy. Vậy ngươi cảm thấy người nào sẽ làm chuyện này? Bành Hy nói, tình huống không rõ, ta khó đưa ra phán đoán, chu mãn siêu đáp ngươi khẳng định đã nghĩ tới việc này ngươi giống với phụ thân của ngươi đầu óc rất linh động ta muốn nghe giải thích của ngươi một chút nghĩ đến cái gì nói cái gì đừng có kiên kỵ gì cả bảnh hy do dự một chút cuối cùng thử nói ra nghe nói phan Lăng vân cùng ngày xảy ra chuyện rời khỏi thành bất khuyết còn nghe nói tất cả người chết đều bị diệt khẩu duy chỉ có anh họ giữ lại toàn thây nói xong hắn dừng ở đây chu mãn siêu đối mặt ngoài cửa sổ chậm rãi quay đầu lạnh lùng nói người nghi ngờ đây là tác phẩm của ta và phan thị người cảm thấy ta và phan thị muốn dùng biện pháp này vu oan giáo họa cho tần thị bành hy hoàn toàn chính xác có hoài nghi này trong lòng ngoài miệng lại vội nói cậu ta không phải có ý tứ này chẳng qua ta cảm thấy hai điểm này khả nghi chu mãn siêu quanh người đối mặt nói không cần che giấu đừng nói là ngươi chắc hẳn những người khác cũng có nghi ngờ này thành chủ thành bất khuyết lạc thiên hà hẳn là cũng có ý nghĩ này bảo ngươi tới chính là vì việc này phan khánh đang trên đường chạy tới hẳn là sắp chạy đến đây rồi gã muốn gặp mặt hội đàm việc này với ta ngươi tiếp nhận sự việc nguyên thần cùng một chỗ dự thính đi bành hy đáp ứng nói vâng chu mãn siêu phan lăng vân rời đi ta cần phải giải thích với người một chút nàng ta rời đi là có nguyên nhân đang chấp hành một hạng mục trong kế hoạch bí mật kế hoạch này ngay cả nguyên thần cũng không biết vì loại bỏ sự nghi ngờ của bành hy gã nói ra kế hoạch giấu giếm với triệu nguyên thần đây là vì để cho cháu trai này biết mình không có thủ đoạn tàn nhẫn hy sinh một cháu trai khác đồng thời muốn để cho cháu trai này hiểu rõ mình được tin tưởng hơn kế hoạch không nói cho triệu nguyên thần mà nói cho ngươi bảnh hy nghe xong khẽ vuốt cằm nói phan lăng vân đưa ra kế hoạch này xem như cao mình xem ra vì muốn rửa nhục với tần nghi phan lăng vân tốn không ít tâm tư chu mãn siêu thở dài nói tần nghi kia chúng ta đều đã xem thường tiếp trưởng tần thị về sau một mực làm kinh doanh ở trên một mẫu ba phần đất của mình một tiểu nha đầu được nuông chiều từ bé ta cũng không có để nàng ở trong mắt ai có thể nghĩ tới nàng lại đột nhiên chặn ngang một tay phía trên đấu thầu cự linh thần rõ ràng đã có sự chuẩn bị từ trước có thể thấy được nàng sớm đã chuẩn bị trong bóng tối vẫn luôn giấu tài chờ đợi cơ hội thích hợp ra tay không ra tay thì thôi vừa ra tay đã muốn nhất quyết thư hùng với chu thị và phan thị chúng ta đều bị nàng giấu giếm, tần đạo biên sinh được một con gái tốt a à? Bành Hy gật đầu, nói, cho Phan Lăng Vân một cái, cái tát cũng như cảnh tỉnh chúng ta, một cái, cái tát kia chính là tuyên chiến với chúng ta. Chỉ là một cái tần thị, dám đồng thời tuyên chiến với Chu Thị và Phan Thị, khí phách của nữ nhân này không thua kém đáng nam nhi. Cậu, ngược lại ta thật ra muốn tự mình nhìn trực tiếp nữ nhân này một chút. Chu Mãn siêu bày ra dáng vẻ khá hứng thú, nói, sao thế? Nguyên thần đưa hoa cầu ái đụng phải tình huống khó xử, người cũng có hứng thú với nữ nhân này à, nhìn từ trên tấm ảnh vóc dáng cũng không tệ bành hy đáp nếu nàng đồng ý tiếp nhận hai bên có thể trở thành người một nhà sự việc hẳn là đơn giản hơn rồi chúng ta cũng không cần làm cái gì hợp tác với phan thị bất quá dựa theo hành động của nàng đây là một nữ nhân tràn đầy dã tâm không phải loại nữ nhi có thể tùy tiện bị tình cảm chi phối trên cơ bản đừng mơ tưởng đến suy nghĩ này chu mãn siêu nói tần nghi có khả năng không hứng thú đối với nam nhân lời đồn bên ngoài nói thế nàng và nữ trợ lý kia có gian tình cùng một loại bệnh giống như phan lăng vân của phan gia phan lăng vân chủ động xin đi giết giặc có vẻ như là động tâm trên phương diện kia với tần nghi kết quả bị một hồi nhục nhã bành hy nói cậu ta muốn đi gặp nàng cũng không phải có tâm tư gì khác chỉ đơn giản ở trước mặt đối phương cảm nhận là hạng người gì chỉ nhìn vào văn chương trên mặt giấy sợ rằng sẽ phán đoán sai còn có cái chết của anh họ không phải tần thị làm vậy thì ai làm ta lo lắng có phải còn thế lực khác vì đấu thầu cự linh thần mà lặng lẽ âm mưu ở thành bất khuyết hay không ta muốn tự mình đi tìm hiểu tình huống một chút nắm giữ chi tiết nhiều một chút nhìn xem có thể tìm thấy manh mối hay không đồng thời cũng là vì tẩy sạch hiểm nghi trên người chu mãn siêu chắp tay suy nghĩ một lúc chợt hỏi hung thủ là ai chuyện này vẫn chưa ai làm rõ bây giờ ngươi chạy đến không sợ hay sao bành hy nói hung thủ biết được sự việc tương quan đã gây sự chú ý cao độ từ phía quan phương của thành bất khuyết hẳn là sẽ không lại dễ dàng manh động cũng thế lạc thiên hà bên kia sợ rằng cũng có nỗi lo này ta đi hẳn là sẽ bị nhìn chằm chằm nhìn con mồi này có thể dẫn dụ hung thủ ra ngoài hay không có lạc thiên hà âm thầm chú ý cao độ khả năng ta xảy ra chuyện không lớn lắm mà trước lúc ta xuất hành vừa hay nhân duyên xảo hợp chiêu mộ được một cao thủ không tệ có sự bảo hộ của gã ta an toàn hẳn là không lo chu mãn siêu đáp một tiếng hỏi người nào bành hy nói sa mặc chu mãn siêu có hơi ngoài ý muốn hỏi tiếp kiếm tiên đại danh đỉnh đỉnh trên bảng du hiệp chính là hắn bành hy gật đầu nói trên đường xảy ra chút chuyện người được cứu đúng là gã ta cho nên nợ ta một mạng chu mãn siêu nói được rồi nếu ngươi đã muốn đi vậy thì cứ đi thôi vừa hay thi thể anh họ ngươi đang cần người đi lãnh về mang về đây đi bành hy đáp ứng nói vâng điện thoại trên bảng bỗng vang lên chu mãn siêu đi đến bắt máy hỏi chuyện gì không biết trong điện thoại nói cái gì, chỉ thấy khuôn mặt Chu Mãn Siêu đền lại, âm thanh mắng làm loạn, sau đó cúp điện thoại. Bành Hy đang muốn hỏi chuyện gì làm cho sắc mặt gã đại biến, điện thoại di động của mình bỗng vang lên, xem xét chính là quản gia nhà mình gọi tới, bắt máy nghe một lúc liền biết vì sao Chu Mãn Siêu nổi giận. Chu Mãn Ngọc mẹ của hắn xảy ra chuyện, đi nhà gì Trấn An, quả nhiên Trấn An không thành, ngược lại còn bị chửi, hơn nữa bị chửi rất khó nghe, Dì Chu Mãn Phương có vẻ như trách cái chết của con trai ở trên đầu em gái mình, tất cả oán hận đều phát tiết, trong lúc mắng chửi lại đột nhiên bắt lấy dao dọc giấy ở một bên đâm Chu Mãn Ngọc bị thương. Nếu không phải hộ vệ bên cạnh phản ứng kịp thời, suýt chút nữa thì Chu Mãn Ngọc đã mất mạng, may mắn là hộ vệ giải cứu đúng lúc, chỉ quẹt một vệt máu trên cổ tay Chu Mãn Ngọc, khiến cho Chu Mãn Ngọc vô cùng sợ hãi nhưng cũng không đáng ngại, bây giờ đang được cứu chữa. Bành Hy đặt điện thoại di động xuống, trầm mặc, Chu Mãn Siêu thấy phản ứng hắn, đoán chừng hắn cũng đã biết, nói, may mắn không sao, việc này đã qua coi như xong, đừng so đo với gì ngươi nữa. Bành Hy nói, ta có thể hiểu được cảm xúc của gì, cậu yên tâm. Chính lúc này, bên ngoài có người gõ cửa tiến vào, nhìn thấy một nam tử rất trẻ mỉm cười đi đến. Bành Hy khách khí gật đầu thăm hỏi với gã, một người mới tiến vào Chu thị chừng trăm năm đã được trọng dụng, tên là Mạnh Túc, là trợ lý của Chu Mãn Siêu, bây giờ chẳng khác gì là tâm phúc của cậu hắn tự nhiên muốn biểu thị tôn kính hội trưởng phan hội trưởng đã đến đã cho mời đến phòng khách mạnh túc thông báo một tiếng ùm chu mãn siêu nói với bành hy chuyện trong nhà trước để xuống cùng ta đi gặp khách bành hy gật đầu bước theo sau gã bên trong phòng tiếp khách chu mãn siêu và phan khánh chào hỏi thật vui con gái phan khánh phan lăng nguyệt hộ tống một bên bành hy và nàng gật đầu lên tiếng chào lẫn nhau sau khi chủ khách ngồi xuống, Chu Mãn Siêu cho người ngoài lùi ra, hỏi: "Tự mình đi một chuyến đến đây, sao thế? Lạc Thiên Hà muốn bắt Lăng Vân hay gì?" Phan Khánh nói: "Không có bằng chứng thì không đến nỗi bắt Lăng Vân, muốn để cho Lăng Vân đi thành bất khuyết phối hợp điều tra, Lăng Vân đã từng chọc giận lão một lần, ta nào dám để cho Lăng Vân lại dễ dàng rơi vào trên tay lão." Chu Mãn Siêu nói: "Rõ ràng có liên lụy đến bản án, không đi cũng không thích hợp đúng chứ? Nếu mà công khai kháng cự, chỉ sợ thật muốn bị Lạc Thiên Hà tìm lý do trực tiếp bắt người." Phan Khánh trả lời, đi vẫn là phải đi, bất quá ta đã tìm một thành chủ, một thành chủ sẽ lấy thái độ không nhân nhượng việc này, tự mình sai người mang lăng vân tiến đến hỗ trợ điều tra chuyện này. Chu Mãn Siêu lập tức yên tâm, Phan Lăng Vân biết cụ thể kế hoạch, nếu thật bị cưỡng ép cậy mở miệng, vậy thì tất cả đều phí công, cháu ngoại của mình cũng chết một cách vô ích, có thành chủ thành thiên cổ tự mình cho người đi trông chừng, khả năng là thiên hà muốn cưỡng ép không tuân quy tắc cắm tội cũng không lớn, có thể yên tâm. Chu Mãn Siêu có chút không hiểu, nói, vậy ngươi tự mình chạy tới là vì? Phan Khánh nói, khả năng kế hoạch xảy ra vấn đề, hiện tại không biết còn có thể tiếp tục hay không nữa, gã chợt dương mắt nhìn về phía Bành Hy. Chu Mãn Siêu thuận thế nhìn theo, giải thích nói, hắn đã biết kế hoạch, cứ nói đi đừng ngại, chuyện gì xảy ra. Lúc này Phan Khánh mới nói ra, người hỏi ta chuyện gì xảy ra, ta còn muốn hỏi người là chuyện gì xảy ra mới đúng. Cháu trai ngươi trước khi chết không có quét dọn sạch sẽ, chỗ này của ta dò thăm tin tức trong hang ổ tào lộ bình bị giết sạch còn có hai người sống sót một người trong đó chính là vụ nữ ngũ vi kia nữ nhân kia thế nhưng là moi móc từ trong miệng la khang an gián tiếp biết mục đích tiếp cận la khang an chính là vì vấn đề tuyết lan nghe nói nữ nhân kia đã mất trí nhớ hiện tại không biết là do tào lộ bình làm cho mất trí nhớ hay vẫn là do hung thủ làm không biết có quan hệ đến việc tiết lộ sự tình tuyết lan hay không tóm lại bất kể nói thế nào người đã rơi vào trong tay lạc thiên hà bắt được nữ nhân kia thì nhất định có thể tra được trên đầu La Khang An, khẳng định sẽ nghiêm túc mòi móc sự việc giữa La Khang An và Ngũ Vi, đồng thời không biết La Khang An có bàn giao ra việc liên quan đến Tuyết Lan hay không. Một khi biết mọi chuyện có liên lụy Tuyết Lan, kế hoạch tương đương đổ vỡ, không cần phải tiếp tục vô ích. Hiện giờ Lăng Vân làm chủ sự việc ở Tiên Đô cũng không cách nào tiếp tục nữa, chỉ có thể tạm dừng mà thôi. Làm việc thế nào, người quan trọng như thế vẫn còn sống. Sắc mặt Chu Mãn Siêu trở nên âm trầm, nếu không phải triệu nguyên thần chết rồi gã chắc chắn sẽ mắng máu chó phun đầy đầu một hồi trầm mặc về sau gã quay đầu về hướng bành hy nói ta sẽ đi khai thông truyền tống trận bên kia người nắm chắc thời gian mau chóng đi một chuyến cũng mau chóng nắm rõ sự việc được bành hy đồng ý sắc mặt nặng nề biết rằng chỗ hở để lại rắc rối lớn La Khang An rốt cục nhị đến tan làm, không ngoài dự liệu của Lâm Uyên, y lại ngăn chặn hắn lần nữa giống như nhiều tiền không chỗ tiêu, dường như không hung hăng mời Lâm Uyên ăn một bữa thì thật có lỗi với chính mình. Đôi khi có người chính là hèn như vậy, nếu Lâm Uyên là vẫn luôn ăn của y, có lẽ y sẽ cảm thấy không vui, Lâm Uyên không chịu ăn, y nhất định phải không thể cho Lâm Uyên mặt mũi này. Lại mượn cớ cái gì chu lị, La Khang An đã không để mình bị đẩy vòng vòng. Lâm Uyên đành phải nói ra, ta có việc muốn đi gặp hội trưởng. La Khang An cười hắc hắc, nói, ta đi cùng ngươi, ta chờ ngươi có được hay không? Lâm Uyên đáp, không cần thiết như thế, sau đó ta lập tức trở về, có loại sự tình này, ngươi còn dám chạy loạn khắp nơi hay sao? Không phải ngươi nói muốn kiềm chế một chút sao? La Khang An nói, không chạy loạn khắp nơi, nhận biết ngươi lâu như vậy rồi, ta vẫn chưa gặp quá thúc thúc kia của ngươi đâu, vừa hay đi bái kiến. Lâm Uyên lười nhắc nói thêm, trực tiếp rời đi, La Khang An ngênh ngang đi ở phía sau, Hai người bước tới phòng trợ lý về sau, La Khang An có chút buồn bực, thật đúng là tới gặp hội trưởng, y không tiện đi vào cùng, đành phải chờ ở bên ngoài. Nhưng mà Tần Nghi bên này tạm thời cũng không cần Lâm Uyên quét dọn, Bạch Linh Lung trực tiếp để cho hắn trở về. Xảy ra chuyện tối ngày hôm qua, Tần Nghi còn rất nhiều việc phải xử lý, làm gì còn có tâm tư chơi tình yêu nhỏ với Lâm Uyên. Lâm Uyên vốn có việc muốn tìm Tần Nghi nói chuyện, nghĩ đi nghĩ lại, bây giờ cũng không vội vã, vẫn là chờ thái độ quan tiểu thanh bày ra rồi nói sau nhìn thấy lâm uyên rất nhanh lại đi ra la khang an vui vẻ hẳn lên cho là mình thiếu chút nữa lại bị lâm uyên lừa gạt may mắn mình không có rời đi hai người tan làm lâm uyên cưỡi con lừa nhỏ của mình trên đường hóng mát la khang an lái xe theo ở phía sau trên đường lâm uyên thỉnh thoảng quay đầu thậm chí suy nghĩ trên đường chỗ nào có thể giải quyết la khang an tên khốn này vừa chết sự việc tần thị tham gia đấu thầu có khả năng chìm xuống đáy nói không chừng còn an toàn hơn tưởng tượng về sau hắn giết tên này thì tân nghi hẳn là sẽ không tùy tiện bỏ qua, có khả năng lại tìm những người khác. Hai người một trước một sau đến nhất lưu quán, la khang an xuống xe đóng sập cửa lại, chật chật nói, người hiện đang ở nơi này à. Lâm Uyên không để ý tới y, để ra cửa viện, cưỡi con lừa nhỏ tiến vào trong, la khang an đi theo không xin phép. Trong viện có hai người ngồi, Trương Liệt Thần và Quan Tiểu Bạch, hai người có quen nhau, Quan Tiểu Bạch lấy cơ đến nhìn hắn, thực tế là đến chạm mặt với Lâm Uyên, đồng thời cũng là được gọi tới bởi Lâm Uyên, có việc làm, tự nhiên không thích tên khốn nào đó mày dạn ra hỏa đi theo. La Khang An xác nhận Trương Liệt Thần chính là thúc thúc từng được nói của Lâm Uyên về sau, lập tức hòa thành một nhà với Trương Liệt Thần, quan tiểu bạch dưới sự gia hiệu của Lâm Uyên nên không để ý tới La Khang An. Lâm Uyên mang theo quan tiểu bạch đi đến trong góc, thấp giọng hỏi thăm tình huống một nhà ba miệng bị bắt. Quan tiểu bạch bảo hắn yên tâm, không có nói gì gây bất lợi cho hắn, về phần mẹ con đảo hoa biết cũng không nhiều, cho nên chẳng nói được gì cả. Lâm Nguyên đoán chừng cũng là như thế, cái quan tâm chính là một chuyện khác, hỏi, đã khuyên Tiểu Thanh chưa? Quan Tiểu Bạch thật bất đắc dĩ, nói, khuyên rồi, vừa hay mượn việc này khuyên nhủ, nào ngờ nha đầu này ngược lại cho rằng đây chính là thời điểm biểu hiện trung thành với Tần Thị, nói cái gì cho dù có nguy hiểm thì cũng phải cùng chung hoạn nạn với Tần Thị, lặp lại lời nói rõng rạc của Quan Tiểu Thanh một chút. Còn có đào hoa, tán thành quyết định của nữ nhi, cho rằng bọn người Tần Nhi đều được thả, còn có thể xảy ra chuyện gì, Lâm Uyên có thể nói cái gì, chỉ có thể để cho quan tiểu bạch mau chóng tìm cơ hội khuyên nhủ khác. Quan tiểu bạch thở dài, nhẹ gật đầu, hỏi, đúng rồi, ngươi không sao chứ? Không có việc gì. Lâm Uyên lắc đầu, sự tình tuy là do hắn làm nhưng cũng không phải bồng bột ra tay. Hắn dám giết triệu nguyên thần là bởi vì biết sự việc đấu thầu cự linh thần, nếu như tần thị long tranh hổ đấu với phan thị và chu thị, chỉ cần không phải nhằm vào Lâm Uyên, giết thế nào cũng khó khăn điều tra đến trên đầu của hắn về phần điều tra góc gác của hắn cũng tiện làm màn che từ chuyện mình bị bắt nên thổ lộ đều đã thổ lộ sự việc đều đã nằm trong tay thành vệ có sẵn đồ vật trong tay thành vệ cũng không phải cái gì bí mật cao độ phan long vân nghĩ biện pháp một chút hẳn là có thể cầm tới mặc dù phương thức làm việc của hắn tương đối thẳng thắn thế nhưng quá trình và tiến độ cũng có cân nhắc của chính hắn sau khi trao đổi xong quan tiểu bạch lên tiếng chào hỏi với trương liệt thần nói thần thúc ta còn có việc trong cửa hàng đi trước sau này có dành lại đến nhìn ngài Quan Tiểu Bạch cũng là từ nhỏ nhận biết Trương Liệt Thần, thời niên thiếu chơi cùng một chỗ với Lâm Uyên, đồng thời thường xuyên chạy đến nhất lưu quán, về sau Lâm Uyên không ở, cho nên ít tới, đến chơi thường xuyên. Trương Liệt Thần phất tay cười, nhìn một chút đồ vật trưng bày bên người, Quan Tiểu Bạch tiện thể đưa tới lễ vật thăm viếng, gã cảm thấy thật cao hứng. Nhưng mà La Khang An không có ý định rời đi, xảy ra loại chuyện này, y cũng không dám tùy tiện chạy sông chạy sáo khắp nơi, không thể ra ngoài chơi đùa, lại còn lật mặt với Gia Cát Man trong lúc nhất thời không còn nơi nào đi, dù sao không có việc gì thì nương nhờ nơi này. Trương Liệt Thần nhất thời cũng không có cái gì chiêu đãi, đồng thời không có ý định đi mua cái gì chiêu đãi khách nhân, vẫn như cũ, ôm lấy một nồi cháo tỏa hương bốn phía. Lâm Uyên không quá thèm ăn, lại không muốn nói chuyện với La Khang An, thiếu điều muốn hô cút. Không chỉ là bởi vì chuyện y phụ lòng của Gia Cát Man, mà còn nguyên nhân ngũ vì rơi vào kết cục như vậy cũng là do La Khang An, còn có chính là La Khang An khoác lác không biết mệt quả thực là không biết xấu hổ lâm uyên thực tình chướng mắt loại người này nói một câu trở về phòng tu luyện với trương liệt thần lập tức bước vào phòng của mình la khang an không quan tâm không còn chỗ nào đi chỉ cần có người bồi là được cho nên trò chuyện một hồi lâu với trương liệt thần cũng không chê chiêu đãi thiếu rượu ngon thức ăn ngon có cháo là được Lâm Uyên khoanh chân ngồi tĩnh tọa ở trong phòng, ngẫu nhiên nghe được tiếng bla bla từ La Khang An, xem như phục cái miệng vị này, sau khi đến cái miệng đó gần như nói không có điểm dừng, một đại nam nhân lấy ở đâu ra nhiều chuyện nhảm như vậy. Nếu không phải khi làm việc có chút quen thuộc, hắn rất nghi ngờ La Khang An đang có mưu đồ khác. Trương Liệt thần thoạt đầu còn cảm thấy náo nhiệt, có người giải buồn, về sau đối mặt với sự líu lo không ngừng La Khang An, kết quả cũng có chút ăn không tiêu, nói quá nhiều, mà La Khang An càng là không khách khí chút nào, muốn uống cháo chính mình múc, muốn uống trà tự mình chăm, thấy đồ vật gì chính mình cầm lên nhìn, thật đúng là không xem mình là người ngoài. Cuối cùng, Trương Liệt Thần đành phải thỉnh thoảng nhìn xem sắc trời, thỉnh thoảng ngáp ngắn ngáp dài, hy vọng đối phương tự giác một chút. La Khang An nhìn ra đối phương có vẻ như mệt mỏi, muốn nghỉ ngơi, còn chưa đến mức một chút việc cũng đều không hiểu, đành phải cáo từ, người đi ra ngoài bước vào xe còn gác mặt lên cửa sổ liên tục phất tay với trương liệt thần đi ra tiễn khách nói thần thúc hôm nào ta lại đến xem người tốt 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 trương liệt thần cười không quá chân thành la khang an phi nhanh một đường ở trong thành đi lòng vòng còn cố ý lướt qua cửa ra vào sàn đêm kết quả phát hiện đã đóng cửa lập tức từ bỏ triệt để suy nghĩ vu vơ trở về chỗ ở dừng xe xuống xe nhìn thấy trong phòng nhà mình có ánh đèn còn tưởng rằng lúc rời đi trước đó quên tắt đèn đợi đi tới cửa lấy ra chìa khóa la khang an mới phát hiện không đúng ngây ngần cả người vậy mà tìm không thấy lỗ khóa y bước nhanh xuống bậc thang nhìn chung quanh lại quay đầu nhìn căn nhà trước mặt lẩm bẩm một câu là nhà ta mà tình huống gì thế này chẳng những không tìm thấy khóa cửa phát hiện cả cánh cửa cũng được đổi chạy sang cửa bên nhìn chằm chằm khóa cửa xem xét phát hiện chẳng những cửa đổi khóa cửa cũng đã đổi thành khóa mật mã lại nói thầm tần thị đổi trăng chỗ ở này chính là tần thị sắp xếp cho y có lẽ là vì an toàn cách không xa trụ sở đội thành vệ nào đó tần thị đổi cửa không nói cho y mật mã mở cửa là có ý gì bất quá nói đi thì nói lại bình thường loại khóa này cũng chỉ có thể để phòng người bình thường loại tu sĩ giống như y là không phòng được tay y nhấn tại trên khóa cửa thì pháp xâm nhập lạch cạch một tiếng mở khóa thuận tay đẩy cửa vào vừa vào cửa lập tức phát hiện không đúng trong phòng hình như đồ vật nhiều hơn một chút lại còn ngửi được mùi thơm từ một mâm đồ ăn đóng cửa, y duy trì cảnh giác nhìn ngó. Mà tiếng động chốt mở cửa cũng vừa kinh động đến người trong phòng, một nữ nhân bước ra từ phòng bếp bên kia, không phải người nào khác, chính là Zakatman. Một bộ váy mặc ở nhà màu trắng che một nửa bắp đùi, chân dài trắng nõn bên dưới mặc một đôi dép lê như vừa tắm rửa xong, tóc còn có vẻ còn chưa khô ráo, trong tay cầm một cái muông canh. La Khang An trợn mắt há hốc mồm, lại cấp tốc quay đầu nhìn về phía cửa lớn. Về rồi à, còn chưa có ăn gì nha, chờ một chút xong ngay đây. Gia Cát Man cười lúng đồng tiền như hoa, giống như là việc gì cũng chưa từng xảy ra, mang theo cái muông canh trở lại phòng bếp. Chờ một chút, La Khang An gọi cô nàng lại, hỏi, người không có chìa khóa thì vào bằng cách nào? Gia Cát Man đáp một tiếng, nói, ta tìm người giữ cửa đổi lại, cửa khóa mật mã là ngày ngươi nhận biết ta. Thân sắc La Khang An run rẩy, thật sự là bó tay rồi, không có chìa khóa thì trực tiếp đổi cửa nhà hắn, còn có chuyện như vậy, không khỏi cũng quá khoa trương đi chứ, ở riêng hai chỗ không thích hợp, ta đã chuyển tới đây. Gia Cát Man nói xong, mang theo muỗng canh tiến vào phòng bếp. Không phải, ngươi, La Khang An xem xét bốn phía, phát hiện trong phòng quả nhiên nhiều hơn không ít vật dụng nữ nhân, sau đó nhanh chân bước phòng giữ quần áo, mở cửa ra xem xét, phát hiện treo đầy quần áo, còn có rất nhiều giày trưng bày trình trình tê tê. Y là một đại nam nhân, không có coi trọng quá nhiều quần áo hay giày cũng chỉ có mấy bộ mà thôi. Phòng giữ quần áo vô cùng trống trải, bây giờ lại vô cùng phong phú, trước mắt nhìn thấy trên cơ bản đều là quần áo và giày của nữ nhân. Lại nhanh chân bước đến trên lầu phòng ngủ xem xét, phát hiện ga giường cũng đã đổi thành màu hồng phấn, hai cái gối đầu trưng bày đẹp mắt. Cái nhà này đột nhiên tràn đầy hương vị vợ chồng sinh hoạt cùng nhau. La Khang An có chút phát điên, bước nhanh đi đến phòng bếp, hướng về Gia Cát Man đang nấu nướng phía trước bếp lò, giống cuống họng lên hỏi, ai đồng ý cho ngươi chuyển tới đây? Gia Cát Man đối mặt với đồ ăn ủng ụp ủng ục trong nồi, răng ngà cắn môi không nói, có hơi cúi đầu, từ từ khuấy động muỗng canh trong tay. Giả vờ cái gì vợ hiền mẹ tốt? La Khang An nổi giận, tiến lên mấy bước, tắt lại bếp lửa, nắm lấy cái thìa trong tay Gia Cát Man, bắt cổ kéo cổ tay nàng trực tiếp đi ra, giống to, ta hỏi ngươi, ngươi không nghe thấy sao? Gia Cát Man rút ra cổ tay bị hắn nắm có hơi đau, sợ lên đồng hồ của đối phương tặng cho mình, dường mắt nói, ta chuyển tới không được sao? la khang an ngạc nhiên không thôi nói ngươi có bị bệnh không chúng ta đã nói rõ ràng chúng ta đã chia tay ngươi dựa vào cái gì chuyển tới đây dựa vào cái gì phá hủy lẫn đổi hết đồ vật nhà ta không biết có phải biết mình hủy hành động phá cửa đổi cái khác có quá phận hay không ra cát man cúi đầu dầu dĩ nói ra sự việc ngụ vi là ngươi không đúng sáng sớm ta ồn ào ngay trước mặt nhiều người như vậy để cho ngươi ném đi mặt mũi trước mặt các cao tầng trong tần thị ta cũng cảm thấy có lỗi ngươi vừa đến thành bất khuyết chưa được mấy ngày chắc hẳn không có phát sinh tình cảm gì với ngũ vi nàng tiếp cận ngươi là vì cố ý hãm hại ngươi không thể chỉ trách ngươi xảy ra chuyện như vậy ngươi cũng không có khả năng hội hợp với ngũ vi ta đã nghĩ thông chúng ta đều là nhất thời xúc động dưới sự xúc động khó tránh khỏi nói nhảm chuyện quá khứ đã đi qua rồi chúng ta bắt đầu lại từ đầu nha ngày mai chúng ta đi làm như thường lệ ngươi yên tâm sau khi đi làm ta sẽ giải thích với mọi người nói rằng là ta hiểu lầm ngươi la khang an có chút im lặng nắm lấy cổ tay áo nói không cần giải thích ông đây cũng không phải cái gì chính nhân quân tử không sợ nếu sự việc đã làm rõ ta cũng không ngại che giấu không ngại công khai nói cho người biết ta căn bản chưa từng nghĩ đến việc treo cổ trên một thân cây ý nói kết hôn để cho ta sống hết đời chỉ trông coi một nữ nhân đó là chuyện không có khả năng y không có ý định sửa chữa mọi chuyện đều đã vạch phá nếu như lại cứu vãn sau này y há có thể tìm thú vui một khi xảy ra chuyện không tiện giải thích ngại tìm phiền phức y cảm thấy mình đối với Gia Cát Man chỉ là một khách qua đường mà thôi, y cũng không muốn giữ người ta lại quá lâu, y cho rằng mình là người có giới hạn ở điểm này. Gia Cát Man bỗng nhiên dương mắt, hai mắt đỏ lên, nói, ý của ngươi là, những lời ngươi nói trước kia đều là gạt ta. Ha ha! La Khang An vui vẻ, lùi bước đến phòng khách ngồi xuống salon, lấy ra một điếu xì gà đốt lên, chân bắt chéo vành lên, hít hai hai nhà khói về sau, buông tay nói, nói cái gì lừa gạt không lừa gạt, ngươi không cảm thấy mắc cười sao? Kẻ có tiền không có ai ngốc cả, ngươi từng thấy qua tên ngốc trở thành kẻ có tiền sao? Chỉ nhìn có nguyện ý giả ngu ở trước mặt nữ nhân hay không thôi. Đúng thế, ta không phải cái gì chính nhân quân tử, có thể ngươi thì sao? Ngươi vì cái gì muốn tiếp cận ta, chính ngươi trong lòng không rõ ràng hả? Mọi người cũng vậy, biết rõ lòng dạ lẫn nhau là được rồi, làm gì nói toạc ra như thế, khiến cho trên mặt mọi người cũng khó xử. Ta ra tay cũng không có tệ bạc với ngươi, mọi người có chừng có mực, ngươi tiến thêm lần nữa đã vượt qua giới hạn. Ra Cát Man tức giận nói: đúng, ta thừa nhận ngay từ đầu chính là muốn tìm một nam nhân có điều kiện. Bất quá đi cùng với ngươi về sau, ta thật sự muốn theo ngươi cả đời. Thời điểm ngươi muốn ta, ta đã nói rõ ràng, ta muốn là nam nhân cả một đời ở cùng nhau, nếu không thì không được. Ngươi đã đồng ý, ngươi đồng ý nên ta mới cho ngươi. Ngươi muốn ta, ngươi phải biết mình là ta nam nhân đầu tiên. Ta hướng lên trời thề, ta thật sự thích ngươi. Thật tình không biết là bởi vì nguyên nhân này, chính vì La Khang An là nam nhân đầu tiên của nàng, y mới phát giác được nữ nhân này có chút ý tứ, thuộc loại hiếm có, cho nên mới không không đường ai nấy đi sau một buổi hân hoan, vui sướng giống với những nữ nhân khác, nếu không há có thể dây dưa lâu như vậy, nếu không theo bản tính của La Khang An sớm đã tàn tiệc. La Khang An cười lạnh, nói, cái gì thứ nhất thứ hai, đừng có dạng này, người cũng không cần nói chính mình cao thượng cỡ nào. La Khang An ta sống nhiều năm như vậy, dạng nữ nhân nào mà chưa từng thấy, nữ nhân không có mấy ai tốt lành. Thời điểm La Khang An ta nghèo rất mồng tơi, ở trong mắt nữ nhân các ngươi chẳng là cái gì, có thể tùy bị nhục nhã, ta chẳng khác nào một con chó vẫy đuôi mừng chủ, dù có thực tâm cũng chỉ là vô dụng. Hiện tại muốn nguyện ý cùng ta, đơn giản là vì ta có tiền, đơn giản là cảm thấy có thể đạt được chỗ tốt từ trên người ta mà thôi. Cho nên, đừng có giả bộ ngây thơ ở trước mặt ta, giả bộ tiếp sẽ khiến ta buồn nôn mất, ta không để cho mình bị xoay vòng vòng đâu, ngón tay y kẹp lấy xì gà hướng ra phía ngoài, nói, thu thập vật dụng của ngươi rồi rời đi, lập tức đi ngay, chính mình tự giác, để cho ta cưỡng ép đuổi đi ra sẽ rất khó coi. Gia Cát Man tuôn trào nước mắt, quay đầu chạy ngay, lau nước mắt chạy lên lầu, chạy vào trong phòng ngủ. La Khang An cả lơ phất phơ ngồi đó hút xì gà, có vẻ như nữ nhân này rốt cục thức thời thu dọn đồ đạc rời đi nào ngờ ra cát man lại đang đang chạy xuống mở ra một cái bình nhỏ ngay trước mặt la khang an ngẩng đầu đổ bột phấn vào trong miệng mình nuốt xuống ngay tại chỗ cái bình rơi vụn vỡ tại phía dưới nói hôm nay ta không có ý định còn sống rời đi nếu không cách nào sửa chữa ta cũng không còn mặt mũi nào đi gặp người của tần thị ta chết rồi ngươi cũng đừng hòng yên ổn la khang an cười khinh chiêu tức nói, nói cái gì có chết hay không chết quá khó nghe, không đến mức đó chứ, chúng ta thuận theo nhu cầu, đã gặp nhau thì cũng có lúc chia tay, nữ nhân các người muốn kiếm tên ngốc, vậy thì đừng có phí thời gian ở chỗ này của ta, ta, đột nhiên y ngẩn ra, phát hiện phản ứng của Man có chút không đúng. Hô hấp của Man rõ ràng trở nên gấp rút, tay ôm chặt bụng, từ từ cong lưng lên, trên mặt rất nhanh lộ vẻ thiếu máu, gương mặt trắng bệch trong nháy mắt, dáng vẻ đau đến đổ mồ hôi lạnh. La Khang An trợn tròn mắt há miệng, khóe miệng ra cát man rất nhanh rỉ ra máu tươi, tí tách tí tách rơi xuống, cả người cũng dần dần trợn mắt vô lực ngã xuống. Cả người đã tê liệt ngã xuống trên mặt đất, có hơi co giật. Vãi trưởng, La Khang An kêu một tiếng thất thố, tiện tay ném điếu xì gà đi, lách mình phóng tới, quỳ xuống đất nâng ra cát man lên, nhanh chóng thi pháp kiểm tra, phát hiện mạch máu hỗn loạn, tình huống thể nội ngày càng có triệu chứng loạn nhịp, lúc này y xác nhận thật đúng là chúng độc, hơn nữa còn là loại vô cùng độc. Con em nó, dám giở trò này với ông đây, ngươi điên rồi hả? La Khang An lập tức có chút luống cuống tay chân. Thật tình để cho Gia Cát Man chết ở nơi này, y không có cách nào giải thích nguyên nhân cái chết của cô nàng. Nói rằng Gia Cát Man tự vẫn, đây chỉ là lời nói từ một phía, vậy cũng phải khiến người ta tin mới được. Luật pháp tiên giới bày ngay trước mắt, đừng tưởng rằng là tu sĩ thì có thể tùy làm hại người bình thường. Muốn âm thầm để cho thi thể biến mất, chỉ sợ còn phải nghĩ biện pháp giết một đường giấu miệng. Nữ nhân này gọi người đến đổi cửa, ở trong tình huống này rõ ràng không chỉ có một mình nữ nhân này biết, y còn phải tìm tới nơi nào bán cửa, có mấy người tới đổi cửa, toàn bộ đều giết chết thì mới yên ổn. Tóm lại bây giờ không thể để cho người chết ở chỗ này. Cấp tốc đỡ người ngồi xuống, một trường vỗ phía sau lưng ra cát man, thi pháp thúc dục. Phốc! Gia Cát Man rời vào trạng thái hôn mê, bỗng phun ra một ngụm máu tươi, La Khang An giúp cô nàng nôn ra phần lớn thuốc độc nuốt vào trong bụng, sau đó lại vung tay vẩy một cái, bể cá trong sảnh bay ra một luồng thủy long, rót vào trong miệng Gia Man. Quá trình nôn rửa ruột lặp đi lặp lại vài lần về sau, La Khang An lại cấp tốc lấy ra một viên thuốc giải độc dự trữ sẵn ở trên người, đặt vào trong miệng Gia Man, giúp đỡ cô nàng ăn vào, tiếp đó thì Pháp giúp đỡ nhanh chóng hòa tan dược tính. Hai người đều yên lặng, cùng nhau ngồi trên mặt đất, La Khang An chống tay đỡ phía sau lưng Gia Cát Man, không nhúc nhích mà thay vào đó tiếp tục không ngừng thi pháp. Một lúc sau, La Khang An mở hai mắt ra, thuận tay đỡ lấy Gia Cát Man, đứng dậy bế ngang đối phương, đi đến cạnh ghế salon thả nhẹ người nằm xuống. Nhìn Gia Cát Man trong cơn mê, y nhẹ nhàng thở dài một hơi, thở ra có chút ý nghĩ nhẹ nhõm lẫn may mắn, mặc dù thuốc độc thuộc loại hạng nặng, bất quá đoán chừng gia cát man không cách nào lấy được thuốc độc lợi hại chân chính, ăn vào chỉ là thuốc độc diệt côn trùng loại mạnh mà thôi. Loại độc phổ thông này, bằng vào nhiều năm kinh nghiệm của y ở thần vệ vẫn là có cách ứng phó, cũng chỉ có thể nói là giải cứu kịp thời, bằng không dù sao cũng là đồ vật có độc đủ để lấy mạng người bình thường trong thời gian ngắn rồi. Nhìn chăm chăm cô nàng mê man một trận, la khang an xoay người tiến vào phòng tắm, tìm một tấm khăn lông ướt, cúi người chùi sạch sẽ vết máu trên khóe miệng gia cát man. Tiếp theo, Y lại tìm thêm một tấm chăn, nhẹ nhàng đắp ở trên người Gia Cát Man. Lùi về sau một bước, muốn yên tĩnh một chút, trong phòng sáng loáng ánh đèn cảm thấy có hơi buồn bực, tiện tay vung lên, tắt đèn trong sảnh. Quay đầu phát hiện đèn phòng bếp vẫn còn sáng, đi vào trong phòng bếp, lúc thuận tay tắt đèn, kết quả nhìn thấy vài món ngon sắp xếp gọn trên bàn, y nhìn chăm chăm một lúc, buông lỏng tay đặt trên khóa tắt mở đèn, đi tới bên cạnh nồi bếp, hai mắt nhìn đồ ăn bên trong. Y phát hiện đồ ăn trong nồi đặt trên bàn đều là món yêu thích, yên lặng xoay người, lúc ra ngoài thuận tay tắt đèn, ở trong bóng đêm kéo một cái ghế dựa, ngồi xuống bên cạnh salon, hai tay dùng sức trà sát gương mặt, cuối cùng cúi đầu ủ rũ nhìn đôi chân đang chống đỡ trên sàn, đắm chìm trong cả đêm tối, gần hà lâu trong màn đêm. Bành Hy khỏa thân dưới lớp áo choàng bước lên lầu, một đường đi theo cầu thang có vết máu nhựa xuống, quan sát đến cùng, đến căn phòng treo cổ triệu nguyên thần nhìn vết máu khô động trên mặt sàn còn có một chút vết tích trong lúc thành vệ điều tra từ từ quét mắt đồng lộn xộn được bảo trì nguyên dạng trong phòng cuối cùng đi đến cửa sổ nghiêng đầu quan sát lấy ngoài cửa sổ còn vặn đầu nhìn phương hướng nóc nhà một chút sau đó đứng phía trước cửa sổ rơi vào trong suy tư trầm lặng buổi chiều hắn đã đến đây di chuyển rất nhanh thông qua truyền tống trận trong nháy mắt đã đến thành bất khuyết trước đó người của thành vệ còn tiến hành phong tỏa kiểm tra cẩn thận nơi này hắn đương nhiên là không được vào thành vệ vừa giải trừ phong tỏa hắn lại tới đây Bành Hy đứng lặng im phía trước cửa sổ một lúc, nói: "Đêm nay bắt đầu ta sẽ ở lại nơi này." Tuy Tùng đi theo một bên ngạc nhiên, nhìn một chút hoàn cảnh trong phòng lộ ra vẻ khó có thể tin, thế mà muốn ở lại nơi vừa mới có người chết như này, không cảm thấy thiếu thoải mái sao? Gã ta muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn từ bỏ khuyên nhủ, nói: "Ta lập tức cho người quét dọn một chút." Bành Hy đưa lưng về phía gã ta, thần sắc điềm đạm, bình tĩnh nói: "Không cần. Căn phòng này vẫn còn giá trị, hung thủ hẳn là từng ở lại căn phòng này." tạm thời giữ lại vết tích sáng mai ta nhìn lại lần nữa thay đổi một chút đồ vật trên giường là được vâng tùy tùng nhận lệnh rời đi tìm người đi bành hy lấy ra một cái điện thoại di động từ trong áo choàng đánh một cú điện thoại đặt ở bên tai nghe được âm thanh phát ra về sau bình tĩnh nói người cùng quê để cho hỏi thăm ngươi điện thoại bên kia trầm mặc hỏi có chuyện gì cần phân phó ta muốn tất cả tư liệu điều tra kỹ càng tình tiết vụ án có quan hệ lần này từ thành vệ đã đang dò xét nhưng mà không có dễ dàng như vậy cho ta thêm chút thời gian thời gian có rất nhiều nhưng không thuộc về ngươi và ta ta cho ngươi thời gian hai ngày không được quá hạn làm sao có thể trong hai ngày trên đời không bao giờ thiếu biện pháp khó khăn xuất hiện ở đâu ngươi nói cho ta biết ta giúp ngươi cùng nhau nghĩ biện pháp giải quyết từng cái từng cái khó khăn tự nhiên sẽ nhanh đợi đến lúc tùy tùng trở về bành hy cũng tắt điện thoại quay đầu nhìn tùy tùng nói để cho người ta nhìn chằm chằm Hàng ổ tào lộ bình và bì hồng sau khi giải trừ phong tỏa, lập tức nói cho ta biết, ta muốn đi xem một chút. Vâng, tùy tùng đáp ứng. Giờ làm việc, người đến người đi tổng bộ tần thị, Lâm Uyên thắt tóc dài thành đuôi ngựa, vừa dừng lại con lừa nhỏ, một chiếc xe cũng dừng lại ngay bên cạnh. Lâm Uyên nhìn sang, phát hiện La Khang An bước xuống đóng sập cửa xe, bước chân thong thả đến cửa xe chỗ ngồi kế tài xế mở cửa, một nữ nhân đi xuống từ trên xe, La Khang An còn đưa tay đỡ trong vô thức. Nhưng mà nữ nhân lại đẩy tay của y ra, nói một tiếng với giọng trầm thấp, không có gì, ta có thể tự đi được, ngươi cũng đi làm đi. Nữ nhân kia chính là Gia Cát Man, Lâm Uyên không biết phải nói gì, hai người này không phải chia tay rồi sao? Hôm qua La Khang An còn nói hoàn toàn chia tay, tại sao hôm nay lại cùng nhau xuất hiện? Hắn phát hiện còn hàng hiếm La Khang An này chân chân thực thực là một tên tiện nhân mười phần. Gia Cát Man quay đầu, mỉm cười gật đầu với Lâm Uyên, nói, Lâm tiên sinh. Tuy là chào hỏi như thường ngày, bất quá dáng vẻ có hơi miễn cưỡng tươi cười, Lâm Uyên cũng hơi gật đầu hỏi thăm, phát hiện sắc mặt nữ nhân này khó nhìn tựa như có bệnh trong người. Người gần đó lần lượt đi ngang, cũng chú ý tới một màn này, kỳ thật sự việc La Khang An và Gia Cát Man chia tay ngay sáng sớm hôm qua, đã lan truyền trong khắp tổng bộ tần thị, các loại lời nói đều có, phần lớn là chế diễu Gia Cát Man. Hôm nay mọi người nhìn thấy La Khang An tận tình đưa Gia Cát Man tới làm, hơn nữa bộ dáng La Khang An rõ ràng rất quan tâm, đương nhiên là để cho một số người cảm thấy kinh ngạc, Đừng nói những người khác, ngay cả Lâm Uyên cũng rất kinh ngạc. Gia Cát Man ngẩng đầu ẵng ngực rời đi, La Khang An rõ ràng không yên lòng, tiến theo mấy bước, hỏi, có được hay không? Không được, ta thay ngươi đi xin nghỉ phép. Gia Cát Man gượng ép cười một tiếng, nói, không có chuyện gì. La Khang An dõi mắt nhìn theo, bỗng hô một tiếng, nói, có việc cứ gọi ta, tan làm ta chờ ngươi cùng nhau trở về. Bình thường đều là nhà gái liên tục đòi hỏi y tới đón cô nàng, hôm nay khó được chính y chủ động. Gia Cát Man quay đầu phất phất tay biểu thị đã biết, sau đó bước nhanh rời đi dưới cái nhìn soi mói xung quanh. Lâm Uyên đi tới đứng sánh vai với La Khang An, dõi mắt nhìn Gia Cát Man rời đi về sau, lại thỉnh thoảng nhìn phản ứng của La Khang An, rõ ràng cảm giác có vấn đề gì đó. Hắn đang đợi La Khang An giải thích cho mình, nhưng mà La Khang An bình thường nói nhiều nhưng hôm nay có vẻ như hơi trầm lặng, nghiêng đầu liếc hắn một cái, nói, đi thôi, đi làm. Nói xong, y dẫn đầu rời đi. Lâm Uyên có chút thẫn thờ trong lòng, nhìn chung quanh, đồng thời đi theo, vốn định nhân lúc Tần Nghi vừa đi làm chưa bận rộn tứ phía thì đến gặp mặt nói chuyện, bất quá thấy được chút chuyện ngoài ý muốn, cho nên Lâm Uyên vẫn là trở về phòng nghỉ của mình trước. Ở trong phòng, Lâm Uyên dừng bước tựa như tâm thần có chút không tập trung, thỉnh thoảng nghiêng tai lắng nghe, lại thỉnh thoảng quay đầu nhìn về hướng cửa một chút. Hắn ngồi ở trên ghế salon đợi được một lúc rồi, ấy vậy mà có chút kỳ lạ, theo thói quen thường ngày thì La Khang An hẳn là sẽ tới nơi này, Hôm nay đến giờ vẫn chưa thấy người đâu, có thể nào không kỳ lạ cơ chứ? Sau một phen suy nghĩ, hắn buông xuống ý định đi tìm Tần Nghi, dù sao tạm thời không gấp, đứng dậy bước ra phòng nghỉ, đi thẳng đến chỗ của La Khang An. Không có cách, hắn phát hiện rõ ràng tình huống khác thường bên mình nên không cách nào xem nhẹ, dưới tình cảnh trước mắt cần phải loại bỏ các nhân tố không an toàn. Tiếng gõ cửa thùng thùng. Trong phòng phát ra âm thanh lười biếng của La Khang An nói, "Vào đi." Lâm Uyên mở cửa tiến vào, phát hiện La Khang An uể oải ngồi dựa vào trên một cái ghế, hai chân gác trên một cái ghế khác ở đối diện, kẹp lấy một điếu đốt xì gà từ từ đưa vào trong miệng. La Khang An vui vẻ khi thấy người đến là hắn, có chút ẩn ý ngoài cười nhưng trong không cười, nói: "Khách quý ít gặp, bình thường không phải rất thích bỏ ta sao, ngọn gió nào thổi ngươi tới đây?" Lâm Uyên ngược lại cảm thấy ngoài ý muốn, còn tưởng là vị này không biết gì, hóa ra biết bản thân bị ghét bỏ. Nếu biết rồi thì bình thường còn có thể mặt dày mày dạng, xem ra da mặt này không phải thuộc loại bình thường. Người không phải đã chia tay với Gia Cát Man sao? Lâm Uyên đi đến đối diện y, hỏi một tiếng. La Khang An cắn lấy điếu xì gà, hừ lạnh hừ một tiếng, nói, chuyện cá nhân, không muốn nói. Thấy đối phương nói như vậy, Lâm Uyên cũng không hỏi nhiều, lại đi tới một bên ghế sofa, chậm rãi ngồi xuống, tựa lưng vào ghế, an tĩnh không rơi một tiếng. La Khang An rút điếu xì gà đã hút gần nửa, uốn éo người, chợt thở dài nói, việc xấu trong nhà A. À? Lâm Uyên không lên tiếng, cũng không tin tên lắm lời chết tiệt này có thể nhịn được. Quả nhiên, La Khang An lại thốt ra một câu, tối quá cô nàng đã uống thuốc độc tự sát. Ai? Lâm Uyên dưới sự kinh ngạc nói tiếp, ra cát man. La Khang An gật đầu, đáp, thiếu chút nữa có án mạng tối hôm qua rời đi từ chỗ của ngươi, về đến nhà phát hiện khóa cửa đã được đổi, không, là toàn bộ khung cửa được người ta đổi mới, ta còn tưởng rằng chính mình đi nhầm. Nói liên miên bất tuyệt kể lại một lần nữa chuyện đã xảy ra. Nói rất kỹ càng, thậm chí còn kỹ hơn cả chuyện đã xảy ra. Đây là phong cách của Y, chuyện không có cũng có thể biến thành có, nếu đã có thì phải thêm thắt cho càng thêm ly đi kỳ, điển hình cho loại người nói chuyện dễ dàng khoách đại, nguyên lai like ra việc này lâm uyên cũng ngoài ý muốn ra cát man có thể làm được chuyện như vậy nhìn xem rất xinh đẹp một người giống như không quá đứng đắn không nghĩ tới như thế cương liệt thật tình không biết đây cũng là la khang an cảm thấy ra cát man có ý tứ địa phương thế là ngươi liền cùng với nàng hợp tốt lâm uyên hỏi một câu tính hợp được không không tính a lười tại đó la khang an tựa hồ đang nói một mình nàng sau khi tỉnh lại nói ta cứu nàng cũng vô dụng nói nàng sẽ còn từ tần thị trên cây to này nhảy đi xuống tóm lại sẽ không để cho ta tự tại. Mẹ nó, đây không phải hù dọa ta a à. Ta cái gì chẳng diện chưa thấy qua, lão tử là người dám cùng bá vương liều mạng, ta có thể sợ nàng. Lâm Uyên khóe miệng động đến một chút. La Khang An tiếp tục nói, nhưng ta nghĩ nghĩ à, một đêm chết nhiều người như vậy, liên thành vệ cũng dám giết, quấn vào lần này đấu thầu sự tình, ta có thể hay không sống sót hay là cái vấn đề, ta mà chết, do nàng làm sao náo, Lâm Nguyên nhàn nhạt cho câu, ngươi là người có thể trọng thương bá vương, chỉ là một cái đấu thầu làm sao có thể đánh chết ngươi, nếu như ngươi chết, để bá vương làm sao chịu nổi. La Khang An câm câm, sắc mặt có chút xấu hổ, khụ khụ một tiếng, thay cái phương thức nói đi. Đấu thầu thất bại, tần thị thua, nàng thích làm sao áp chế đều được. Đấu thầu thành công, lão tử chính là tần thị công thần, nàng lại thế nào náo, tại tần thị cũng không ảnh hưởng được ta, cho nên a à, ta hiện tại không cần thiết cùng với nàng cứng rắn cưỡng tạm thời trước thuận nàng trở qua trước mắt một lần này lại nói lâm uyên có lẽ nàng đối với ngươi là thật tâm liền không có cân nhắc qua cùng với nàng hào hảo ở tại cùng một chỗ la khang an khanh khách lấy cười cái gì gọi là có lẽ huynh đệ đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi nữ nhân không có mấy cái đồ tốt tốt có thưa thớt ngươi phải hiểu được một cái chân lý đồ tốt vĩnh viễn là khan hiếm Huynh đệ, ta đưa ngươi một câu lời khuyên, nữ nhân tốt đều là nam nhân hư ép ra ngoài, ngươi nếu là muốn làm nữ nhân trong mắt nam nhân tốt, vậy liền quá ngu, thua thiệt là chính ngươi." Lâm Uyên không biết hắn ở đâu ra loại lý luận hiếm thế này, phát hiện chính mình có đủ nhàm chán, thế mà lại cùng tên này kéo loại vấn đề này, đứng dậy, hiểu rõ là chuyện gì xảy ra về sau, cũng không muốn cùng hắn dài dòng. Đưa tay mở cửa thời khắc, chợt quay đầu lại nói, "Ta tối hôm qua tại một sàn đêm khác nhìn thấy không ít đẹp mắt nữ nhân, làm sao?" có vẻ như uể oải suy sụp la khang an lập tức tinh thần tỉnh táo đột nhiên đứng lên hai mắt sáng lên nói sàn đêm nào lâm uyên tới đối mặt cuối cùng lắc đầu mở cửa mà đi nhìn xem đóng cửa lại la khang an minh bạch một chút cái gì lập tức có chút thẹn quá hóa giận trong tay xì gà đập vào trên cửa quay đầu hướng trên ghế salon một nằm lật qua lật lại dù sao hôm nay không cần đi thần vệ doanh lúc đầu hôm qua là muốn đi thần vệ doanh nhưng nhận được thông chi hai ngày này tạm hoãn đi thần vệ doanh thành vệ phương diện điều tra chưa thả qua tần thị tại thần vệ doanh bên kia khảo thí nhân viên, cho dù là đi cái đi ngang qua sân khấu cũng phải cần, đoán chừng muốn chậm hai ngày lại nói. Sau bàn công tác tần nghi tựa ở thành ghế nhắm mắt dưỡng thần, một đôi thoát giày trắng một chân trần khoác lên trên bàn công tác, khoác lên phần bụng hai tay ngón cái lẫn nhau đi lòng vòng vòng, không biết đang tự hỏi cái gì. Tiếp điện thoại Bạch Linh lung vội vàng tiến đến bẩm báo, hội trưởng, Phan Lăng Vân trở về, thiên cổ thành tự mình phái người đưa tới, thành vệ đã đem nàng mang đến đề ra nghi vấn. Tần Nghi mở hai mắt ra, đi cái đi ngang qua sân khấu mà thôi, không quản sự tình có phải hay không Phan Thị làm, Phan Lăng Vân nếu dám đến, bất khuất thành bên này liền tra không ra cái gì. Ta hiện tại lo lắng ngược lại là trù thị bành hy kia, người này không đơn giản, đừng nhìn nghiên kỳ so triệu nguyên thần nhỏ không ít, lại là sau tiến nhập chu thị, nhưng là kẻ đến sau ở trên, nhiều lần vì chu thị lập xuống đại công, ép triệu nguyên thần không thở nổi. Ra chuyện như vậy, chu mãn siêu thế mà còn đem hắn tự mình phái tới, bởi vậy có thể thấy được đối với vị này năng lực tín nhiệm, Bạch Linh Lung khẽ vuốt cằm, người này thật có chút không tầm thường, tới bất khuất thành, thế mà ở tại quẩn Hà Lâu, hơn nữa còn là ở tại treo cổ triệu nguyên thần gian phòng, có thể ngủ lấy. Ngẫm lại đều có chút khiếp người, hắn muốn làm gì? Tần nghi, khẳng định không phải đến đi dạo, kẻ đến không thiện. Phái thêm người nhìn chăm chăm. Nơi này vừa mới nói xong, Bạch Linh Lung tùy thân điện thoại di động kêu lên, lấy ra xem xét, là bên ngoài phòng trợ lý gọi điện thoại tới, lúc này tiếp, chuyện gì? trong điện thoại chuyển đến tô xảo lâm thanh âm bạch phụ tá lâm uyên tới nói là muốn gặp hội trưởng bạch linh lung che điện thoại đối với tần nghi nói lâm uyên lại muốn gặp ngươi rõ ràng đang hỏi gặp hay là không gặp tần nghi đưa tay nhéo nhéo cái chán có chút vô lực nói tại linh sơn ngây người nhiều năm như vậy làm sao còn như cái chưa trưởng thành hài tử để hắn đến đây đi nàng có thể đoán được, có thể làm cho lâm uyên chủ động tìm đến, khẳng định không phải chuyện gì tốt. nàng hiện tại quan tâm sự tình đã đủ nhiều, không biết lâm uyên lại muốn tới tìm cái gì gốc dạ. bạch linh lung lúc này đối thủ cơ đáp lời, để hắn vào đi. tần nghi thả hai chân mặc vào giày, đứng dậy đi đến giá sách hậu phương một chiếc gương trước chiếu chiếu dung mạo của mình, đưa tay hơi sửa sang lại một chút, rồi mới trở về ngồi xuống. chỉ chốc lát sau, lâm uyên gõ cửa mà vào, vừa đứng ngồi xuống, lại cùng tần nghi đối mặt. tần nghi, có việc. Lâm Uyên nhìn chăm chăm nàng một trận, đột nhiên nói, Tần Nhi, chuyện năm đó, ta không biết ngươi đến tột cùng là nghĩ thế nào, tóm lại ta nhận lầm, là ta sai rồi, là ta có lỗi với ngươi, coi như ta văn ngươi, cầu ngài dơ cao đánh khẽ buồng tha ta được hay không? Tần nghi khóe miệng nhấp cuốn một chút, ngươi đến tột cùng muốn nói cái gì? Bạch Linh Lung ở bên, nhìn xem cái này, lại nhìn xem cái kia. Lâm Uyên, thiếu tiền của ngươi, ta trả lại cho ngươi gấp bội, thả ta rời đi tần thị, lúc trước hắn là muốn thuận nước đẩy thuyền đến tần thị điệu thấp không lý tưởng, bây giờ phát hiện là chính mình không biết rõ tình hình đem sự tình cho nghĩ đơn giản, lại pha trộn xuống dưới, không phải đem chính mình bước cho đến lộ ra nguyên hình không thể. Bị thành vệ thẩm vấn lúc, triệu ra cùng tần nghi sự tình, triệu ra mượn một triệu sự tình, hắn là cất mục đích. Hắn tin tưởng thành vệ sẽ hướng tần nghi bên này xác minh rõ ràng. Mục đích của hắn chính là muốn tại thành vệ bên kia rơi xuống cái bằng chứng, miễn cho bên này bức trương liệt thần nói hưu nói vượn, miễn cho bên này lung tung tăng giá cuối cùng đem hắn làm thành cái tội phạm truy nã tần nghi nhìn chăm chú ngươi cảm thấy ta sẽ quan tâm ngươi chút tiền này sao lý do này ta không tiếp nhận lâm uyên âm thầm nổi giận trước đó còn cho rằng nữ nhân này chỉ là muốn nhục nhã chính mình đấu thầu sự tình tuôn ra về sau hắn mới phát hiện nữ nhân này chỗ nào chỉ là muốn nhục nhã rõ ràng là muốn đem hắn đặt hiểm địa muốn mượn đao giết người giết chết hắn Tốt, vậy ta liền làm rõ, tần thị tham dự cự linh thần đấu thầu sự tình đã không phải bí mật gì, chết nhiều người như vậy, ta sợ chết, không muốn lại cuốn vào trong chuyện như vậy. Sợ chết. Tần nghi một tấm gương mặt xinh đẹp rét lạnh xuống tới, cái cổ trắng nõn giống như cổ thiên Nga cũng ngang lên, tốt, vậy ta hỏi ngươi, ngươi cảm thấy ngươi bây giờ về Linh Sơn có nắm chắc tốt nghiệp sao? Lâm Uyên lạnh nhạt nói, đây là chính ta sự tình. Tần nghi lập tức nổi giận, đột nhiên đứng lên, chỉ vào hắn, lâm uyên người xem một chút ngươi bây giờ dáng vẻ thấp kém chạy tới cầu nữ nhân ngay cả sợ chết đều nói như thế lẽ thẳng khí hùng liền chút mặt mũi cũng không cần người xem một chút ngươi bây giờ còn có hay không cái nam nhân dạng người có phải hay không muốn cả một đời đều cái dạng này lâm uyên ta nói đây là chính ta sự tình ầm Tấn Nghi một trưởng vỗ tại trên bàn, xét thấy tình huống trước mắt, ta đích xác lo lắng an toàn của ngươi, bản còn cân nhắc, muốn không để ngươi từ La Khang An bên kia rút về đến, nhưng ngươi cái dạng này, gió còn không có thổi tới liền sụp đổ, đao quang kiếm ảnh còn chưa tới đến liền sợ tè ra quần, ngươi đem ta Tần Nghi trở thành cái gì? Là ta có mắt không tròng mắt bị mù sao? Ta cho ngươi biết, ta không cho phép. Muốn rời khỏi thật sao? Tốt, có thể. Quay đầu hướng Bạch Linh Lung nói, đi, đem quan tiểu thanh kêu đến, Bạch Linh Lung im lặng, lại nhìn xem cái này, nhìn nhìn lại cái kia. Lâm Uyên sắc mặt trầm xuống, coi là đối phương muốn bắt quan tiểu thanh đến áp chế hắn, trầm giọng nói, người muốn làm gì? Ta cảnh cáo ngươi, nể tình chuyện cũ, ta đã là liên tục nhường nhị, ngươi tốt nhất đừng bức ta. Trên bàn, tần nghi điện thoại tích tích vang lên, nhưng nàng không để ý đến, bước nhanh đi ra bàn công tác, bước nhanh đến hắn trước mặt, mặt đối mặt chất vấn, buộc ngươi. Đến tột cùng là ai bức ai? Ngươi còn có mặt mũi sách chuyện năm đó, Tốt, vậy ta hỏi ngươi, chuyện năm đó, ngươi có muốn hay không cho ta cái bản giao? Ta chỉ cần một cái công đạo, không có phận a. Lâm Uyên mặt lạnh lùng, ngươi muốn cái gì dạng bản giao? Nói, Tần Nghi, ngay trước mặt Quan Tiểu Thanh, xuống dưới ở trước mặt tất cả mọi người, chính ngươi thành thành thật thật đem năm đó lừa gạt ta trải qua rõ ràng danh mạch nói rõ, ở trước mặt tất cả mọi người nói xin lỗi ta. Chỉ cần ngươi làm như vậy, tiền ta không muốn ngươi trả, ngươi có thể đi quan tiểu thanh cũng có thể đi ta tuyệt không khó xử ta liền muốn một cái công khai xin lỗi không cần lén lút xin lỗi dạng này không quá phận a hai mắt tóe lừa dáng vẻ nhìn chăm chăm trước mắt nam nhân này nếu như hắn thực có can đảm làm như vậy vậy nàng cũng quá thất vọng thì cũng thôi đi cũng liền tuyệt vọng rồi từ bỏ hắn chân chính từ bỏ nam nhân này không còn làm bất luận cái gì trông cậy vào lâm uyên lần này là thật bó tay rồi mẹ nó công khai xin lỗi Thật muốn làm như vậy mà nói, bởi vì nữ nhân này danh khí, vậy hắn Lâm Uyên coi như thật nổi danh, về sau có thể tự tại mới là lạ, chỉ sợ sẽ có các loại không tưởng tượng được sự tình tìm tới cửa. Làm như vậy mà nói, còn không bằng tiếp tục như vậy hòa với. Mà Tân Nghi nói loại phương thức xin lỗi này, thật đúng là không phải người bình thường có thể làm ra tới, cần lớn lao dũng khí. Loại dũng khí này, hắn do dự. Tân Nghi lại không chịu buông qua, làm sao? Lại sợ nguy hiểm, lại không chịu công khai xin lỗi cái gì trách nhiệm đều không muốn gánh chịu, chính ngươi sở lấy lương tâm nói, là ta đang buộc ngươi, hay là chính ngươi khi người quá đáng. Lâm Uyên lại bị nàng nói không phản bác được, làm sao phát hiện chính mình so la khang an cũng không tốt gì. Trên bàn điện thoại lại vang lên, vang lên không ngừng, ngay tại nổi nóng tần nghi quay người một bài nhấc lên, phát hiện là cái lạ lắm điện thoại, kết nối uy âm thanh. Đầu bên kia điện thoại truyền tới một nho nhã lễ độ âm thanh nam nhân, tần hội trưởng. Tần nghi, ngươi là ai? Âm thanh nam nhân nói, phục ba thành chu thị, bành hy, Bành Hy. Tần Nghi trong nháy mắt tỉnh táo, ánh mắt chớp liên tục về sau, cho câu, ngươi đánh nhầm. Thuận tay cúp máy trò chuyện, lặng im ngay tại chỗ. Bành Hy cái tên này vừa ra, Bạch Linh Lung cùng Lâm Uyên song song nhìn chằm chằm về phía nàng. Đối với cái tên này, Lâm Uyên không xa lạ gì, trước đây không lâu còn có người đối với hắn đề cập qua, chính là không biết có phải hay không Bành Hy kia, bất quá đoán chừng có thể đem điện thoại trực tiếp gọi cho Tần Nghi người loại nhân vật này, hẳn là sẽ không là những người khác vì cái gì đối với Tần Nghi sẽ có loại nhân vật này ý nghĩ. Nhìn xem Tần Nghi dung mạo mặt bên, Lâm Uyên lại có mấy phần hoảng hốt, năm đó Tần Nghi kia ôn nhu, thẹn thùng, không nghĩ tới lại biến thành hôm nay dạng này. Bạch Linh Lung thì hỏi một tiếng, Chu Thị Bành Hy. Tần Nghi hơi gật đầu, nhìn chăm chăm điện thoại nói, nếu không cam tâm, liền sẽ còn đánh tới. Nàng hiển nhiên là muốn thử một chút đối phương thái độ. Bạch Linh Lung kinh ngạc, Bành Hy tại sao có thể có Tần Nghi tư nhân số điện thoại, cần biết cùng Tần Nghi lui tới điện thoại bình thường đều muốn thông qua nàng, nàng sẽ cân nhắc có nên hay không kết nối Tần Nghi bên này. Tần Nghi tư nhân điện thoại cùng công sự không quan hệ, chỉ bảo tồn có mấy cái quan hệ hơi gần người nhà điện thoại, bên ngoài cơ bản không ai biết. Đây cũng là bị buộc đi ra, đừng tưởng rằng Tần Nghi thân phận địa vị liền không có người theo đuổi, đã từng một đoạn thời gian có người sẽ thay đổi biện pháp lấy tới Tần Nghi số điện thoại liên hệ, chứ không nổi phiền phức sau liền khống chế điện thoại cá nhân phạm vi trước đó triệu nguyên thần muốn liên lạc tần nghi đều không thể trực tiếp liên hệ với liền có thể thấy một đốm mà bành hy này mới đến bao lâu thế mà liền lấy đến tần nghi điện thoại cá nhân bạch linh lung trong lòng run lên phát hiện quả nhiên là không tầm thường nàng quay đầu nhìn về phía lâm uyên ngươi không có đem hội trưởng tư nhân số điện thoại tiết ra ngoài a à? lâm uyên ta không có nhàm chán như vậy chính hắn đều chưa bao giờ chủ động điện thoại cùng tần nghi liên lạc qua tần nghi liếc nhìn hắn một cái tin tưởng cho câu không quay về đi làm vu vạ nơi này làm gì Lâm Uyên muốn nói lại thôi, cuối cùng quay người đi. Ra phòng trợ lý về sau, hắn lại dừng bước, quay đầu mắt nhìn, rõ ràng có chút buồn bực. Thiếu một triệu sự tình đã tại thành vệ bên kia rơi xuống chứng cứ, còn muốn lừa bịp hắn không dễ dàng như vậy, chuẩn bị dùng cái này nói chuyện, thực sự không được, còn có thể lùi lại mà cầu việc khác, thay cái làm việc cương vị cũng được. Bây giờ trở về qua thần đến mới phát hiện, lời muốn nói thế mà như là ngọn lửa đồng dạng, lại bị tần nghi giống như gió táp mưa rào lời nói cho giật tắt, lại trở về hiện tại còn nói đi ra sao lâm uyên cười lại có chút giờ khóc dở cười hắn hiện tại càng phát ra nhận thức đến tần nghi thay đổi thật không phải là năm đó nữ nhân kia công khai chịu nhận lỗi lâm uyên lại muốn trở về bước chân có chút nhấc không nổi tần nghi dây dưa không rõ có như vậy trong nháy mắt hắn thậm chí đối với tần nghi động sát cơ nhưng mà mặc kệ có nhận hay không hắn cùng tần nghi hoàn toàn chính xác từng có một đoạn tình cũ cũng xác thực hổ thẹn khó mà ra tay cuối cùng lắc đầu được rồi về phòng nghỉ đi cái gì cự linh thần đấu thầu không đấu thầu, chuyện không liên quan tới hắn, La Khang An trợ thủ liền trợ thủ đi, lui một bước nghĩ, hắn cũng không dễ dàng như vậy bị người làm. Tóm lại, so gặp quỷ công khai chịu nhận lỗi mạnh, người sống một đời, ai còn không có điểm người quen, thật muốn làm ra loại sự tình bồi lễ nói xin lỗi kia, sớm muộn muốn bị hắn đám người quen biết kia, có hại hắn vương ra mặt mũi, trong văn phòng đưa mắt nhìn lâm nguyên biến mất tần nghi tựa hồ tháo xuống cường thế thậm chí có chút ảm đạm lại từ từ dựa vào bàn công tác trượt ngồi xuống ngồi trên mặt đất hai tay ôm đầu gối cúi đầu bạch linh lung nhìn xem nàng chợt nghe đến dị thường thanh âm gặp tần nghi vai ẩn ẩn run rẩy tựa hồ đang khóc nức nở bận bịu ngồi xuống giúp đỡ Tần Nghi đầu, chỉ gặp Tần Nghi đã là lệ rơi đầy mặt, Bạch Linh Lung giật mình không nhỏ, đều nhớ không rõ bao nhiêu năm không gặp nàng khóc qua, sóng gió gì đều dốc hết sức vượt qua tới Tần Nghi thế mà khóc, bận bịu bưng mặt của nàng, "Tiểu Nghi, ngươi thế nào?" Tần Nghi đẩy ra tay nàng, nhấc tay áo lau nước mắt, lắc đầu, "Không có gì, chỉ là đột nhiên cảm thấy mệt mỏi." Bạch Linh Lung có chút đau lòng nàng, người khác đều nói Tần gia có người kế tục, đều nói Tân nhiệm Tần thị hội trưởng khôn khéo tài giỏi là cái nữ cường nhân, người một mực bồi tiếp nàng lại là rõ ràng nàng những năm này như cái nam nhân một dạng trọi cứng tới khó khăn thế nào bao nhiêu lần mất ăn mất ngủ bao nhiêu lần trằn trọc lại có bao nhiêu lần ăn ngủ không yên cứ như vậy từng bước một từng ngày cắn răng đi tới từ một nhu con gái yếu ớt biến thành hôm nay tần thị hội trưởng bạch linh lung ngồi ở nàng bên cạnh đưa tay ôm nàng mệt thì nghỉ ngơi đi tần nghi toát ra nhu nhược một mặt như cái hài tử một dạng rúc vào trong ngực nàng lắc đầu bạch linh lung ta thực sự nhìn không ra hắn đối với người còn có ý kia thực sự không thích hợp coi như xong đi, dưa hái xanh không ngọt. Tần Nghi lại lắc đầu, cắn khóe miệng cho thấy quật cường. Bạch Linh lung buông tiếng thở dài, tiểu Nghi, có ta cùng ngươi đâu. Tần Nghi dương cánh tay ôm nàng, tiếp tục tựa sát, ngươi sớm muộn phải lập gia đình. Bạch Linh lung vuốt vuốt nàng đầu, phụ thân người tốn đại tâm huyết cho ta lấy được công pháp tu hành, không đến đại thành không thể phá thân, tối thiểu còn có thể cùng ngươi mấy trăm năm đâu. Lại nói, chẳng lẽ ta lập gia đình ngươi liền phải đem ta đuổi ra tần thị hay sao? đều không nói hai người sống nương tựa lẫn nhau giống như bão đoàn ngồi đang làm việc dưới bàn trên mặt đất trong nhất lưu quán bành hy nhìn xem trên tay điện thoại suy tư sau một lúc mỉm cười lắc đầu phía sau quầy trương liệt thần mắt lom lom nhìn hắn hỏi không sai đi ta không có lừa gạt ngươi trước là tân hội trưởng điện thoại a bành hy lấy lại điện thoại di động nghiêng đầu nói thanh trác cho hắn tên là thanh trác tâm phúc tùy tùng lập tức tiến lên lấy ra một tấm giá trị một trăm không trăm châu tiền giấy đặt ở trên quầy, đẩy lên Trương Liệt Thần trước mặt. Trương Liệt Thần tranh thủ thời gian một thanh cầm, liếc nhìn hỏi, không phải là giả chứ? Bành Hy, giả, ngươi có thể tùy thời đến ẩn Hà Lâu tìm ta trả lại. Nói đi quay người mà đi, tùy hành nhân viên cũng đi theo rời đi. Đi ra ngoài lên xe, đợi xe khởi động về sau, Bành Hy nhìn ngoài cửa sổ mỉm cười, thật đúng là cái ngoài ý muốn thu hoạch, không nghĩ tới khu khu y quán lão bản này trên tay lại có biểu ca cũng làm không đến tần nghi tư nhân điện thoại, Xem ra Lâm Uyên kia cùng Tần Nghi quan hệ không tầm thường. Hắn có thể tìm tới nơi này đến, đã là trùng hợp, cũng là tất nhiên. Trên tay hắn một chút có sẵn có quan hệ Tần thị tư liệu, ngoại trừ Chu thị vốn là chú ý có, mặt khác đều là Triệu Nguyên thần tới đây sau sưu tập. Thời gian có hạn, cá nhân tới đây làm việc thời gian cũng có hạn, hắn không có nhiều như vậy tinh lực trong nháy mắt nắm giữ tất cả tình huống, rồi nảy ra tính nhắm vào đi đầu tra xét một chút tư liệu hạch tâm chủ yếu tình huống, hắn tin tưởng triệu nguyên thần vì tìm kiếm nhằm vào tần thị cơ hội cùng sơ hở đã sớm lật ra cái thuộc lầu. Hắn cũng không cho rằng triệu nguyên thần có thể ngu đến mức ngay cả rõ ràng lỗ thủng đều không phát hiện được. Hắn mở ra lối riêng, không quan tâm chủ yếu hạch tâm tình huống, ngược lại trước mở ra tần thị ngoại vi, một chút không để cho người chú ý bên ngoài tình huống. Một đầu không để cho người chú ý tin tức đưa tới chú ý của hắn, đó chính là tần thị tại bất khuyết thành trong thành nhân viên có lẽ là trước kia liền chỉ định tại nhất lưu quán xem bệnh lấy thuốc, rất sớm trước kia liền quyết định sự tình, hoàn toàn chính xác không để cho người chú ý. Huống chi tiên giới người bình thường cũng không phải rất dễ dàng sinh bệnh, một điểm nhỏ mau bệnh tìm bên người nhận biết tu sĩ giúp đỡ chút liền giải quyết. Tin tức này xem như một chút có quan hệ tần thị lông gà vỏ tỏi sự tình. Nhưng trong thông tin nhất lưu quán, ba chữ đưa tới chú ý của hắn, như nhớ không lầm, trước đó nhìn thấy trong danh sách có một người tựa hồ cùng nhất lưu quán có quan hệ hắn lại không nhìn hạch tâm tình huống, tần thị cữ linh thần một chút tương quan nhân vật là chuyện gì xảy ra hắn hay là nhìn qua, chẳng lẽ ngay cả có người nào tới tương quan đều không đi chú ý, mà La Khang An cùng Lâm Uyên tình huống căn bản tự nhiên cũng ở trong đó. Hắn quay đầu lật xem danh sách tình huống xác nhận lúc, phát hiện Lâm Uyên nơi ở ngay tại nhất lưu quán này. Nhất lưu quán đưa tới hứng thú của hắn, thế là hắn tới. Hắn chỉ là căn cứ vào một loại nào đó phán đoán, hoài nghi Trương Liệt Thần cùng Tần Nghi có liên hệ, thử thăm dò chụp vào một chút Trương Liệt Thần lời nói, quả nhiên. Trương Liệt Thần trên tay lại có tân nghi điện thoại liên lạc, tự nhiên là yêu cầu, Trương Liệt Thần tự nhiên là cũng không cho. Nhưng mà hắn bành hy có thể đến, tất nhiên là hướng chung quanh nghe qua nhất lưu quán tình huống, biết Trương Liệt Thần là cái người ái tài, liền không chút nào keo kiệt xuất tiền mua sắm. Một nghìn không đủ liền mười, không trăm, mười, không trăm không đủ liền hai mươi, không trăm, một mực thêm vào đến một trăm không chăm, y quán lão bản không có tâm cơ gì này gánh không được khuất phục đem tần nghi điện thoại liên lạc cho ra bán thanh trác không hiểu dùng cái gì xác định là cùng tần nghi quan hệ không tầm thường cùng tần đạo biên không được sao bành hy nguyên nhân rất đơn giản nhất lưu quán tiếp nhận tần thị nhân viên xem bệnh lấy thuốc công việc về thời gian là tại tần nghi chấp trường tần thị sau tần thị cự linh thần là người bình thường có thể đến gần sao một cái bình thường y quán lão bản lại có tần nghi tư nhân điện thoại liên lạc người không cảm thấy rất có ý tứ sao Linh Sơn học viên lại còn có bối cảnh này để cho người ta đến Linh Sơn bên kia tra một chút Lâm Uyên này tình huống. Còn có La Khang An kia, biểu ca trong tay ngay tại đốc xúc, làm sao đến bây giờ còn không có điều tra rõ hắn tại tiên đô thần vệ tình huống. Người có thể cùng bá vương giao thủ, nói không chừng giết biểu ca hung thủ chính là hắn. Lại thúc, liền nói cấp tốc, để trong nhà không tiếc đại giới. Tốt, Thanh Trác vừa đáp ứng, tùy thân điện thoại di động kêu lên, nghe về sau, lại quay đầu lại nói, biện pháp của ngài có hiệu quả, đồ vật, người quê quán đã đắc thủ, hỏi làm sao giao tiếp. Bành Hy, hồi uẩn Hà Lâu, nhất lưu quán cửa ra vào trương liệt thần hướng ra ngoài thò đầu ra nhìn một trận, quay người trở lại trong phòng lại từ trong khoan bào đại tụ rút ra tấm tiền giấy kia, ngón tay gảy dưới, chật chật một tiếng, thật hào phóng, một cái số liền đáng giá một trăm. Không trăm châu, làm gì không bán, tiền giấy thăm dò tốt, hắn cũng lấy ra điện thoại, bấm mã số ra ngoài, rất nhanh kết nối, thanh âm trở nên có chút nịnh nọt, tần hội trưởng, đúng, là ta. Tần nghi thanh âm ở trong điện thoại chuyển đến, thần thúc, có chuyện gì không? Trương liệt thần hắc hắc nói, tần hội trưởng, là như vậy, vừa rồi có người, nguyện ý ra một trăm. Không trăm châu, mua ngài số điện thoại, ta muốn, tiền này cũng quá dễ kiếm, không kiếm lời ngu sao mà không kiếm lời, thế là liền bán cho hắn, Tần hội trưởng, ngài nhìn, tiền này ta lúc nào đưa cho ngài đi qua. Tần Nghĩa khẩu không trả lời được một hồi lâu, tiền không cần, chính ngươi giữ đi, ta không kém chút tiền ấy. Đúng, người mua dãy số của ta chính là làm sao tìm được ngươi. Trương Liệt Thần, ta cũng không biết a, à, đột nhiên liền tìm tới cửa. Hai người ngôn ngữ khách khí vài câu gián đoạn trò chuyện, Trương Liệt Thần lại lấy ra tiền giấy nhếch miệng cười một tiếng, liền biết Tần Nghi sẽ không cần. Trong văn phòng, một bên Bạch Linh Lung cũng nghe đã hiểu, cùng cúp điện thoại Tần Nghi hai mặt nhìn nhau. Trước đó còn buồn bực đâu, tư nhân điện thoại này là làm sao tiết lộ ra ngoài, nghĩ tới nghĩ lui sừng sốt không nghĩ tới Trương Liệt Thần trên thân. Hai người kém chút đều quên Trương Liệt Thần có Tần Nghi tư nhân phương thức liên lạc, tự nhiên là bởi vì hữu tâm chú ý Lâm Uyên, Tần Nghi lúc trước mới cho Trương Liệt Thần một cái có thể trực tiếp liên hệ dãy số, không nghĩ tới bị Trương Liệt Thần bán đi. Bạch Linh Lung hỏi, bán bao nhiêu tiền? Tần Nghi cười khổ, nói là bán 100, không trăm châu. Bạch Linh lung nhíu mày, thần thúc này cũng thật là. Được rồi, hắn không có tâm cơ gì, cũng không biết tình huống, không trách hắn. Tần nghi buông tiếng thở dài, nàng quan tâm cũng không phải cái này, hai tay ôm ở trước ngực, thần sắc có chút ngưng trọng, bành hy này rất nguy hiểm. Hết chương 80 rồi ạ, xin chào và hẹn gặp lại bạn ở tập tiếp theo. Đừng quên nhấn like và đăng ký kênh bạn nhé.